Chương 122, em đánh chết anh đồ con heo lẳng lơ. Em đánh chết anh đồ gỗ thối, em đánh chết anh đồ con heo lẳng lơ. Hoàng Hiểu Lâm biết bị chơi xỏ, cũng không kìm được đột nhiên lao đến, nhưng rất không may vừa vặn ngã vào lồng ngực rộng lớn của Diệp Phàm, đôi bàn tay trắng trẻo giống như một trận mưa liên tiếp đấm vào ngực hắn để phát tiết sự hờn dỗi trong lồng ngực. Nhưng đồng chí Diệp Phàm lại không hề khó chịu. Cơ thể tràn đầy sức sống thanh xuân của Hoàng Hiểu Lâm ra sức ngọ nguậy trong lòng mình, lại cộng thêm thỉnh thoảng đôi bầu ngực căng tròn lại cọ sát giúp vui, hơn nữa một mùi hương thơm con gái kỳ lạ thoang thoảng, phía dưới của anh chàng này lập tức dựng đứng. Không cẩn thận lập tức chĩa vào bụng dưới của Hoàng Hiểu Lâm, Hoàng Hiểu Lâm đang mải đánh, lúc đầu vẫn không có cảm giác gì, sau mấy đấm cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, phần bụng dưới tại sao lại giống như có một cây gậy đâm vào người mình. Đột nhiên nghĩ ra gì đó. A, Hoàng Hiểu Lâm với tốc độ còn nhanh hơn Lưu Tường, vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của TQ, đến N lần, bóng dáng nhoáng lên, cấp tốc thối lui ra ngoài 7-8 thước, sững sờ nhìn Diệp Phàm, hai má đỏ bừng. Đỏ bừng, sắp phát cháy rồi, cháy rồi. Diệp Phàm cũng không biết làm gì, nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải. Vội vàng cố ý giả vờ nới lỏng dây dày ngồi xổm xuống buộc lại dây. Nhưng thật ra là muốn che giấu món đồ quang côn dưới háng khiến ông anh nó giảm nhiệt. Hắn hành khí một vòng cuối cùng hạ nhiệt độ, trong lòng thầm mắng, thằng cụ nó, con mẹ mày còn vô cớ nổi bão như vậy, bố mày tức lên có lẽ thật sự sẽ cắt mày đi đấy, cùng lắm thì bố mày đi luyện quỳ hoa bảo điển, có bản lĩnh của Đông Phương bất bại cũng không tệ. Lẳng lơ quá sức tưởng tượng rồi. Một lát sau, anh chàng đứng lên mở miệng nói trước. Ha ha, em vừa mới nhớ ra. Hình như phải tới lâm trường giải quyết một số việc, cho nên quay lại, lên xe đi. Được. Hoàng Hiểu Lâm lần này khẽ hừ một tiếng, nhưng lại ngoan ngoãn cùng lên xe, cô ta thật sự bị Diệp Phàm hù cho phát sợ rồi. Nhưng khi chui vào ghế phụ phía trước không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc trộm chỗ đúng quần của Diệp Phàm, cũng không biết đang nghĩ cái gì, luôn cảm giác cây gậy ở chỗ đó đặc biệt thô to. Nghĩ đến cái gì thân thể Hoàng Hiểu Lâm lại nóng ran lên, chân mềm nhũn lảo đảo không vững. Thiếu chút nữa ngồi phịch ở trước cửa xe rồi. Sao vậy? Diệp Phàm sợ hãi, nghĩ là không biết vừa rồi có phải thật sự chọc tức cô gái này rồi hay không, ngay cả thân hình cũng đứng không vững. Hắn vội vàng chui ra đỡ Hoàng Hiểu Lâm ngồi vào trong. Kỳ thực là nửa ôm nhét vào trong, Hoàng Hiểu Lâm bị sau lưng hắn áp sát như vậy lại nhớ tới cây gậy lớn, một chút sức lực trong cơ thể cũng không còn. Để mặc cho Diệp Phàm nửa ôm bế lên xe. Trong đáy lòng không khỏi cảm thấy cuộc đời này nguyện được cuộn mình trong lòng con heo lẳng lơ này như vậy cả đời. Thật là tốt biết bao. Đương nhiên, đối với loại nửa ôm thân hình ướt át này, Diệp Phàm cũng là chịu dày vò rất nhiều, nhưng, dũng sĩ kiệt xuất nước Hoa Hạ, chúng ta vẫn là cố gắng chịu đựng được, trong lòng thầm nhủ cố gắng, cũng không bị tấm thân mềm mại thơm tho này quyến rũ, làm ra chuyện xấu xa khiến mọi người đều căm phẫn. Nhưng người nào đó chỉ là khi nửa ôm cô gái nào đó móng vuốt lang sói không kìm được lén lút giả vờ giống như không hề cố ý, thuận tay sờ một cái lên thân hình trắng nõn nghỉnh lên của người ta, hình như còn cộng thêm cầm một chút, người lẳng lơ nào đó âm thầm lẩm bẩm nói, còn có luồng khí nóng hổi sao. Kích thích thật, cô gái nào đó chỉ cảm thấy có thứ gì đó lại ngọ nguậy, vội vàng kẹp chặt bắp đùi tương đối thon dài, cảm thấy chỗ nào đó một hồi khô nóng, hình như có gì đó trào ra. Sau đó chính là mềm nhũn nghiêng người dựa vào chiếc ghế bằng da thật nheo mắt lim dim. Đương nhiên, người con trai và người con gái nào đó đều là ngầm hiểu lẫn nhau, không có ai lên tiếng, đều giả ngốc cả đấy. Người nam giống như quân tử lái xe, người nữ càng lộ vẻ thục nữ, ngồi trên ghế phụ, ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không giống như đi chơi. Diệp Phàm cũng là lần đến tiên đến lâm trường cảnh dương. Con đường 4-5 cây em ngắn ngủi dẫn tới lâm trường thật ra đều đã được sửa thành đường nhựa, mặt đường rộng khoảng 8 mét. Khi đến chỗ đường nhánh phát hiện một ngôi nhà nhỏ 3 tầng, phía trên bò đầy thực vật dây leo màu xanh lá mạ. Tấm biển của phân cục lâm trường cảnh dương đặc biệt chói mắt. Ba người cảnh sát oai hùng canh gác ngoài cửa đang ngồi dưới đất nói chuyện phiếm. Cô Hoàng, đi đường nào? Vì là ngã ba đường, Diệp Phàm cũng không biết đi hướng nào. Đi bên trái. Con đường bên phải là đi vào rừng già, cơ cấu gỗ, vườn ươm của lâm trường đều được bố trí bên trong. Bên trái chính là tổng bộ, tất cả cơ cấu của lâm trường và xưởng đồ gỗ đều ở bên trong. Bao gồm nhà ở, người ở trong cũng không ít, có phòng karaoke, quán ăn, quán rượu, rất là náo nhiệt.
Vẻ đỏ ửng xấu hổ của Hoàng Hiểu Lâm dần dần thối lui, cũng khôi phục lại vẻ bình thường, sửa sang cái váy có chút nếp nhăn nói. Anh đến Lâm Trường thật sự để làm việc sao? Đương nhiên, không biết chủ nhiệm Lâm Trường các em có ở đây không, anh còn muốn gặp bàn bạc một chuyện. Diệp Phàm không giống như nói đùa. Thấy chiếc Mitsubishi cải tiến mới tinh của Diệp Phàm, viên cảnh sát trên mặt có vết sẹo to bằng hạt đậu tương vỗ vỗ vào xe nói. Người anh em, không tệ, chiếc xe này sợ rằng cũng phải tới 30-40 vạn, đúng rồi. Hình như còn lắp lại, có lẽ còn đắt hơn. Ha ha, gần như là thế, anh tên gì? Diệp Phàm chào hỏi thuận tay ném 3 điếu thuốc Trung Hoa sang. Vi Hổ. Viên cảnh sát trên mặt có vết sẹo trả lời, nhận lấy điếu thuốc lá châm lửa, nhìn lướt qua phát hiện Hoàng Hiểu Lâm đang ngồi ở trong. Hiểu Lâm cũng ở đây à? Cục trưởng Vi, chủ nhiệm Lâm Trường quay về chưa? Hoàng Hiểu Lâm thuận miệng hỏi. Quay về tối qua rồi, ở bên trong. Vi Hổ trả lời, nhưng Diệp Phàm luôn cảm thấy trong mắt của người này tràn đầy một cảm giác thù địch nghèo hèn. Hiểu Lâm, có bạn trai lúc nào cũng không nói với anh Vi một tiếng, chuyện này đúng là không tốt rồi. Phía sau có một người cảnh sát già đi tới nói đùa, có ý ẩn chứa. Không phải, em chỉ là thuận tiện quá giang. Anh ta là nhân viên công tác của thị trấn Lâm Tuyền, tới Lâm Trường chúng ta làm việc. Hoàng Hiểu Lâm đỏ mặt giải thích. Ồ, vậy sao? Ánh mắt 3 người đầy quái dị, đoán chừng là không thể nào tin được. Không lâu sau đã lái xe tiến vào Lâm Trường. Bên trong cũng không nhỏ, 7-8 tòa nhà, có chút giống như là một vườn hoa thu nhỏ, màu xanh khắp nơi làm tương đối rất đẹp, nhà lầu nấp trong đại thụ cao ngất tầng mây, ở giữa xen lẫn rất nhiều hoa hồng hoa cúc. Có kiểu hàng rào cây uốn khúc bao quanh, nhìn đặc biệt thoải mái, xem ra là có công nhân chăm sóc cây cảnh chuyên môn xử lý, đoán chừng trình độ cũng không thấp, dù sao cũng là Lâm Trường lớn, người tài ở các phương diện cũng không thiếu. Sau khi được Hoàng Hiểu Lâm chỉ dẫn, Diệp Phàm dừng xe trước một tòa nhà 5 tầng lớn có vẻ rất là khí thế. So với tòa nhà lớn của Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền thì sáng sủa hơn nhiều, cùng với Hoàng Hiểu Lâm đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm Lâm Trường ở tầng 4. Bên trong có 3 người đàn ông đang uống trà nói chuyện phiếm, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cúi người pha trà, bộ ngực mở rất thấp, đứng ở cửa Diệp Phàm vừa vặn đối mặt với cô ta. Có thể nhìn thấy rõ ràng khe rảnh sâu thẳm và một nửa 2 đôi gò bồng đảo trắng trẻo. Mẹ nó, đồ lẳng lơ. Diệp Phàm thầm mắng một câu quét mắt đi chỗ khác. Hắn phát hiện trên chiếc ghế lớn ở sau chiếc bàn làm việc xa hoa cực lớn ở giữa có một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng trẻo, người lộ ri vẻ tương đối tao nhã, mắt nhỏ mũi cao, cũng có chút khí chất đặc biệt của tú tài thời xưa. Diệp Phàm phán đoán người đàn ông đó có lẽ chính là chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng. Trong lòng rất là buồn bực, nếu y là chủ mưu sát hại Diệp Thủy Căn thì cũng quá không giống, lẽ nào Diệp Thủy Căn thật sự là ngã chết, quá khả nghi. Hiểu Lâm quay về rồi à, bảng báo cáo ngày mai phải đưa tới thành phố Mạc Hương rồi, tối nay cô hãy bổ sung cho hoàn chỉnh. Người đàn ông trên chiếc ghế thuận miệng nói, nhìn thấy Diệp Phàm liếc mắt qua cũng không lên tiếng, thậm chí không chào hỏi, nói không chừng còn tưởng rằng Diệp Phàm là công nhân dưới tay mình, Lâm Trường rộng lớn có 100 người. Chủ nhiệm Lâm Trường cũng không nhớ rõ, chuyện này cũng rất bình thường. Em biết rồi chủ nhiệm Trịnh, vị này là tổ trưởng Diệp Phàm cũ tổ công tác thôn đập nước Thiên Thủy đóng ở thị trấn Lâm Tuyền, anh ta nói tìm ông có chút chuyện. Hoàng Hiểu Lâm giới thiệu nói. À, thôn đập nước Thiên Thủy đóng ở Lâm Tuyền còn có tổ công tác sao, ha ha, hoan nghênh. Chúng ta là hàng xóm rồi. Trịnh Khinh Vượng thản nhiên quét mắt liếc nhìn Diệp Phàm một lần nữa. Phát hiện chỉ là một anh chàng vắt mũi chưa sạch, tổ công tác có lẽ cũng là cán bộ cấp thôn, nhiều nhất là cấp ban. Nói trắng ra là một chức quan địa phương, vì vậy ngoài miệng nói là hoan nghênh nhưng người căn bản không có ý tứ đứng dậy, thái độ lạnh lùng, vừa rồi nói chỉ là những lời khách sáo mà thôi liền khoát tay. Ngồi đi, Lan Hinh, pha trà. Diệp Phàm cũng không so đo, biết người ta xem thường chức quan địa phương bé nhỏ của mình. Người ta có tư cách để kiêu ngạo. Cái gì gọi là cán bộ cấp sở chứ, huyện Ngư Dương cũng không quản lý được. Nghiễm nhiên có tư thế trở thành hoàng đế một phương. Vốn tưởng rằng chủ nhiệm Lâm Trường họ Trịnh này diện mạo giống như một thư sinh nho nhã, đối với người khác có lẽ rất có văn hóa, lễ phép. Ai ngờ người ta vẫn là vô cùng uy quyền, vì vậy cũng không khách khí đặt mông ngồi lên chiếc ghế chạm khắc hình rồng. Tổ trưởng Diệp, thôn đập Thiên Thủy các cậu thời gian trước nghe nói còn đào được một ngôi mộ cổ thời Đường.
kiếm được không ít, nghe nói còn vì vậy mà dẫn tới phạm tội giết người, chết mất mấy người. Một người thanh niên trong ba người nói chuyện phiếm tò mò hỏi. Làm gì có tiền bạc nào, ngôi mộ đó là có chủ, toàn bộ đều bị người khác mang đi rồi, cũng không khai quật được đồ vật có giá trị gì. Còn về tội phạm giết người thật sự là có hai người, nhưng cuối cùng đều bị công an bắt đi rồi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời. Tổ trưởng Diệp, cậu tìm tôi có chuyện gì? Nhưng tôi phải nói rõ trước, Cảnh Dương chúng tôi đã viện trợ cho đập nước Thiên Thủy các anh 1 vạn tệ, đã được bí thư chi bộ thôn Lý Kinh Đống của các cậu lấy đi 5 tháng rồi. Phải đợi đến tháng 5 năm sau, phải biết rằng lâm trường chúng tôi mặc dù nói nhìn qua rất là giàu có, kỳ thực cũng chỉ là một vỏ bọc. Chi tiêu nhiều, 500 công nhân tạm thời, công nhân lao động cộng thêm gia đình của họ gần đến 1000 người đều há miệng đòi ăn cơm. Chủ nhiệm Trịnh vừa mở miệng đã kể khổ với Diệp Phàm trước, hóa ra người ta còn tưởng Diệp Phàm tới để đi quyên góp. Thằng cụ nó, thật sự xem tiểu gia mình biến thành đại sư đi khất thực rồi, trong lòng Diệp Phàm cười khổ, biết đập nước Thiên Thủy có lẽ mỗi năm đều tới lâm trường Cảnh Dương đòi chút tiền gì đó, người ta thấy mình chính là một tên ăn mày đến xin cơm, chẳng trách thái độ lại lạnh lùng như vậy, làm sao lại có thể nhiệt tình với một tên ăn mày được chứ? Diệp Phàm vừa định mở miệng đã bị Hoàng Hiểu Lâm xinh đẹp tự cho là thông minh giành nói trước một câu thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Chủ nhiệm Trịnh, anh hãy lấy ra một chút cho tổ trưởng Diệp đi. Cảnh Dương chúng ta mặc dù nói cũng không giàu có, nhưng 1000-2000 vẫn là có thể lấy ra được, thôn đập nước Thiên Thủy đó cũng quá khó khăn, nghe nói người nghèo đến mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cũng không thể để tổ trưởng Diệp Phàm tay không trở về, nếu không. Chương 123 Cái đầu bị lừa đá vào. Hoàng Hiểu Lâm đương nhiên là có lòng tốt muốn giúp đỡ Diệp Phàm, ngay cả cô ta cũng tưởng rằng Diệp Phàm là tới xin quyên góp, vì người của thôn đập Thiên Thủy tới lâm trường Cảnh Dương toàn là để xin tiền. Có người dân khó khăn không có tiền chữa bệnh, con cái không có tiền đi học, đều tới lâm trường Cảnh Dương xin giúp đỡ. Một năm qua nhiều ít gì cũng đã lên tới mấy chục người. Mỗi lần Trịnh Khinh Vượng có thể trốn được thì trốn. Không trốn được thì ném ra 50 hoặc 100-200 để xua đuổi những người giống như ăn xin này. Nhưng Hoàng Hiểu Lâm cũng xem như là người hiểu chuyện, cuối cùng hai chữ thể diện cũng không nói ra. Tổ trưởng Diệp, nghe nói cậu còn là cử nhân vừa mới tốt nghiệp Đại học Hải Giang năm nay. Vừa mới tốt nghiệp đã trở thành tổ trưởng rồi, còn là cấp trưởng ban nữa, năm nay hình như cậu mới 18 tuổi, chà chà, khá lắm. Một thôn hẻo lánh xó xỉnh như đập nước Thiên Thủy cũng được chứ, ha ha. Cô gái pha trà Phương Lan Hinh vừa pha trà vừa thuận miệng nói, không biết là khen Diệp Phàm hay là nói mỉa nữa. Chân mày của Diệp Phàm không khỏi nhíu lại, biết Phương Lan Hinh đang chửi khéo mình vô dụng, tốt nghiệp Đại học Hải Đại mà lại đi làm một chức quan bé nhỏ trong thôn. Phải biết rằng năm 95 đó căn bản không có sinh viên đại học nào làm quan trong thôn. Cũng được, nghệ thuật pha trà của cô cũng không tệ, có thể làm sư phụ ở quán vỉa hè rồi, trà ngon. Diệp Phàm hấp một ngụm trà rồi quăng ra một câu nói, thiếu chút nữa khiến Phương Lan Hinh kiêu ngạo tức nhồi máu. Ngoài mặt là khen Phương Lan Hinh pha trà rất ngon, kỳ thực ám chỉ bên trong là nói cô ta đơn giản chỉ là loại người không khác biệt gì với cô gái pha trà trong quán massage. Phương Lan Hinh cũng không phải là kẻ ngu, làm sao có thể không nghe ra. Tất cả mọi người trong phòng đều hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Trịnh Khinh Vượng vô cùng quái dị. Trịnh Khinh Vượng thấy nhân tình của mình bị một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch âm thầm sỉ nhục, sắc mặt trầm xuống cũng không phát tác gì, vì Diệp Phàm không có trực tiếp nói người nào đó là cô gái pha trà, ngoài mặt người ta vẫn là đang khen. Diệp Phàm lại mở miệng nói. Chủ nhiệm Trịnh, lần này tôi tới là có chuyện muốn bàn bạc với anh một chút, chính là vấn đề liên quan đến chuyện sửa đường của đập nước Thiên Thủy. Lần này có một ít tiền chuẩn bị tu sửa lại con đường quốc lộ từ Lâm Tuyền đến đập nước Thiên Thủy. Mà con đường này lâm trường các anh cũng có chạy xe qua, cho nên các anh cũng nên bỏ ra một chút tiền có phải không? Trước đây khi xe ngựa của lâm trường các anh chạy vào cũng luôn tạo ra tình cảnh kẹt xe, một chiếc xe là đủ bịt kín con đường rồi. Phải đợi đến đường dễ rộng rãi một chút mới có thể nhường đường, cũng tạo cho người trong thôn rất nhiều phiền toái. Hơn nữa con đường này sửa xong xe vận chuyển gỗ của lâm trường các anh cũng đi lại dễ hơn rất nhiều. Có lẽ xe của thôn đập nước Thiên Thủy còn không nhiều bằng lâm trường các anh. Sửa đường, mỗi năm chúng tôi đều bỏ ra khoảng 10 vạn tệ để mở rộng và san bằng đường quốc lộ. Thôn đập Thiên Thủy các anh có thể bỏ ra được bao nhiêu tiền? Không phải tôi đả kích các anh,
nhưng mấy ngàn tệ của anh lấy ra dùng được cái rắm gì? Đến cuối cùng còn không phải bắt Lâm Trường chúng tôi bỏ ra hết sao, con đường này muốn làm xong không có mấy trăm vạn căn bản là làm không được. Chỉ cần anh có thể kiếm được tiền, các anh bỏ ra bao nhiêu, Lâm Trường chúng tôi cũng bỏ ra bằng thế. Không có tiền thì chuyện này không cần nói nữa, chỗ nào mát mẻ thì cứ đến chỗ đó mà đi. Trịnh Khinh Vượng mượn cơ hội để chút giận cho nhân tình Phương Lan Hinh của ông ta, khẩu khí nói chuyện rất công kích. Nói xong còn khinh thường quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Sửa đường là chuyện không thể. Năm trước hợp tác sửa đường đều là Lâm Trường bỏ tiền ra, cuối cùng đập nước thiên thủy bỏ công, làm gì nhìn thấy nửa đồng nào, đến cuối cùng ngay cả điểm tâm còn muốn Lâm Trường phái người tới Lâm Tuyền đi mua. Cậu thanh niên, không nên vì đầu óc nóng lên là muốn sửa đường. Lâm Trường chúng tôi đã trông mong mấy chục năm nay con đường đó vẫn không thay đổi. Chủ nhiệm Lâm Trường chúng tôi là cán bộ cao cấp cùng cấp bậc với chủ tịch huyện các anh, lẽ nào không muốn sửa đường cho tốt sao? Nhưng khó quá. Lúc này một người đàn ông khác khẩu khí rất không lọt tai, giáo huấn nói, giống như Diệp Phàm là vãn bối của hắn vậy, thái độ làm ra vẻ khiến Diệp Phàm nhíu mày lại. Người này nói có chút đạo lý, nhưng nếu nói cấp bậc chủ nhiệm Lâm Trường của Lâm Trường Cảnh Dương là cấp sở cũng không sai. Tuy nhiên nói là cán bộ cao cấp thì có chút nói khoác, cán bộ ở trên cấp ban mới có thể gọi là cao cấp, thực quyền của chủ nhiệm Trịnh không thể so sánh với một chủ tịch huyện được. Đừng nói là một chủ tịch huyện, trong huyện Cảnh Dương tùy tiện lấy một cục trưởng hoặc là chủ tịch thị trấn tương đối tốt ra so sánh vẫn mạnh hơn rất nhiều so với một chủ nhiệm Lâm Trường cấp sở. Người ta tốt xấu gì cũng quản lý gần 70 vạn nhân khẩu của Cảnh Dương. Lấy thị trấn Lâm Tuyền ra làm ví dụ, Tần Chí Minh còn quản lý 6 vạn người. Lâm Trường thì có bao nhiêu người chứ, tính ra 1.000 người cũng là nhiều nhất rồi, nói chủ nhiệm Lâm Trường có quyền lực lớn giống như chủ tịch huyện thì rát vàng lên mặt mình quá. Nhưng Diệp Phàm cũng lười so đo những cái này với bọn họ, tiếp tục nói. Vậy thì dễ nói rồi, hôm nay coi như làm cái búa hòa âm trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy. Lần này sửa đường, Lâm Trường bỏ ra một nửa, thôn đập nước thiên thủy bỏ ra một nửa. Đến lúc đó cứ thế tiến hành là được, ha ha. Nếu không bỏ ra cũng được, lời cảnh cáo đặt ở đây, người dân của thôn đập thiên thủy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Nếu cậu có thể kiếm được tiền thì hãy quay lại kêu la. Một nửa tính là gì, hừ. Trịnh Khinh Vượng có chút không nhịn được, giống như đuổi ruồi phất phất tay, ý tứ chính là tiễn khách. Được, tôi đi đây. Diệp Phàm đứng lên vừa định dịch bước thì nhìn thấy ba người đàn ông đi vào. Trước mặt là một người cao to lực lưỡng, dáng người vô cùng lớn. Người phía sau vừa mới lộ ra gần nửa khuôn mặt, vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã thân thiết kêu lên, Diệp, chú Diệp. Sao chú cũng đến đây? Anh Triệu, thì ra là anh. Diệp Phàm vừa nhìn thấy Triệu Thiết Hải cũng lên tiếng chào hỏi. Triệu Thiết Hải thấy không khí trong phòng hình như có chút không bình thường. Ánh mắt vừa chuyển suy đoán được có lẽ là Diệp Phàm tới làm chuyện gì đó không thành, có lẽ còn phát sinh xung đột, lập tức ha ha cười nói. Chủ nhiệm Trịnh, sắp 5 giờ rồi, thế nào, ngay cả cơm canh cũng sợ cho anh em chúng tôi ăn sao, chủ nhân nhà anh cũng có chút quá đáng rồi. Ha ha! Triệu Thiết Hải pha trò đùa giỡn muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Thiết Hải, không phải tôi vứt thể diện cho tổ trưởng Diệp xem, chú cũng quá lắm, được rồi, nếu Thiết Hải đã nói chúng ta đến phòng ăn uống mấy chén vậy. Sắc mặt Trịnh Khinh Vượng hòa hoãn một chút, phải biết rằng Triệu Thiết Hải tốt xấu gì cũng giám đốc sở của thị trấn lớn Lâm Tuyền, nếu sáp nhập xã vào thị trấn, giám đốc sở có lẽ cũng trở thành cục trưởng phân cục rồi, nhân số đoán chừng cũng đạt đến gần 100 người. Không khác biệt gì so với cục trưởng cục công an của một số huyện thành nhỏ, hơn nữa ngoại giao của người này cũng là rất khéo léo. Hình như y còn có chút quan hệ họ hàng với cục trưởng cục lâm nghiệp thành phố, quan trọng nhất là gần đây em trai của chủ nhiệm Trịnh là Trịnh Lực Văn nhậm chức giám đốc sở sở tài chính ở xã Khanh Hương, hành động sáp nhập xã vào thị trấn này, vị trí của em trai lão rất có thể không giữ được. Giám đốc sở sở tài chính của xã Khanh Hương có thể đến được thị trấn Lâm Tuyền kiếm được chức phó giám đốc sở của sở tài chính cũng là rất giỏi rồi. Hơn nữa chủ nhiệm Trịnh cũng là hướng đến chức phó giám đốc sở của thị trấn Lâm Tuyền, Triệu Thiết Hải cũng là người cũ ở Lâm Tuyền, ở trong thị trấn nói chuyện cũng có quyền nói chuyện nhất định. Cho nên cũng không thể không nể mặt Triệu Thiết Hải một chút. Nói ra Trịnh Khinh Vượng cũng là rất bất đắc dĩ, vốn muốn đưa em trai Trịnh Lực Văn tới Lâm Trường Cảnh Dương. Không ngờ Trịnh Lực Văn sống chết cũng không muốn tới Lâm Trường Cảnh Dương,
nói là Lâm Trường Cảnh Dương mặc dù lớn cũng là trốn trong vùng núi hẻo lánh, không có tiền đồ gì. Hơn nữa thăng quan cũng khó, cho nên gần đây Trịnh Khinh Vượng bị em trai làm cho sứt đầu bể trán, ngay cả mẹ hắn cũng chuyển đi, không có cách gì. Trịnh Khinh Vượng cũng tìm một số lãnh đạo của huyện Ngư Dương, người ta cũng đồng ý ngoài miệng rồi. Nhưng nghe nói quyền chủ động nhân sự sáp nhập xã vào thị trấn lần này lại nằm trong tay thị trấn Lâm Tuyền, sợ rằng đến lúc đó không giúp đỡ được bao nhiêu. Quan huyện không bằng hiện quản, về điểm này Trịnh Khinh Vượng là người hiểu rõ nhất. Chuyện của em trai đương nhiên hắn sớm đã đánh tiếng với Thiết Hải rồi, Triệu Thiết Hải cũng là nhức đầu muốn chết. Nếu Trịnh Lực Văn muốn công tác trong hệ thống công an, Triệu Thiết Hải vẫn có thể giúp đỡ được, sở tài chính và cục công an căn bản là hai nơi không liên quan gì đến nhau. Muốn giúp cũng không giúp được, đến lúc đó cũng chỉ còn bước một bước nhìn một bước thôi. Lúc này thấy bộ dạng Diệp Phàm đang muốn rời đi, sắc mặt không biết sao rất khó coi, len lén kéo một người trong ba người đàn ông vừa mới nói chuyện trong văn phòng sang một bên hỏi rõ tình hình, trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ không ngừng, Trịnh Khinh Vượng à Trịnh Khinh Vượng, cái đầu của ông bị con lửa đá mất rồi có phải không? Chuyện tốt đưa tới tận cửa toàn là tự ông quấy nhiễu. Có lẽ Trịnh Khinh Vượng còn không biết thân phận của Diệp Phàm, bằng không cũng sẽ không làm như vậy. Diệp Phàm là người nào chứ, mặc dù nói còn trẻ tuổi, nhưng là nhân tố mới nổi bật nhất trước mắt của Lâm Tuyền. Quản lý chính là vấn đề tài chính, mà giám đốc sở của sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền Lưu Lương Huy lại vừa vặn xảy ra chuyện, đoán chừng phải ngồi tù rồi, nhưng hiện tại vẫn đang phát điên, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Vị trí phó giám đốc và giám đốc của sở tài chính đoán chừng đều phải trưng cầu ý kiến của lãnh đạo trực tiếp quản lý là Diệp Phàm. Hơn nữa Diệp Phàm còn là ủy viên đảng ủy, nhân vật xếp thứ tư ở thị trấn Lâm Tuyền hiện tại, về chuyện nhân sự của việc sáp nhập xã vào thị trấn sau này tiếng nói rất có phân lượng, gọi là quyền nói chuyện. Chương 124, không thể không kinh sợ. Nghĩ tới những điều này con mắt Triệu Thiết Hải đảo một vòng. Vội vàng kéo một người thanh niên có vẻ hiền lành trên mặt có mụn cơm nhìn qua khoảng chừng 27, 28 tuổi, kéo đến trước mặt Diệp Phàm nhiệt tình nói. Lực Đồng, tôi và anh Trịnh Khinh Vượng của cậu cả ngày huynh đệ tương xứng. Còn chú Diệp Phàm này cũng là anh em của tôi, cậu gọi một tiếng anh Diệp, lấy một điếu thuốc Trung Hoa vừa kiếm được ra mời anh Diệp. Trịnh Lực Vượng ngây người ngạc nhiên, thấy Diệp Phàm đúng là đồ gà con, ấp úng không nói ra miệng, trong lòng vẫn đang buồn bực. Anh Thiết Hải có phải điên rồi không, kêu mình gọi một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi là anh Diệp, có ý tứ gì chứ? Thật mất mặt quá. Triệu Thiết Hải gấp gáp, mồ hôi thiếu chút nữa toát ra, quay đầu ra hiệu bằng mắt cho chủ nhiệm Trịnh. Trịnh Khinh Vượng cũng không phải là kẻ ngốc, kinh nghiệm phong phú hơn em trai của hắn nhiều. Trong lòng cảm thấy giật mình thầm nghĩ, lẽ nào vì thằng nhóc họ Diệp này còn có lai lịch không bình thường? Vừa rồi nghe Lan Hinh nói hình như mới 18 tuổi. Nhưng một chức quan trong thôn thì có gì chứ, có lẽ là sau lưng có bố mẹ có vai vế. Trịnh Khinh Vượng nghĩ ra như vậy liền chạy tới trước mặt Diệp Phàm nói. Tổ trưởng Diệp, Lực Đồng là em trai tôi, tính khí nóng nảy. Lực Đồng, còn không mời tổ trưởng Diệp tới nhà ăn của Cảnh Dương chúng ta nếm thử món ăn thôn quê của Cảnh Dương chúng ta, ha ha. Người này thay đổi thật sự nhanh chóng, trước khi thăm dò được lai lịch của đối phương tốt nhất không nên đắc tội. Diệp. Anh Diệp, đi uống mấy chén, thế nào hả? Trịnh Lực Văn mất một hồi lâu cuối cùng cũng nặn ra một câu như vậy. Ha ha ha, như vậy mới đúng. Chú Diệp, đi uống mấy chén thế nào hả? Lâm Trường Cảnh Dương này cậu cũng không đến được mấy lần, hôm nay vừa vặn kiếm được mấy con đặc sản núi rừng. Anh Trịnh, vừa vặn kêu đầu bếp của Cảnh Dương các anh chế biến một chút. Phải làm thật ngon đấy, chú Diệp là khách quý khó có được. Tin tôi đi, Lực Văn. Một tiếng, anh Diệp, của chú sẽ không gọi uổng phí đâu, ha ha. Triệu Thiết Hải sảng khoái kêu to, quay đầu nhìn Phương Lan Hinh ném lại một câu. Chú Diệp của tôi mặc dù nói còn rất trẻ, nhưng tôi cũng muốn gọi cậu ấy một tiếng anh Diệp biết không hả? Người ta cho dù mới tròn 18 tuổi, nhưng hôm qua đã là nhân vật kiệt xuất xếp thứ tư của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Điều đó có ý gì có biết không? Ủy viên đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền kiêm phó chủ tịch thứ nhất. Quản lý phương diện tài chính, công nghiệp. A, à, Phương Lan Hinh thất thanh kêu lên, một tay bịt cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình, sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần vội vàng nói. Diệp, chủ tịch Diệp, tôi. Cũng khó trách Phương Lan Hinh lúc này hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường, vì em gái của cô ta Phương Nghê Muội cũng đang công tác ở văn phòng đảng chính xã Khanh Hương.
sau khi sáp nhập xã vào thị trấn có lẽ văn phòng đảng chính sẽ sa thải em gái cô ta. Mấy ngày hôm nay em gái Phương Nghê muội không ít lần khóc lóc trước mặt chị gái, chẳng qua vẫn không phải muốn nhờ chủ nhiệm Trịnh nói giúp mấy câu. Lần này lại đắc tội với người tin cậy của thị trấn Lâm Tuyền thì biết làm thế nào. Phương Lan Hinh thật sự chỉ muốn khóc. Mấy người khác trong phòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi, sắc mặt Trịnh Khinh Vượng không thay đổi, dù sao người ta cũng là cán bộ cấp sở nên có chút hối hận, tay Trịnh Lực Văn khẽ run rẩy thiếu chút nữa đánh rơi cả gói thuốc lá xuống đất. Được rồi, vậy thì quấy rầy chủ nhiệm Trịnh rồi, ha ha. Diệp Phàm nặn ra một nụ cười. Sau đó trên bàn rượu hắn mới quen biết Trần Nhị Thuận, người này thân hình gầy gò, thấp lùn nhỏ bé, đoán chừng cao khoảng 1m63, vẻ mặt cười lấy lòng, nhìn thế nào cũng không giống như đồng lõa của tội phạm giết người. Phó chủ nhiệm Lâm Trường Chính là người đàn ông lưng hùm vai gấu vừa mới bước tới trước mặt Triệu Thiết Hải, tên là Mã Chiêm Khôi, nói chuyện uống rượu đều vô cùng hào sảng. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống bàn, hắn đã bắt đầu làm khó dễ rồi. Đầu tiên là kính một trung bộ gồm 6 chén, sau đó lại cạn chén với Diệp Phàm gần 4 lần, đổi thành mỗi lần một đại bộ 12 chén. Chỉ là người ta tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp phó sở, Diệp Phàm cũng đành phải liều mạng đến cùng. Đoán chừng Mã Chiêm Khôi là muốn ra oai phủ đầu với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm có hũ rượu Triệu Thiết Hải giúp đỡ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, mạnh mẽ chống chọi với vòng vây của 7 người trong Lâm Trường Cảnh Dương. Chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng tử lượng cũng không tốt. Tử lượng khoảng mấy bình. Thật ra nghi là nhân tình của ông ta Phương Lan Hinh tử lượng kinh người, uống rượu giống như uống nước. Diệp Phàm cũng nghi ngờ rượu đó có phải là rót vào trong váy cô ta hóa thành hai khối thịt khổng lồ dọa người ở trước ngực hay không. Cô gái này rất dây dưa, cứ dính chặt lấy Diệp Phàm, thỉnh thoảng còn thân thiết gọi anh, cặp vú khổng lồ còn thỉnh thoảng cố ý cọ sát lên người Diệp Phàm, buồn nôn muốn chết. Diệp Phàm sợ đến mức tim cứ nhảy thình thịch trong lòng. Lén lét quét mắt liếc nhìn Trịnh Khinh Vượng, phát hiện hắn đối với thái độ phóng đãng trên bàn rượu của Phương Lan Hinh đã rất là quen thuộc, cũng không có một chút dáng vẻ mất hứng nào. Có lẽ Trịnh Khinh Vượng người ra giỏi che giấu lòng dạ, nhưng Diệp Phàm âm thầm cũng đang cảnh cáo bản thân phải chú ý, ngàn vạn lần đừng để cô gái này hãm hại, bản thân không muốn chọc vào mùi vị tanh tưởi lên người. Ngay từ trước khi tiệc rượu bắt đầu, Phương Lan Hinh đã lén lén gọi điện thoại trong văn phòng. Nghe nhi! Hiện giờ em đang ở đâu vậy? Chị, em đang chơi ở nhà một người bạn học ở thị trấn Lâm Tuyền. Phương Nghê muội cũng đến thị trấn Lâm Tuyền, đang ở nhà bạn học nghe ngóng động thái gần đây của thị trấn Lâm Tuyền. Đặc biệt là nghe nói tối qua bí thư, chủ tịch trên huyện đều đã tới thị trấn Lâm Tuyền, không biết có phải là tuyên bố chuyện sáp nhập xã vào thị trấn. Cho nên hôm nay rất nhiều nhân viên công tác ở xã Khanh Hương đều bỗng nhiên xông ra như vậy. Ngoài mặt đương nhiên là lấy lý do thăm người thân để ngụy trang, trên thực tế đều là bất cứ lúc nào cũng để ý đến động thái phía bên Lâm Tuyền. Không nắm vững không được, đến muộn thì quả đào tốt đều bị người khác hái được thì còn có cái dám gì mà dùng. Em nhanh chóng thuê một chiếc xe đến Cảnh Dương đi. Phương Lan Hinh luôn miệng thúc giục. Tại sao vậy chị, bạn em còn nói tối nay sẽ kéo em cùng mời phó chủ tịch thị trấn Thiếu đi ăn cơm. Cơ hội tốt như vậy mà đánh mất thì quá đáng tiếc. Chị không giúp được em đành phải tự mình ra tay thôi. Lan Nghê Nhi có chút không muốn bỏ qua cơ hội quá giá tiếp cận phó chủ tịch thị trấn Tiếu Trường Hà. Con bé ngốc nghếch, Tiếu Trường Hà là cái dám gì, đại nhân của Lâm Tuyền, phó chủ tịch thị trấn Diệp Phàm hiện tại đang ở Cảnh Dương, chồng chị tối nay sẽ mời hắn ăn cơm, có lẽ sẽ tới phòng karaoke để khiêu vũ. Nhà đầu ngốc, mau mang bộ quần áo mới của chị đến Cảnh Dương thay đi, còn dám nói là chị không quan tâm đến em. Chị em có lúc nào quên em đâu chứ, thật đúng là con bé ngốc nghếch. Phương Lan Hinh cười mắng cô em gái mà mình cực kỳ cưng chiều. À, Diệp Phàm, có phải là phó chủ tịch thị trấn mới 18 tuổi, tốt nghiệp Hải Giang, vừa mới lên chức, nghe nói còn là ủy viên đảng ủy, bí thư Lý và chủ tịch Trương đích thân xuống tuyên bố hay sao? Em nghe bạn học em nói là người xếp thứ tư của thị trấn Lâm Tuyền hiện tại, hình như cũng không kém phó bí thư Tống Ninh Giang. Cũng có người nói là liệt vào hàng thứ ba đấy. Phương Nghê muội cảm thấy trong lòng như chấn động, kinh hãi vội vàng hỏi, cuối cùng còn cẩn thận hỏi thêm một câu. Chị nói là chồng chị nào? Con nhà đầu đáng ghét em muốn chết có phải không? Còn có thể có anh rể nào nữa, ở Lâm Trường em nói là ai? Được rồi, chị gác máy đây, em đến thì gọi điện thoại di động cho chị. Phương Lan Hinh hờn giận trách nói. Đợi đã chị,
em có thể dẫn bạn học cùng đi không? Phương Nghê muội ngốc nghếch hỏi. Đồ ngốc, đầu óc của em không có nước đấy chứ, dẫn bạn học của em tới không phải là ngáng đường cực lớn sao? Đến lúc đó còn có thể thoải mái không, đồ đầu heo. Phương Lan Hinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nói. Chồng của Phương Lan Hinh, Thiết Quý làm việc ở cấp ủy phòng trong huyện, còn Phương Lan Hinh ở lâm trường sau khi gian díu với Trịnh Khinh Vượng vụng trộm, em gái cô ta Phương Nghê muội đều gọi hai người là anh rể, vừa rồi Phương Nghê muội còn tưởng rằng anh rể thật sự đến lâm trường rồi. Vì thỉnh thoảng Hứa Thiết Quý cũng tới lâm trường thăm vợ. Nguyên nhân chính là Phương Lan Hinh thời gian một tháng ở lại lâm trường Cảnh Dương đến 25 ngày, ở lại nhà ở huyện Cảnh Dương kỳ thực cũng chỉ có 3-4 ngày, cũng khó trách chồng cô ta Hứa Thiết Quý thỉnh thoảng không chịu được giày vò phải đặc biệt chạy tới lâm trường Cảnh Dương để giải quyết khát khao sinh lý. Khi uống được một lúc, Phó chủ nhiệm Mã Chiêm Khôi đề nghị đến phòng hát giải trí, lâm trường Cảnh Dương này còn đặc biệt trang bị một vũ trường trong nội bộ công nhân viên chức ở lâm trường. Không thu phí, trình độ xa hoa so sánh với vũ trường của thị trấn Lâm Tuyền chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Phàm nhìn thấy cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, chỉ cách có 5 dặm mà người dân của thôn đập nước Thiên Thủy ngay cả cơm cũng không có mà ăn, trong một sơn cốc xa xôi hẻo lánh lại có một vũ trường sang trọng như vậy. Quả thực là hai thế giới này làm gì có sự công bằng nào đáng nói. Trong vũ trường đã có từng đôi nam nữ thanh niên ôm nhau xoay tròn dưới ánh đèn thủy tinh mờ mờ, xa hoa trụy lạc. Mặc dù nói vào phòng không cần vé vào cửa, nhưng tiền rượu vẫn cần bản thân móc túi tiền ra. Chương 125, có đi mới có lại. Nờ Phương Lan Hinh đã sớm thu xếp được 7-8 nữ thanh niên làm việc ở lâm trường Cảnh Dương vào phòng hát, vừa lúc có một người bên cạnh kéo đi chuyện phiếm uống rượu uống trà. Kỳ quái là bên cạnh Diệp Phàm không có ai. Hắn cũng ngồi yên lặng, cảm thấy hơi lạ lẫm. Vừa định rút một điếu thuốc thì Phương Lan Hinh đi tới nói muốn mời hắn khiêu vũ. Lúc này ánh đèn càng mờ ảo, một khúc nhạc chậm chậm vang lên, trong phòng chỉ thấy bóng người mờ mờ. Những người nam đang khiêu vũ trong phòng giống như được ánh đèn ra hiệu, bắt đầu mấy động tác mờ ám. Cánh tay bọn họ vốn đặt bên hông các cô gái giờ thoáng cái đã trượt xuống bên dưới mông, nhẹ nhàng đùa nghịch. Có người còn cả gan hơn nữa ôm xiết người nữ vào lòng, trong phòng vang lên đủ loại tiếng thở hổn hển, tuy nhiên đều chìm trong tiếng nhạc. Đương nhiên những cặp đôi hành động như vậy đều là tình nhân, còn những cặp đôi nào không phải thì vẫn nhảy một cách đường hoàng. Phương Lan Hinh vẫn rất đoan trang, chỉ thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên dùng cặp ngực cạ vào đồng chí Diệp Phàm làm hắn thầm nghĩ. Cô gái này lúc khiêu vũ còn rất quy củ, chẳng lẽ trước đó có xung đột với mình? Sau khi nhảy xong một khúc thì Phương Lan Hinh vội vàng chạy ra ngoài. Hoàng Hiểu Lâm tiến tới nhảy một điệu khá chậm, vào lúc xoay tròn cả hai đều có cảm giác mê say. Những hành động mà mấy người kia thực hiện khi ánh đèn vừa mờ đi có lẽ là đặc điểm của phòng ca múa trên lâm trường. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này rất có ít dịp tiếp xúc với bên ngoài, chắc phòng khiêu vũ này là nơi để nam nữ tìm hiểu nhau. Cánh tay Diệp Phàm bất giác cũng trượt xuống cặp mông của Hoàng Hiểu Lâm. Mới đầu cũng chỉ mới dám đặt nhẹ mà không có động tác gì khác. Sau một lát không thấy Hoàng Hiểu Lâm có ý gạt ra thì Diệp Phàm bắt đầu trở nên dũng cảm, cánh tay bắt đầu sờ soạng trượt lên trượt xuống, đến chỗ cao nhất còn khẽ nắm một chút cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc ngón tay của Diệp Phàm không cẩn thận chạm vào dải đất nhạy cảm giữa hai đùi của Hoàng Hiểu Lâm thì cô đột nhiên sẵn giọng. Đồ heo đực, câu chửi thông dụng của người Trung Quốc, ý bảo háo sắc, em rút móng anh bây giờ, chán anh quá. Cô giận dữ đến nỗi tí nữa thì định nói luôn là cắt luôn cái đó của hắn. Con heo háo sắc đối diện cười nói. Có cảm giác gì? Hoàng Hiểu Lâm cũng bình tĩnh lại nói. Không nói cho anh, em đi làm báo cáo đây, anh chơi một mình đi. Nói xong cô chạy biến đi, báo hại Diệp Phàm ấm ức trở về chỗ ngồi, thầm nghĩ, chưa từng thấy cô em nào như thế, bỏ anh mày bơ vơ như thế. Yêu tình hại người mà. Sao em giờ mới đến? Ở trong phòng, Phương Lan Hinh nhìn mới vừa tắm rửa, thay bộ quần áo mới mà Trịnh Khinh Vượng mắng cô em Phương Nghê muội cả người thơm phức. "Chị, Phó chủ tịch Diệp có giữ không vậy?" Phương Nghê muội hơi sợ hãi, gương mặt ửng hồng. "Giữ gì, chưa nghe nói qua phụ nữ mới là cọp sao? Đàn ông không phải là xây nhà cho phụ nữ sao? Chỉ cần ngôi nhà mở ra thì đàn ông nào không bị kẹp chặt xuống, khanh khách." Phương Lan Hinh cười đắc ý. Liếc mắt nhìn cô em như hoa như ngọc của mình. Em gái, em càng ngày càng mặn mà đấy, chị không bằng rồi.
em xem ngực mình kìa, đàn ông thích nhất là ngực rắn chắc như vậy đấy. Cặp mông nếu nhô quá thì đàn ông sẽ nói là bạch cốt tinh, quá nhiều thịt thì đàn ông sẽ nói là như thịt đông, em là vừa khéo đấy. Tuy nhiên em phải nói thật cho em biết, em đã cùng ngước khác. Phương Lan Hinh nhìn chằm chằm em gái, không nói hết câu vì dù sao đối với em gái mà nói thì cũng quá thẹn thùng. Chị nói cái gì đấy? Em là loại người như vậy sao? Phương Nghê muội thẹn thùng khẽ đánh chị gái một cái. Ha ha ha, chưa làm gì là tốt rồi, L lúc vào phòng khiêu vũ em cũng nên cởi mở một chút, đừng có ngây ngô quá, đàn ông sẽ không thích, nhưng cũng đừng quá để cho thằng danh Diệp đó nghĩ rằng em phóng đãng. Nếu như hắn muốn thân thể em thì cứ cho hắn, nghe nói rằng hắn đã có bạn gái rồi nhưng không sao, dù hắn không lấy em thì cũng sẽ đối xử tốt với em. Họ Diệp này mới 18 tuổi đã có thể trở thành nhân vật số 4 của Lâm Tuyền thì nhất định có bối cảnh thâm hậu, sau này tiền đồ vô lượng. Cứ vậy tiến hành nhé, ai? Phương Lan Hinh cố gắng khuyên nhủ, bất giác thở dài sầu khổ giống như một cao nhân nhìn thấu cõi đời. Chị, vậy không được, thân thể của em còn phải để dành cho bạn trai sau này của em. Nếu như bị hắn biết rồi thì làm sao còn được nữa? Phương Nghê muội là một cô gái truyền thống, nhăn nhó không chịu gật đầu. Dù sao đối với chuyện này quan điểm của cô và chị gái rất khác nhau. Em ngốc lắm, em giờ chưa có bạn trai, suy nghĩ nhiều mà làm gì. Nếu như em cứ khăng khăng không chịu thì đợi sau khi Lâm Tuyền bị nhét vào một phòng ban bỏ đi nào đó, lúc đó lại khóc lóc gọi mẹ ép chị. Chị đã gắng sức nhưng phải có đi có lại. Chuyện chị và Trịnh Khinh Vượng là một tấm gương, nếu không chẳng phải bây giờ bà chị của em còn ở xó xỉnh hẻo lánh nào đó kêu trời khóc đất. Em gái, thoải mái chút đi. Đời người ngắn lắm. Hiến thân cho hắn thì sao, trước sau cũng thế mà. Nếu là sau khi hiến thân được chỗ tốt vẫn hơn chứ. Chỉ cần họ Diệp còn tại vị một ngày thì hắn sẽ ra sức giúp em. Đàn ông rất quý trọng trinh tiết phụ nữ, có được em rồi, biết đâu lần sáp nhập này lại kiếm cho em một chức chủ nhiệm. Phương Lan Hinh miệng nở hoa sen, cực lực cổ động em gái mình dùng thân thể đổi lấy cái mũ quan. Ai? Chị. Phương Nghê muội đỏ bừng mặt, ấp úng. Chần chừ gì nữa, nói với em lâu vậy còn chưa thông Khinh Vượng còn phải giúp em trai y lấy được cái ghế bên sở tài chính, có thể sẽ không giúp được em. Một mình em tự quyết định, chị không ép em. Đi thôi, đi để biết người ta mạnh như thế nào, uống với người ta vài chén. Phương Lan Hinh thấy khuyên nhủ mãi cũng vô dụng cũng đành thở dài, trong lòng chua xót, chẳng có phụ nữ nào chịu đi làm không công chuyện này cả a. Cũng chỉ có cách này. Ai, liền dứt khoát kéo em gái đi vào phòng ca múa. Chị, nếu để cho hắn sờ soạng em không nói gì là được. Phương Nghê muội đi theo sau rồi ấp úng một câu khiến người ta muốn ứa máu. Em cho rằng em là bánh trái thơm ngon à, sờ một cái thì giải quyết được cái gì. Xã Khanh Hương người muốn hiến thân đầy ra kìa. Phương Lan Hinh tức giận cào nhau rồi kéo tuột em gái đến trước mặt Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp. Đây là em gái em Phương Nghê muội, giờ làm công tác đảng chính ở xã Khanh Hương, hôm nay sang đây chơi. Phương Lan Hinh tươi cười giới thiệu, quay sang thấy em gái mình đang lo lắng nắm chặt tay liền thở dài. Nghê muội, còn chưa tiếp chủ tịch Diệp vài chén, không chừng sau này anh ấy là lãnh đạo em đấy. Diệp, chủ tịch Diệp, em mời anh ba chén. Phương Nghê muội run run giơ chén lên. Ha ha, chị em cô rất giống nhau đấy. Ba chén thì ba chén. Diệp Phàm vừa nghe Phương Lan Hinh nói tới xã Khanh Hương thì lập tức biết tổng ý tứ, mỉm cười nói một câu vô thưởng vô phạt. Phương Lan Hinh nếu quả thật là nhân tình của chủ nhiệm Trịnh thì cũng phải làm tốt quan hệ với cô ta, xem có thể tìm được chút manh mối cái chết của cha Nhược Mộng hay không, tuy nhiên cũng phải từ từ tránh đánh cỏ động rắn. Sau khi nâng chén, Phương Nghê muội khép nép ngồi bên cạnh Diệp Phàm, thân thể ngay đơ hơi có vẻ hoảng sợ. Diệp Phàm thầm nghĩ hai chị em nhà này đúng là không giống nhau, một kiều mị muốn chết người, một lại thanh thuần như nước, nhìn cũng không phải giả bộ, có lẽ phải thử một chút. Chương 126, mặt kề mặt. Trịnh Lực Văn cũng thường xuyên chạy tới mời rượu, thái độ cung kính giống như nhân viên rót rượu chuyên nghiệp trong quán. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với nhau vài câu thì Diệp Phàm cảm giác gã cũng được. Năm nay Trịnh Lực Văn mới khoảng 26, 27 tuổi, ăn nói không màu mè. Học thức cũng khá, nghe nói là tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế. Nếu như gã có thể giả bộ được như thế thì đúng là Diệp Phàm cũng bội phục,
sau này sáp nhập xã vào thị trấn thì khối tài chính sẽ do mình phụ trách, chắc chắn sẽ có quyền đề cử người thay Lưu Lương Huy. Nếu như đề cả Trịnh Lực Văn thì có thể thiết lập quan hệ với Trịnh Khinh Vượng, sau này cũng dễ điều tra chuyện Diệp Thủy Căn bị hại. Hơn nữa Lâm Trường Cảnh Dương cũng có tiền, vừa đặt đại diện tại thị trấn Lâm Tuyền, khi nào tới hóa duyên một chút chắc là không thành vấn đề. Suy nghĩ hết các mặt như vậy, Diệp Phàm quyết định ít nhất phải bảo đảm cho Trịnh Lực Văn một cái ghế phó giám đốc sở tài chính. Còn về phần có để gã lên giám đốc hay không thì còn phải chờ xem, miễn cho sau này nếu điều tra ra quả thật Diệp Thủy Căn bị Trịnh Khinh Vượng hại chết thì mình lại trở mặt thành thù, đến lúc đó lại mất công điều gã xuống. Tuy nhiên Trịnh Khinh Vượng đến giờ cũng chỉ uống vài chén rượu với Diệp Phàm, chưa hề đả động chuyện em trai y. Người trong cuộc đã không nói thì Diệp Phàm cũng vui vẻ đóng vai kẻ ngu, đưa đẩy vài lời khách sáo. Tuy nhiên Trịnh Khinh Vượng lại rất hứng thú với chuyện sửa đường, cứ luôn miệng hỏi Diệp Phàm có thể xuất ra được bao nhiêu tiền, lúc Diệp Phàm đưa hai đầu ngón tay ra thì y hừ nhẹ. Cũng không tệ lắm, có thể xuất ra được 20 vạn cũng đã là một khoản lớn nhất trong cả mấy năm qua rồi, vậy để Lâm Trường chúng tôi xuất ra 30 vạn. Thật ra thì những năm gần đây Trịnh Khinh Vượng cũng đã sớm muốn mở rộng đường xá, vì năm ngoái có một chiếc xe vận tải 8 tấn của Lâm Trường chở đầy gỗ tròn đến đoạn đường núi cao khoảng 300 mét so với mực nước biển thì trượt tay lái lao xuống vực làm chết mất hai người, bồi thường cả người lẫn xe cũng đến gần 30 vạn. Chỉ bằng dùng số tiền này đi sửa đường còn tốt hơn, bản thân mình cũng đỡ lo, quan trọng hơn là lượng gỗ xuất khẩu của Lâm Trường dạo này tăng đột biến, đường xá căn bản không thể chịu nổi tải trọng. Gỗ chế biến ra chất đống thành bãi không vận chuyển đi được làm ứ động vốn khiến Trịnh Khinh Vượng rất bức xúc. Ha ha, chủ nhiệm Trịnh à, là 200 vạn, cho nên tôi mới đến tìm anh, muốn sửa đường cho hoàn thiện luôn, thành đường cấp 3. Vừa rồi quân đội cũng đã dùng thuốc nổ phá ra khá rộng, chỉ cần sửa lại cho hoàn chỉnh. Tôi tính là lợi dụng cơ hội này trải nhựa đường luôn, mỏng một chút cũng được nhưng nền đường cần phải được gia cố. Ít nhất cũng phải trụ được mười mấy 20 năm. Diệp Phàm cười nói, 200 vạn. Trịnh Khinh Vượng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Chủ tịch Diệp, anh chắc chắn chứ? Đương nhiên, 5 ngày sau sẽ có, chuyên dùng để sửa đường từ Lâm Tuyền đến thôn Đập Thiên Thủy. Kế hoạch sơ bộ tôi đã nhờ chủ tịch Thái đi làm, tuy nhiên chắc phải làm lại, có lẽ phải mời đội đo đạc trên tỉnh xuống. Diệp Phàm mỉm cười đưa tay ôm ngang Hồng Phương Nghê Muội, làm một chén cạn sạch với Trịnh Khinh Vượng, nổi hứng. Đi. Khiêu vũ đi. Nhạc lần này là một điệu rất chậm, giống như ôm nhau đi dạo. Phương Lan Hình thấy Diệp Phàm cầm tay em gái của mình ra sàn nhảy thì vội vàng chạy vào phòng chỉnh nhạc không biết thì thầm cái gì. Không lâu sau, đột nhiên đèn đóm trong phòng tắt ngúm, chỉ còn lại một quả cầu xoay tròn chính giữa lấp lánh. Trong phòng không nhìn rõ mặt nhau, nhưng cũng không có tiếng ai kêu lên sợ hãi, chắc là trước kia cũng thường xuyên làm vậy. Ánh mắt tinh tường của Diệp Phàm lờ mờ thấy đám đàn ông xung quanh đều thò ra móng vuốt của mình trên người bạn nhảy. Dĩ nhiên là cũng phải được người đối diện đồng ý nếu không chắc chắn sẽ bị ăn vài cái tát. Triệu Thiết Hải cũng không rảnh rỗi, bàn tay đã thò vào nội y mỏng mảnh con gái nhà người ta, chắc đang khám phá đồi núi. Diệp Phàm nhìn sang thấy thế cũng sôi sục, hơn nữa từ thân thể của Phương Nghê Muội phát ra hương thơm đặc trưng của xử nữ nên đã sớm nhất trụ kình thiên. Không cẩn thận đã chống đỡ vào vùng mềm mại bên dưới của Nghê Muội. Phương Nghê Muội cứng đờ cả người, mỉm cười khẽ tránh ra, định kéo xa khoảng cách. Tuy nhiên Diệp Phàm đã nổi hứng rồi thì làm sao để con thiên nga nhỏ này tránh thoát, hắn mỉm cười ghé sát vào của Phương Nghê Muội một cái rồi ôm chặt lấy cô, mặt kề mặt khiêu vũ. Phương Nghê Muội thở nhẹ một tiếng, cũng không dám lên tiếng. Cô khẽ cắn chặt răng. Thân thể run rẩy khiến bên hạ thân bên dưới của Diệp Phàm lại càng nóng bừng. Diệp Phàm kéo vào còn Phương Nghê Muội theo điệu nhảy lại bước ra, tuy nói cách qua mấy lớp quần áo nhưng thật khiến người ta hưng phấn. Bàn tay của Diệp Phàm đã trượt đến cặp mông của Phương Nghê Muội nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thân thể của Phương Nghê Muội lại càng run lên, uốn éo cặp mông định thoát ra nhưng cũng không dám quá mức sợ làm cho ngôi sao mới của Lâm Tuyền mất hứng. Thật ra cô càng giãy lại càng bất lợi. Càng khiến cho tâm hỏa của Diệp Phàm bốc lên phừng phừng, tay hắn thuận thế chui vào trong áo của Phương Nghê Muội thoáng cái đã lên đến dây nịt ngực phía sau. Sau đó lại chuyển về phía trước nhẹ nhàng bóp một cái khiến Phương Nghê Muội đột nhiên mềm nhũn ngã gục vào người Diệp Phàm. Tiếng thở cô càng lúc càng hổn hển khiến Diệp Phàm còn tưởng rằng cô bị dọa ngất liền thu hồi móng vuốt.
lúc này hắn mới cảm giác đầu cây gậy hơi ướt mới bừng tỉnh, nguyên nhân là do Phương Nghê muội bị kích thích quá độ nên lần đầu thiết ra. Diệp Phàm nhẹ nhàng nâng cặp mông của cô, cũng không hề có hành động sàm sỡ nào khác, hắn hiểu lúc này cần rất dịu dàng. Phương Nghê muội tựa dán vào trong ngực của Diệp Phàm thở hổn hển, tuy nhiên bị đè kín miệng, mấy phút sau mới mềm nhũn rời ra. Đoạn nhạc này rất dài, qua mười mấy phút đèn mới từ từ bật sáng. Chúng ta đi uống chén trà đi. Diệp Phàm khẽ nói. Ừ. Phương Nghê muội giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, xấu hổ cúi gằm mặt. Mới vừa rồi cũng thẹn quá đi, cách mấy tầng mà cây gậy kia có thể làm cho thân thể tiết ra. Cây gậy cũng quá to đi, gần giống như chiếc ống thổi lửa. Phương Nghê muội thẹn thùng nghĩ lại cảnh vừa rồi thì nóng bừng cả mặt, vội vàng nghĩ sang chuyện khác. Phó Chủ tịch Diệp, tôi mới suy nghĩ, nếu như anh có thể xin được 200 vạn sửa đường thì Lâm Trường Cảnh Dương chúng tôi dù có phải đập nồi bán sắt cũng xuất ra 100 vạn. Để ngày mai tôi lập tức chạy lên thành phố chạy thêm chút ít. Anh cứ lấy danh nghĩa chính quyền thị trấn Lâm Tuyền làm nhanh cho tôi một báo cáo làm bằng chứng hợp tác. Nói thật, anh đừng xem Lâm Trường có vẻ như giàu có lắm, hàng năm các khoản phải nộp lên ngân sách và tiền lương thì còn lại cũng không bao nhiêu. Lắm người nhiều miệng mà, 500 người cộng thêm cả gia đình gần đến 1.200 người. Anh thử nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào lương thì gia đình người ta sống như thế nào, cũng phải tìm cách kiếm chút phúc lợi chứ. Mỗi năm tiền dùng cho Lâm Trường cũng phải tới 20 vạn. Tuy nhiên chỉ cần sửa xong đường thì cũng không lo rồi. Lâm Trường Cảnh Dương chúng tôi còn một cánh rừng nguyên sinh lớn gọi là Khiếu Lang Đang Cốc, diện tích lên đến 30 hectare chưa hề khai phá, ba mặt đều là vách đá dựng đứng, cao chót vót như cải răng lược. Cao ngất hùng vĩ. Nếu là khỉ núi muốn lên xuống chắc cũng khó khăn, người thì căn bản không thể đi vào, phong cảnh tuyệt đẹp. Bên trong đều là gỗ lớn mười mấy người ôm không hết, thảm lá rụng dày đến một mét, bước không cẩn thận là hụt chân. Hiện giờ cấp trên đã đặc biệt phê chuẩn cho chúng tôi có thể chặt cây trong vòng 1 hecta để tiến hành trồng thử xen kẽ tạp giao, nếu được sẽ mở ra khoảng 30 đến gần 40 hecta. Với diện tích đó thì kiếm được mấy trăm vạn cũng không khó, sau khi trừ đi khoản thuế và các khoản chi khác thì cũng còn hơn 100 vạn. Nhưng nếu không sửa xong đường thì cũng chỉ biết ngắm cây mà than thở. Anh thử nghĩ xem, gỗ tròn đường kính lớn như vậy chắc chắn sẽ phải dùng xe tải siêu trọng dài hơi 10 mét. Đường của thôn đập Thiên Thủy làm sao mà chịu được, nên không sửa đường là không thể. Chủ tịch Diệp có thể xin được tiền thì bản thân tôi còn phải cảm tạ anh, ha ha. Trịnh Khinh Vượng thân mật nói chuyện với Diệp Phàm về công việc của Lâm Trường. Chương 127, buồn bã. Lang Đăng Cốc, người cha Diệp Thủy Căn của Nhược Mộng chẳng phải trước đây té chết ở đó sao? Chẳng lẽ nói mỏm Lang Đăng là ở trong Lang Đăng Cốc? Biết đâu cái chết của Diệp Thủy Căn lại có quan hệ với cánh rừng nguyên sinh này, lúc nào phải đi xem một cái. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh, quyết định đầu tiên phải thăm dò Trịnh Khinh Vượng một cái. Nghe nói trong Lang Đăng Cốc có một chỗ gọi là mỏm Lang Đăng, lúc nào chủ nhiệm Trịnh rảnh rỗi dẫn chúng tôi đi chơi được không? Tôi nghĩ đó là nơi rừng già nguyên thủy, chắc là có nhiều sản vật núi rừng, để bảo anh Triệu cầm vài khẩu súng đi bắn vài phát. Diệp Phàm ra vẻ vô tình. Nói xong khẽ liếc sắc mặt Trịnh Khinh Vượng. Ừ, nơi đó đúng là nổi danh, mọi người trên Lâm Trường chúng tôi cũng đều biết. Tuy nhiên ở đó thường có lợn rừng lui tới, người thường cũng không dám đi, còn có cả người đã bị nó cắn chết. Còn về súng săn thì Lâm Trường chúng tôi cũng có mấy khẩu, để lúc nào rảnh rỗi, mọi người cho một cái lịch hẹn bảo Thiết Hải dẫn lên, chúng ta cùng đi săn thú, rất kích thích, ha ha. Trịnh Khinh Vượng hăng hái. Biểu hiện của y khiến Diệp Phàm rất thất vọng. Hắn thầm nghĩ, đồ chó hoang, cũng che giấu sâu đấy chứ, hại chết cha Nhược Mộng ở đó mà vẫn không đổi sắc mặt. Họ Trịnh này đúng là từng trải, nhìn mặt văn nhã nhưng bên trong là một lão cáo già, mình phải đề phòng hơn mới được. Diệp Phàm hoảng sợ, cho là tố chất tâm lý của Trịnh Khinh Vượng rất cao, không phải là thứ chim non như mình hiện giờ có thể chống lại, chỉ còn cách đợi thời gian nhiều hơn mà thôi. Đồ chó hoang. Mình không tin lão không để lại dấu vết gì. Cặp mắt ông trời rất lớn, cứ làm thân với lão rồi hãy nói. Diệp Phàm căm phẫn mắng. Hắn nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã sắp 10 giờ đêm liền đứng dậy cáo từ vì hắn còn muốn tới thôn đập Thiên Thủy để giao phó công việc cho Đoàn Hải và Xuân Thủy rồi ngày mai còn chạy tới Thủy Châu bàn chuyện giấy công nghệ cao, thuận tiện tìm cách giải quyết chuyện Nam Cung Cẩm Thần. Sau khi phân tích,
Diệp Phàm cho là điểm mấu chốt có thể khiến Nam Cung Hồng Sách có thể đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương là ở con lão. Tuy nhiên chuyện này mình cũng phải đi thử thôi, có một số chuyện không thử thì làm sao biết được. Hoàng Hiểu Lâm không biết buổi tối bận viết báo cáo gì mà sau khi nhảy một bài với Diệp Phàm thì không thấy xuất hiện lại. Lúc đi vì Diệp Phàm cũng đã ngà ngà nên Trịnh Khinh Vượng bảo tài xế của y lấy xe của Diệp Phàm chở hắn về. Tài xế kia sau khi đem Diệp Phàm về tới thôn Đập Thiên Thủy thì đi thăm nhà bà con, Diệp Phàm tiện tay móc trong cốp xe hai gói Phủ Dung Vương ném cho gã coi như là cảm tạ. Diệp Phàm mới vừa đi thì trong phòng Phương Lan Hinh hỏi thăm thành tích của em gái. Em nghe, hắn có động tay chân hay không, khanh khách? Phương Lan Hinh hỏi hơi phóng đãng. Không có, không có, nào có nhanh như vậy, mới biết thì làm sao động tay chân chứ? Chị cũng đừng xem thường phó chủ tịch Diệp, người ta là sinh viên đại học, rất tao nhã. Phương Nghê muội nghĩ đến hoàn cảnh mập mờ vừa rồi, nghĩ đến ngọn đồi xử nữ lần đầu tiên bị ma thủ của Diệp Phàm sờ nắn thì một cảm giác nóng bỏng chợt bốc lên bên dưới thì tim đập rộn ràng, khuôn mặt ửng đỏ, lắp ba lắp bắp. Em xem mình kìa, còn muốn gạt bà chị này à? Bà chị này là người như thế nào chứ? Liếc mắt một cái là đã nhìn thấu em. Nói đi. Hắn đã sờ chỗ nào của em rồi, chúng ta là chị em, chị sẽ không nói cho ai biết đâu. Em đó, sao cứ để phòng chị như phòng giặc vậy? Phương Lan Hinh rất hứng thú. Chị nói cái gì vậy? Nói không có sờ nghĩa là không có sờ, em muốn ngủ, mệt mỏi. Phương Nghê muội ra vẻ giận dỗi, chạy vào phòng ngủ chui tọt vào chăn, mắng thầm, oan gia, bị anh hại chết. Làm hại em không dám thay quả quần con. Nhấp nháp khó chịu quá, nếu thay nhất định sẽ bị chị gái điều tra ra. Vậy thì ngượng chết đi được, ai? Oan gia chết bầm, tiện nghi của em đều bị anh chiếm sạch rồi đấy, anh cũng không thể vô tình đứng nhìn lúc sáp nhập để em bị nhét vào một phòng ban vất đi nào đó. Trong lòng Phương Nghê muội vừa ngọt ngào vừa khổ sở, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Diệp Phàm thì sao? Hắn giờ cũng đang trên đường trở lại cung cũ mà hồn thì đang ngơ ngác, cười khổ, mẹ kiếp. Gần đây khả năng tự khống chế của mình càng lúc càng kém, xem ra ăn phải quả thái tuế hồng kia thật là gây họa. Lúc ấy nghe quản gia nhà họ Lô còn nói thì thầm với Lô Vĩ cái gì mà, hỏa long tường thiên, nghe tên này rất lợi hại. Chắc là trong trái cây có chứa quá nhiều dương linh khí nên quá cương liệt rồi. Nếu không đủ khí âm nhu để dung hợp thì rất dễ dàng vọng động. Mình biết rất rõ ràng là Phương Lan Hinh dùng mỹ nhân kế vậy mà vẫn tự nguyện trung kế. Bất quá Phương Nghê muội thì rất khác với chị của cô ấy, dường như rất thuần khiết không phải là giả. Nếu cô ấy có thể giả bộ được như thế thì quả thực có thể tới Hollywood làm siêu sao ôm tượng Oscar rồi. Phiền a, chỉ sờ soạng một cái còn phải giúp cô ấy tìm một chỗ tốt. Để xem khi sáp nhập có thể xếp cho cô ấy một vị trí phó chủ nhiệm ban đảng chính không, coi như là không phí công sờ soạng. Tuy nhiên cô gái này cũng rất nhạy cảm, chỉ sờ một chút thôi thì đã ra nước rồi, hắc hắc. Nhạy cảm tốt, có mùi vị, khẳng định. Nghĩ miên man một lúc thì đã đến cửa cung cũ. Vừa bước vào cung cũ thấy hàng cột đổ nát trải qua bao nhiêu sương gió thì tâm trạng của Diệp Phàm lại lập tức trầm xuống, ai? Nhược mộng, chỉ mong em ở trên thiên đường vui vẻ. Thấy căn phòng phía sau của Diệp Kim Liên còn sáng đèn, Diệp Phàm đi tới. Diệp Kim Liên đang ngồi vá áo lông, cứ đưa được mấy mũi kim là lại ngồi ngây ra lẩm bẩm. Nhược mộng. Áo lông của con mẹ đã vá xong rồi, để mấy hôm nữa mẹ đốt cho con. Ô ô, con chờ nhé, dưới đất giật lạnh. Mẹ đưa áo lông cho con mặc, son sẽ không sợ lạnh, nghe nói dưới ấy không có áo lông để mặc. Trước kia mẹ không rảnh, lúc con nói mẹ vá mẹ còn ngại phiền, giờ mỗi ngày đều rảnh rỗi thì lại không thấy con đâu. Diệp Phàm đau nhói trong lòng, khẽ nói. Mẹ nuôi, con chưa ngủ à? Con, à, con đã về rồi, mẹ. Để mẹ đun thùng nước nóng cho con tắm. Diệp Kim Liên vừa nói vừa giả bộ rụi rụi để khẽ quệt nước mắt, cẩn thận xếp chiếc áo lông rồi đi ra bếp nấu nước. Hiện giờ khi Diệp Phàm gọi Diệp Kim Liên là mẹ nuôi thì bà cũng không phản đối, dường như là ngầm đồng ý. Tuy nhiên kể từ sau khi Diệp Nhược Mộng chết đi thì đối xử của bà với Diệp Phàm quả thật tốt hơn, giống như một bà mẹ. Không phiền mẹ nuôi, không cần tắm đâu, để ngày mai trở về Lâm Tuyền lại tắm. Hơn nữa ở chính quyền có nước nóng dễ tắm hơn. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Nói nhiều, không tắm thì khó chịu lắm, con xem người sặc mùi rượu, uống nhiều quá không hay đầu. Sau này uống ít đi,
khi còn trẻ không chú ý sức khỏe về già mới hối hận. Con chờ đó để mẹ đi nấu nước. Diệp Kim Liên khăng khăng ra cửa nhưng Diệp Phàm không để bà đi ra, bắt ngồi lại trên giường. Không được, không tắm cũng được, trong phích còn nước nóng để mẹ đưa ra rửa chân. Khí trời cũng lạnh, thôn đập Thiên Thủy chúng ta ở trên cao, buổi tối không ngâm chân đi ngủ sẽ rất lạnh. Ai, tìm được một cô gái cho ấm áp là tốt, nói gì thì nói, con còn trẻ mà. Nếu như Nhược Mộng còn thì cũng có thể ủ ấm cho con. Diệp Kim Liên vừa nói tới đây thì lại nghẹn nghẹn. Mẹ nuôi, con thật xin lỗi. Diệp Phàm cũng đứng lặng ứa nước mắt. Chỉ một lát sau, Diệp Kim Liên bưng một chậu to nước nóng vào. Diệp Phàm cởi giày ngồi trên giường, vừa mới ngâm chân vào thì Diệp Kim Liên ngồi xổm xuống bảo. Để mẹ kỳ cho con, chân này, cũng quá thối đi. Thanh niên a, đổ mồ hôi nhiều. Đừng, mẹ nuôi, để con tự làm. Diệp Phàm vội vàng gạt tay ra. Phàm con đã gọi mẹ là mẹ nuôi thì phải đồng ý. Sau này muốn rửa chân cho con cũng không còn cơ hội, ai? Lớn rồi phải đi xa, mọi chuyện phải tự làm. Để mẹ nuôi kỳ cho con. Mẹ nuôi trước kia cũng thường xuyên giúp Nhược Mộng kỳ chân, khi đó nó cứ cười a, sợ nhột mà, ai? Diệp Kim Liên lại khẽ ứa nước mắt, dịu dàng kỳ cọ cho Diệp Phàm. Bà làm rất tỉ mỉ, mỗi móng chân đều kỳ cọ đến trắng bóng. Sau 10 phút đồng hồ thì chậu nước lạnh như băng, lại còn nâng chân hắn lên cẩn thận lau khô. Lau khô rồi lại dùng áo lông ủ ấm vào ngực rất ấm áp. Diệp Phàm lúc này không hề có một chút tà niệm, chỉ nghĩ đến hồi nhỏ được mẹ chăm sóc cũng như vậy, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Ai, nếu còn Nhược Mộng thì tốt, nó có thể rửa chân cho con. Mẹ nuôi lại lầm rầm, có hiện tượng thần kinh thất thường, Diệp Phàm chua xót chỉ muốn đấm mạnh một cái. Chương 128, bản chép tay của Biển Thước. Một mẹ một con cứ ngồi đối diện trầm lắng như vậy, suy nghĩ miên man, không khí trong phòng ngập tràn sự buồn bã thê lương. Mẹ nuôi, ngày mai con sẽ phải rời thôn đập Thiên Thủy rồi, hôm nay trở lại để giao phó công việc. Con đã thuê cho mẹ mấy căn phòng ở Lâm Tuyền, mẹ dọn lên cùng ở nhé. Nơi này điều kiện quá kém, sau này con sẽ nuôi dưỡng mẹ cả đời, sau này con có con mẹ chăm cho con nhé. Diệp Phàm khẽ nói, khóe mắt lại ươn ướt. Con ngoan, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Tuy nhiên giờ con chưa có. Con không cần phải nói, mẹ sẽ không rời thôn đập Thiên Thủy. Nhược Mộng đang ở đây, Diệp Căn cũng vậy, nhà mẹ cũng ở đây, mẹ yêu nơi này, thôn đập Thiên Thủy là gốc gác của mẹ. Ai, Phàm con có cuộc sống của mình, mẹ có suy nghĩ của mẹ. Cứ như vậy đi, về phòng ngủ đi, mẹ sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình. Có rảnh đến thăm mẹ là tốt rồi. Diệp Kim Liên nhẹ nhàng vừa nói vừa thở dài. Hôm nay trong thị trấn lại tới thêm hai cậu thanh niên, nói là điều thêm cho tổ công tác thôn đập Thiên Thủy. Xuân Thủy và Đoàn Hải đã dẫn bọn họ đến nhà họ Lý rồi, chắc là có chuyện gì, tối nay mới trở về. Phàm con, bây giờ con là cán bộ lớn rồi, mẹ nuôi có một câu nói, hy vọng con làm cán bộ đừng quên gốc, ra sức làm việc vì dân chúng. Bản thân mình phải trong sạch. Đừng tham lam, tích chút công đức, trời cao sẽ biết, ai. Mẹ nuôi, để con mua cho mẹ một bếp ga nhé, cả ngày kiếm củi cũng mệt quá đi. Sau này hết ga cứ gọi điện thoại để con bảo nhân viên đem đến. Diệp Phàm nói, đứa nhỏ này, con còn chưa cưới vợ mà, còn phải dành tiền, sao có thể hoang phí. Thân thể mẹ nuôi rất tốt, dân quê đi kiếm chút củi cũng không vấn đề gì. Bình ga thì đắt, một bình phải mười mấy đồng. Còn nhiều hơn một tháng tiền cơm của mẹ, để lúc khác mua. Mẹ nuôi thích lò củi, củi cháy ấm áp dễ chịu, có phích nên cũng có thể trữ nước nóng dễ dàng. Còn nữa, sau này không phải mua thứ gì quý giá, dân quê không quen xài cái gì mà lộc nhung, nhân sâm. Còn thuốc nữa, một bao của con gần 20 đồng, anh em nhà mẹ đều là người thô kệch rút ra không quen lại bắt họ phải đưa đi đổi lại, ai? Diệp Kim Liên hôm nay hơi nhiều lời. Chắc đã thực sự coi Diệp Phàm như con cái. Ừ, mẹ nuôi, con biết rồi. Diệp Phàm nói hơi nghẹn ngào, quay đầu đi về phòng mình, lúc đi ngang qua cửa phòng nhị nha tử thì thấy cửa khép nhưng bên trong còn sáng đèn. Thằng danh này, sắp 11 giờ rồi còn chưa đi ngủ. Diệp Phàm nghĩ thầm rồi đưa tay mở cửa. A, người nào, ngươi, Diệp. Nhị nha tử bị dọa sợ hết hồn vội vàng nhét thứ gì đó vào trong chăn. Sắc mặt đỏ như trái táo hồng, giống như đang làm vụng trộm điều gì đó trái với lương tâm.
Diệp Phàm hết sức hiếu kỳ, thuận miệng hỏi. Giấu cái gì, lấy ra. Nói xong đưa tay ra. Không có, không có cái gì. Nhị nha tử thoáng cái tái mét mặt, ấp a ấp úng. A, thằng danh này dám nói dối anh, đừng nói nhiều, nhanh đưa ra đây. Diệp Phàm giả vờ gắt gỏng, nhìn bộ dạng đáng thương của nhị nha tử thì hết sức buồn cười. Cầm, cầm đi. Nhị nha tử bất đắc dĩ phải đưa ra, Diệp Phàm vừa nhìn qua thì cảm thấy hoa hết cả mắt. Đó là một quyển sách rất lớn, có màu vàng trông rất giống thẻ tre thời cổ. Dở ra thì thấy dài chừng 1 mét, rộng chừng 30 phân. Loại thẻ tre này không giống với thẻ tre trên TV, do từng thẻ dài chừng 30 phân, rộng chừng 15 phân ghép lại với nhau. Mỗi tấm đều mỏng như cánh ve, lúc ghép lại thì thành hình vuông mà không thể cuốn lại được. Trên mỗi tấm thẻ tre đều có vẽ những thân thể nam nữ trần truồng, thậm chí có hình còn vẽ các tư thế giao hợp, bên cạnh còn có rất nhiều chữ tượng hình, không trách thằng danh này lại lén lút như vậy. Thằng danh này cái tốt không học lại cả ngày suy nghĩ những thứ này, hừ. Diệp Phàm thoáng cái nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay lên làm nhị nha tử hoảng hồn hét toáng. Diệp, tổ trưởng Diệp, em không dám nữa. Ủa? Diệp Phàm đột nhiên kinh ngạc kêu lên thất thanh vì chợt nhớ ra thẻ tre này không phải do người hiện đại làm. Chữ viết trên đó hình như cũng là lối chữ triện rất cổ xưa, ngoằn ngoè y như rắn bò. Diệp Phàm hồi còn ở đại học cũng rất say mê nghiên cứu văn hóa cổ đại, quan sát kỹ một lúc thì nhận ra mấy chữ đầu chính là bản chép tay của Biển Thước. Bản chép tay của Biển Thước. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi đột nhiên chấn động. Trời ạ, không phải là thần y Biển Thước sao? Bản chép tay của ông ta sợ là quốc bảo rồi. Hắn nghĩ tới những điều này thì cực kỳ vui sướng, thầm nghĩ thằng danh này nhặt được ở đâu loại bảo bối này, liền quay sang hỏi rất nghiêm túc. Nhị nha tử, trả lời thật cho anh, quyển sách này lấy ở đâu? Anh không trách em đâu, em cứ mạnh dạn nói đi. Tổ trưởng Diệp, hôm trước bọn họ đào long mộ thì lấy được một cái hộp chứa. Sau khi đập vỡ cái hộp thì thấy mấy thỏi bạc và quyển thẻ tre này. Bọn họ chỉ lấy mấy thỏi bạc còn quyển thẻ tre này thì xem qua một chút. Mấy thím sau khi xem xong thì còn mắng, hạ lưu, vô sỉ, rồi ném ra ngoài mộ. Lúc ấy em cũng muốn xem bảo bối nhưng chen vào không được, thấy món đồ vứt ra thì thuận tay cầm lên, phát hiện. Trong đó vẽ hình như vậy nên lén đem về. Em cũng không phải là trộm đồ à. Trong quyển thẻ tre còn đi kèm một ống trúc nhỏ, bên trong có mười mấy cái kim châm màu vàng, để em lấy cho anh. Nhị nha tử nói xong chui xuống gầm giường, không lâu sau thì lấy ra một ống trúc màu xanh. Diệp Phàm mở ra thì thấy một miếng vải rất mịn, trên đó cắm một loạt kim châm. Những cái kim này có đủ loại hình thù kích cỡ khác nhau, cái dài nhất chừng 60 phân, cái ngắn nhất chừng 1 phân. Tuy đã trải qua mấy ngàn năm nhưng vẫn hết sức đẹp đẽ, chỉ hơi bị rỉ một chút, chính là kim châm mà Biển Thước dùng trong châm thứ trị y thuật. Diệp Phàm rút một cái ra xem xét thì kinh ngạc thấy bên trong rỗng ruột. Không ngờ thời cổ đại lại có kỹ thuật đúc kim như vậy, có thể so sánh với thời hiện đại. Ừ, sau này chú ý một chút, vật này bị tịch thu rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt cầm lấy mấy thứ rồi nói tiếp. Nhị nha tử, em mới 10 tuổi sao không đi học đi? Nghe nói trước kia em học lớp nhất của trường trung học Ngư Dương được nửa năm thì bỏ học phải không? Quay lại học tiếp đi, tất cả chi phí anh sẽ trả cho, không cần phải lo lắng, cứ lo học tốt là được. Diệp. Tổ trưởng Diệp, em có thể đi học sao? Em có sách đọc rồi, à. Nhị nha tử cao hứng nhảy nhót như điên trong phòng. Diệp Phàm nhìn mà chua xót, đây là quyền lợi nhất của một đứa trẻ em mà nó lại làm như chúng giải độc đắc 500. Đứa trẻ này cũng thật đáng thương nên Diệp Phàm quyết định giúp đỡ nó. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phàm xem kỹ lại thì thấy bản chép tay của Biển Thước đúng là một bảo vật y học. Tất cả những ghi chép trong đó đều là tâm huyết một đời thần y của Biển Thước. Trong đó tập trung vào kim châm thuật và âm dương hợp dung pháp, thật thì thuật âm dương nói trắng ra là cách thức để cho nam nữ giao phối đúng cách để cho thân thể đạt tới âm dương hòa hợp, thích hợp cho thuật dưỡng sinh. Dĩ nhiên Diệp Phàm cũng không thể xem hết, rất nhiều chữ hắn không hiểu, chỉ có thể đoán mò. Hắn đang say sưa thì nghe được tiếng bước chân dồn dập của Xuân Thủy và Đoàn Hải liền bỏ quyển sách đó rồi đi xuống đại điện. Chủ tịch Diệp, anh tới rồi. Xuân Thủy và Đoàn Hải đều vui vẻ nói, mơ hồ có mùi vị cung kính. Hai người này là vừa điều thêm cho tổ công tác, người này là Lưu Quân, trước công tác ở Sở Công an xã Khanh Hương. Bí thư Tần nói muốn tăng cường công tác trị an của thôn đập Thiên Thủy nên điều tới đây.
Người này là Đỗ Nguyệt Nguyệt, công tác ở Sở Tài chính xã Khanh Hương, giờ quản lý tài chính của tổ, đây là phân công của Chủ tịch Thái bảo em nói với anh. Xuân Thủy chỉ vào một nam một nữ giới thiệu. Hừ, chuyện sáp nhập chưa tiến hành mà đã có người hành động. Tổ công tác thôn đập Thiên Thủy của mình đã thành cái bánh thơm ngon rồi, điều hai người này tới đây cũng không hỏi ý mình. Tần Chí Minh điều vị công an lưu quân này tới chắc là sợ sau khi mình đi thì Đoàn Hải và Xuân Thủy không trụ được nên điều công an tới để uy hiếp. Ai, bí thư Tần cũng phải nghĩ chứ, người của thôn đập Thiên Thủy ngay cả giám đốc sở công an Triệu Thiết Hải cũng dám đâm, một người công an bình thường thì có là cái gì? Còn Thái Đại Giang đem Đỗ Nguyệt Nguyệt ở sở tài chính xã Khanh Hương nhét vào đây là có ý sâu xa rồi, chẳng lẽ định nhắm vào cái ghế giám đốc sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền sau này? Tuy nhiên một cô gái non nớt như vậy mà muốn tranh chức giám đốc sở thì e không hợp cách. Không biết Thái Đại Giang là ý gì? Mẹ kiếp, gió thổi mưa dông trước cơn bão rồi, bão cũng nhanh chóng đổ vào thị trấn Lâm Tuyền thôi. Diệp Phàm nghĩ nhanh trong đầu. Phó Chủ tịch Diệp, anh mạnh khỏe chứ? Một nam một nữ cũng rất có lễ phép, cung kính chào hỏi. Hoan nghênh a, các đồng chí đến tổ công tác thôn đập Thiên Thủy chúng tôi làm việc phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ. Nông thôn không thể so với thị trấn, cái gì cũng không dễ dàng, đặc biệt là phải chú ý phương thức làm việc. Diệp Phàm thừa cơ đưa đẩy mấy câu, trong lòng nghĩ thầm, kệ nó chứ. Thái Đại Giang nghĩ gì thì kệ xác lão. Đoàn Hải, sau khi tôi đi thì tổ công tác thôn đập Thiên Thủy tạm thời để anh làm tổ trưởng, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Có việc phải tìm mấy tộc trưởng thương lượng một chút, phải chú ý phương thức làm việc. Diệp Phàm dặn dò. Vâng. Thưa Phó Chủ tịch Diệp, tôi nhất định sẽ cẩn thận làm tốt công tác ngài giao cho. Đoàn Hải trả lời rất dứt khoát, trong mắt cũng không thấy lộ ra vẻ thất vọng gì, có lẽ là do che giấu tốt. Ừ, coi như trấn định, cũng không vì cái chức tổ trưởng tạm thời mà có biểu hiện gì. Diệp Phàm khẽ tán thưởng, nếu như Đoàn Hải có khả năng hiểu được thì sau này lúc sáp nhập sẽ nhất định sắp xếp một vị trí chủ nhiệm, đến lúc đó sẽ trở thành một thủ hạ không tồi cho bản thân. Tuy nhiên phải chờ xem thái độ của gã rồi. Chương 129, xe lam hộ tống. Điều đầu tiên là phải biết nghe lời, nếu không nghe lời thì công tác có làm tốt cũng vô dụng. Lưu một cái gai bên cạnh không khác một quả bom không hẹn giờ, lãnh đạo không thể dùng người như vậy. Có dùng cũng chỉ dùng làm tiên phong đỡ đạn, tuyệt đối không thể là tâm phúc. Nghĩ tới những điều này trong lòng Diệp Phàm cũng thầm than thở, bản thân mình lúc mới nhận công tác đã từng đối chọi với Thái Đại Giang mấy lần. Chắc là trong mắt lão, mình cũng là một cái gai khó chịu. Lúc ấy bản thân mình không thể hiểu tâm tư lãnh đạo, giờ khi có chút quyền lực nên bắt đầu suy nghĩ theo góc độ của lãnh đạo. Điều này có thể nói là, không cùng vị trí, không thể bàn bạc cùng, tầm nhìn khác thì tư tưởng cũng đổi khác theo. Nói về Đoàn Hải thì coi như có giao tình sinh tử với Diệp Phàm rồi. Đêm hôm đó đầu tiên là Diệp Phàm cứu Đoàn Hải một mạng. Sau đó thì Đoàn Hải dùng gạch đập lệch súng cũng coi như gián tiếp cứu lại Diệp Phàm một mạng. Đối với việc Đoàn Hải bị giáng chức, trong lòng Diệp Phàm vẫn có chút thưởng thức, ít nhất gã không phải là một người chết nhát. Có lẽ người thanh niên này khi ở huyện ủy đã chịu thiệt thòi, hiện giờ đã tỉnh ra rất nhiều. Thường vẫn nói, một lần ngã là một lần khôn, con người ta luôn có tiến bộ. Vào 7 giờ sáng hôm sau, ăn sáng xong cũng đã gần 8 giờ, Diệp Phàm chuẩn bị chạy tới tỉnh thành Thủy Châu. Đám Xuân Thủy đưa Diệp Phàm đến chỗ ngã ba cung cũ, lờ mờ thấy phía trước cầu có một đống người, cũng không biết đang làm gì. Đến gần mới nhìn thấy rõ đều là giáo viên trường tiểu học thôn đập Thiên Thủy, hiệu trưởng Trương Gia Lâm đang bị bọn họ vây quanh nói lời tạm biệt. Bên cạnh là chiếc xe lam của Diệp Đại Trụ, trên đó đặt nào là chăn bông, phích nước, xác vở, bát chén và một số đồ dùng cũ khác. Hiệu trưởng Trương, dọn nhà đấy à? Diệp Phàm cười nói. À. Phó Chủ tịch Diệp, anh về lúc nào? Trương Gia Lâm vội vàng chạy tới chào hỏi. Y rất cảm kích việc Diệp Phàm có thể nối dây tơ hồng giữa y và Liễu Tuyết Liên, chuyện hai người giờ đã tiến triển rất tốt, đã đến giai đoạn nắm tay. Đương nhiên, đối với cây cột gỗ Trương Gia Lâm này thì cũng chỉ dám cầm tay nói chuyện mà không dám dấn tới gì thêm. Y cứ sợ làm Liễu Tuyết Liên tức giận, thật khó nhọc mới tìm được chị em sinh đôi với Lý Tuyết Hoa. Nếu như lại tan vỡ thì Trương Gia Lâm chắc là đi nhảy lầu tự tử. Giờ địa vị của Liễu Tuyết Liên trong lòng y không khác một bảo vật. Gia Lâm, trở về Lâm Tuyền rồi à? Diệp Phàm hỏi. Ha ha! Trương Gia Lâm vui vẻ. Chủ tịch Diệp,
hiệu trưởng Trương của chúng tôi giờ thăng chức lên làm hiệu trưởng học khu Lâm Tuyền rồi, hôm nay nhận chức, trở lại đây để chuyển đồ. Một cô giáo bên cạnh can đảm chen vào. À, anh Gia Lâm, thăng quan cũng không nói một câu, có phải sợ mời khách không? Diệp Phàm trêu chọc. Anh thì quan gì chứ, em mới là quan lớn của thị trấn đấy. Trương Gia Lâm cười nói. Cùng đi nào, lên xe. Diệp Phàm kéo Trương Gia Lâm ngồi vào xe mình, đang định khởi động thì trong thôn đột nhiên xông ra một đống lớn người từ nam nữ, già trẻ, lớn bé đều có, sợ phải đến hơn 1.000 người. Trong tay người thì cầm trứng gà, người thì cầm khoai lang, khoai tây, rau dại, dưa muối, còn có cả thịt khô làm từ thú săn trên núi, cái gì cũng có. Bí thư chi bộ Lý Kinh Đống dẫn đầu vọt lên, kích động hô lớn. Phó Chủ tịch Diệp, hôm nay cậu đi, ai? Đám Tuyên Thạch vẫn chưa về nên chúng tôi đi tiễn cậu, những thứ này nhất định phải nhận lấy. Đều là chút quà quê không đáng tiền. Chiếc xe của Diệp Phàm thoáng cái đã bị người trong thôn vây kín, tất cả đều cung kính hô. Chủ tịch Diệp, tất cả đều giơ cao rổ giá trong tay, ra sức để chen vào. Mọi người khỏe à, đừng chen chúc, ý tốt của mọi người tôi xin nhận, nhưng những thứ này xin các người cầm về đi. Nhà mọi người cũng không giàu có gì, công tác của tôi vẫn chưa làm tốt để dẫn dắt mọi người thoát khỏi nghèo khó, được ăn no mặc ấm, trong lòng tôi rất khó chịu à. Tuy nhiên xin mọi người cứ tin tưởng, không lâu sau tôi nhất định sẽ vì thôn Đập Thiên Thủy mà làm một chuyện tốt thật lớn, mọi người chờ nhé. Diệp Phàm vội vàng mở cửa xe bước ra, nói hơi nghẹn ngào, thầm nghĩ ai dám nói người thôn Đập Thiên Thủy là dã man thì ông mày cắt đứt chân hắn. Phó Chủ tịch Diệp, ngài vì thôn dân làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả tính mạng cũng không cần. Cậu làm như vậy là vì thôn Đập Thiên Thủy chúng ta, cậu là bảo bối mà tổ tông chúng tôi lưu lại. Cậu là đại ân nhân của thôn Đập Thiên Thủy, là đại anh hùng, cậu vĩnh viễn là anh em tốt của thôn Đập Thiên Thủy, cậu là một cán bộ tốt. Mọi người nghĩ xem Lý Viêm Đình này nói có đúng không? Lúc này Lý Hoành Sơn và mấy người thanh niên đã mang Lý Viêm Đình ngồi trên xe lăn cho lên kiệu tay hô lớn. Đúng. Không sai, người nào dám động tới người anh em họ Diệp thì thôn Đập Thiên Thủy chúng ta liều mạng với hắn. Cả đám đông sôi trào như một luồng sóng cuồn cuộn. Chủ tịch Diệp, hy vọng ngài sau này thường xuyên trở lại thăm thôn. Có chuyện gì nói một tiếng, mọi người thôn Đập Thiên Thủy chúng ta nghe lời cậu. Lão tộc trưởng Ngô Trung Tu cũng nói lớn. Đúng, đều nghe lời chủ tịch Diệp, anh em tốt của chúng ta. Người nhà họ Ngô hô lớn. Trong lòng Diệp Phàm dâng trào bao cảm xúc, có nghẹn ngào, có hào sảng, trong lòng thở dài, ai? Đàn ông không được dễ khóc, xem ra mình vẫn chưa làm người cứng rắn được. Nhưng người cứng rắn thì có gì tốt chứ, con người phải có tình cảm, không có tình cảm thì là tảng đá rồi. Mình mới chỉ làm chút chuyện cho thôn Đập Thiên Thủy, ai ngờ bọn họ lại nhớ kỹ như vậy. Lão Lý, ông mới là anh hùng của thôn Đập Thiên Thủy. Cảm ơn mọi người. Những lời khác tôi không muốn nói, tôi chỉ nói một câu. Diệp Phàm này hướng lên trời mà thề rằng, tuyệt đối sẽ sửa chữa tốt đường tới thôn Đập Thiên Thủy, vừa rộng rãi vừa thêm cả trải nhựa. Nếu như không tốt thì phó chủ tịch tôi đây sẽ về nhà đi bán khoai lang. Đi. Diệp Phàm thu tay lại rồi ôm quyền chào mọi người xung quanh, lên xe khởi động. Đoàn người còn kéo theo đưa tiễn đến chừng 2 cây số rồi mới quay về, tuy nhiên nhất quyết bắt Diệp Phàm nhận đồ. Tổng cộng chất đầy đến 4 xe lam, thôn Đập Thiên Thủy có gần 2.000 gia đình, nhà nào cũng phải cố gắng chất đồ lên xe. Phàm con. Sau khi đi chừng được 1 cây số thì lỗ tai trải qua tu luyện của Diệp Phàm mơ hồ nghe được một tiếng gọi tha thiết. Hắn vội vàng xuống xe thì thấy mẹ nuôi Diệp Kim Liên cách đó chừng 300 mét đang ra sức đuổi theo. Diệp Phàm bất giác cũng khóc ròng chạy tới như một đứa trẻ. Mẹ nuôi, mẹ về nhà đi. Con sẽ thường xuyên đến thăm, mẹ về đi. Diệp Phàm cầm tay Diệp Kim Liên dắt về phía đám người trong thôn, sau đó đứng trước hơn 1.000 thôn dân chắp tay lễ một cái thật sâu. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, đây là mẹ nuôi thân nhất của tôi. Tôi hy vọng sau này mọi người nếu có việc thì thay tôi giúp đỡ bà. Cảm ơn. Nói xong hắn lại khom người hành lễ thật sâu rồi đi nhanh về xe phóng một mạch không dám quay đầu lại. Diệp Phàm không biết cảnh tượng cảm động vừa rồi đều bị một người âm thầm chụp ảnh, người này cũng xúc động thầm nhủ, không nghĩ ngờ tại nơi hẻo lánh này lại có chuyện cảm động như ngày xưa vậy, thật khiến người rơi lệ à. Cảm động à, cán bộ tốt như vậy cũng đâu nhiều lắm,
2-3 ngàn người đi đưa tiễn một cán bộ thôn, lễ vật quý giá chất đầy đến 4 xe lam, tất cả đều là khoai tây, khoai lang, bắp ngô, thịt khô, còn nghe nói có cả 10 mấy vỏ rượu tự tay trưng cất đã 10 mấy năm, có lần một phó chủ tịch Ngư Dương tới họ cũng không lấy ra. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì còn cho là đóng kịch, chuyến đi này cũng không tệ a. Sau khi trở về thị trấn, Diệp Phàm đem luôn 4 chiếc xe lam chở quà quên đến quán Xuân Hương tạm thời để ở đó, người qua đường còn tưởng là quán cơm mua thực phẩm dự trữ nên cũng không bàn tán gì. Diệp Phàm đi ngân hàng lấy 8.000 đồng, lấy danh nghĩa cá nhân nhờ Diệp Đại Trụ đi Ngư Dương mua 6.000 cân thịt heo trừ về thôn, coi như là cảm tạ các thôn dân đã tặng quà. Hắn giao cho Đại Trụ cứ chia bình quân mỗi gia đình 4 cân, còn dư lại thì đưa cho trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy và mấy người Xuân Thủy trong cung cũ, bảo mẹ nuôi làm thành thịt khô ăn dần. Lúc đầu mấy người Diệp Đại Trụ cứ khăng khăng không chịu, nhưng sau thấy sắc mặt nghiêm nghị của Diệp Phàm nói là cái gì cán bộ phạm sai lầm, mới khuyên được bọn họ. Diệp Phàm cũng không phải là sợ có người nói là hắn vơ vét của dân, nếu có người nào nói vậy hắn cũng có thể thẳng thừng phản bác. Lần này mua thịt cũng là vì thật lòng cho người dân thôn Đập Thiên Thủy được ăn một bữa thịt, trong thôn có tới 8 phần dân nghèo 2 tháng trở lên mới được ăn thịt, coi như liên hoan cả thôn đi. Vừa trở lại Lâm Tuyền thì nhận được thông báo họp đảng ủy, đây là lần họp đảng ủy đầu tiên của Diệp Phàm sau khi lên chức. Tuy nhiên mảng phụ trách của hắn thì huyện cũng đã sắp xếp xong xuôi, khi đến phòng họp đã thấy Tần Chí Minh, Thái Đại Giang và 4 đảng ủy viên khác đã ngồi ở đó. Diệp Phàm hành khí một vòng định thần rồi mới đi vào phòng họp, đang định tiến đến chiếc ghế cuối cùng thì Tần Chí Minh gọi lại. Diệp Phàm, cậu ngồi bên cạnh chủ tịch Thái. Diệp Phàm lúc này mới biết là người ta đã sớm sắp xếp vị trí xong xuôi, hắn ngồi đối diện với Tống Ninh Giang, còn chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tiếu Hòa ngồi phía dưới. Tiếu Hòa tuy nói cũng là cán bộ cấp trưởng phòng nhưng Hội đồng Nhân dân chỉ là một cơ cấu hình thức không có nhiều thực quyền, thậm chí nhiều lúc còn do bí thư kiêm nhiệm. Tuy nói xếp trước Tống Ninh Giang nhưng quyền lực thực tế còn nhỏ hơn Diệp Phàm, nói trắng ra là một bức tượng Bồ Tát. Tần Chí Minh ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu lên tiếng. Tốt lắm, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Nói ngắn gọn, hôm nay chủ yếu là bố trí một chút về chuyện tập đoàn Nam Cung đến Lâm Tuyền chúng ta vào ngày 7 tháng 12. Vì chuyện lần này mà Bí Thư Lý và Chủ tịch Trương cũng đặc biệt sắp xếp thành lập tiểu tổ tiếp đón do Bí Thư Lý tự mình giữ ấn soái làm tổ trưởng. Chủ tịch Trương là phó tổ trưởng thứ nhất, phó tổ trưởng thứ hai là đồng chí Diệp Phàm, tôi, chủ tịch Thái, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Giang làm cố vấn chỉ đạo đặc biệt triển khai công tác. Chương 130, mũ quan không chịu được nhiệt sẽ phải bay đi. Tất cả đảng ủy viên đang ngồi đây đều là tổ viên, chủ yếu sẽ do tôi và chủ tịch Thái chịu trách nhiệm. Còn thường vụ phó tổ trưởng Diệp Phàm sẽ chịu trách nhiệm đặc biệt về công tác thu hút đầu tư. Nói trắng ra là bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lại túi tiền của tập đoàn Nam Cung để cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Ngư Dương chúng ta. Tất cả công tác cần thiết đều được bật đèn xanh, nếu như ai dám không làm thì Bí Thư Lý và Chủ tịch Trương đã nói rõ là miễn chức tại chỗ, bất kể liên quan đến người nào, bao gồm cả tôi và Chủ tịch Thái. Thái Đại Giang sau đó lên tiếng nói tiếp. Trong tay các anh đều có một phần tài liệu nói về nhà máy giấy Ngư Dương. Lần này huyện chọn nhà máy này để làm đột phá khẩu phát triển kinh tế. Bên trên có ra lệnh, để đồng chí Diệp Phàm một mình xây dựng tổ công tác cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Huyện đã đánh công văn xuống nhà máy giấy Ngư Dương, nói là từ giờ nhà máy sẽ không trực thuộc huyện nữa mà sẽ thuộc thị trấn. Đương nhiên có nhấn mạnh là không được làm xáo trộn cuộc sống công nhân, phải tiếp nhận toàn bộ, không được tùy tiện khai trừ một ai. Còn về vị trí giám đốc nhà máy giấy sẽ nghiên cứu sau. Như vậy sao được, đây không phải là chất cho thị trấn Lâm Tuyền chúng ta thêm một gánh nặng nữa hay sao? Thái Đại Giang vừa dứt lời thì mấy đảng ủy viên khác đều ồ cả lên, sắc mặt mọi người đều xám ngắt, đặc biệt là bí thư ủy ban kỷ luật Thiết Thác vốn nóng tính nên nói to nhất. Mọi người ở cách xa phòng họp đến 10 mét cũng đều nghe thấy tiếng ồn ào, còn tưởng đảng ủy cãi nhau vì chuyện gì. Mọi người từ trong các ban bệ đều tập trung trên hành lang thì thào bàn tán. Một vài người có trí tưởng tượng phong phú đã nghĩ đến chuyện sáp nhập xã Khanh Hương vào thị trấn. Hội nghị đảng ủy của thị trấn Lâm Tuyền giống như trái tim của mọi người trong thị trấn, mỗi nhịp đập khác thường của nó đều ảnh hưởng đến thần kinh của mỗi nhân viên công tác trong thị trấn và cả xã Khanh Hương cách đó đến vài chục cây số. Chủ tịch Thái, nhà máy giấy Ngư Dương hàng năm đều lỗ, đầu năm đều đến vay ngân hàng để sống.
cho dù vay được thì tiền lương cũng chỉ phát được một nửa, nghe nói là giám đốc mấy ngân hàng trên huyện đã thống nhất là từ giờ sẽ không cho vay nữa vì nhà máy giấy Ngư Dương như con quái thú nuốt vào mà không nhả ra. Thị trấn chúng ta sáp nhập thêm xã Khanh Hương đã mang thêm một gánh nặng, giờ lại chất thêm một bao nữa thì còn để cho sống nữa hay không? Phó chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài không nhịn được bực tức, thêm một gánh nặng như vậy thì e là quyền lực của các đảng ủy viên đều ngâm nước mất một nửa. Tiền của thị trấn phần lớn cũng sẽ nện vào con cọp nhà máy giấy này, vậy thì trong tay các đảng ủy viên còn có tiền mà dùng nữa hay không đây? Diệp Phàm chờ bọn họ phát hỏa xong rồi mới nói. Nhà máy giấy Ngư Dương cộng cả nhà xưởng và máy móc định giá chừng 300 vạn, thiếu nợ bao nhiêu? Cũng là 400 vạn. Nếu tính cả tiền lương thiếu nợ công nhân còn thêm khoảng 100 vạn nữa, vậy hai bên trừ đi thì khoảng 200 vạn tiền nợ a. Thị trấn chúng ta một năm thu thuế tất cả chừng được 500 vạn, sau khi đã nộp lên trên thì cũng chỉ còn 200 vạn. 200 vạn nhét vào cái lỗ thủng nhà máy giấy Ngư Dương chắc còn chưa đủ. Cán bộ thị trấn Lâm Tuyền chắc đều uống gió Tây Bắc mà sống rồi. Phó Chủ tịch Diệp, anh có thể còn chưa rõ, chắc là ngay cả gió Tây Bắc cũng không được uống á. Tống Ninh Giang cười khổ, chen vào một câu. Làm sao vậy, còn có điều gì nữa sao? Diệp Phàm kinh ngạc, lập tức đoán ra ngay định giá 300 vạn chắc là không phải. Đất ở trong này định giá là 130 vạn, nhà máy giấy Ngư Dương chiếm diện tích đến gần 1 vạn thước vuông. Cũng chính là chừng 16 mẫu. Nhưng ban đầu cũng không phải là đất của nhà máy, làm thế nào để thu hồi cũng là chuyện đau đầu, ai? Anh tự hiểu một mình đi, chuyện này rất phức tạp không thể nói rõ ràng. Tống Ninh Giang thở dài, vẻ mặt u ám. Bỏ đi, nói 1.000 đến 1 vạn cũng vô dụng. Bí thư Tần, Chủ tịch Thái, tôi cho là điều quan trọng trước hết là phải thuyết phục tập đoàn Nam Cung đầu tư vào nhà máy, cải cách toàn diện nhà máy. Nếu không thì cái bao nặng này sẽ đè cho Lâm Tuyền chúng ta mê man rồi, đừng nói làm được những thứ gì khác để phát triển kinh tế. Diệp Phàm tỉnh táo phân tích. Ừ, văn kiện của huyện ủy thì mọi người đều biết, lần này huyện cũng quyết tâm liều mạng rồi, ra sao thì ra, nếu như không giải quyết được vấn đề nhà máy giấy Ngư Dương thì người liên quan tự động từ chức đi. Phó Chủ tịch Diệp, anh là tổ trưởng tổ cải cách nhà máy giấy Ngư Dương do huyện bổ nhiệm, nhân viên cũng là do anh chọn. Lần này tôi và Bí Thư Tần đã nhất trí, cậu sẽ chịu trách nhiệm toàn quyền về tổ công tác này, chúng tôi sẽ không can thiệp, cần người nào thì cứ điều động, cho dù là tôi và Bí Thư Tần cũng là lính của anh. Thái Đại Giang vừa dứt lời thì mấy đảng ủy viên đều thở phào nhẹ nhõm, nguyên là bọn họ vẫn có chút đố kỵ vì cái chức tổ trưởng tổ cải cách nhà máy giấy Ngư Dương của Diệp Phàm, nay lại nghe nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu sẽ phải tự động từ chức nên mới như vậy. Nhiệm vụ này tuyệt đối là không thể hoàn thành, còn khó hơn việc đưa người lên mặt trăng, mọi người đều hiểu rõ như vậy, dĩ nhiên cũng có chút tâm lý vui mừng thấy người gặp họa. Mẹ kiếp, đen thật, chỉ một bừa cào đã đem cái bao nặng này chút lên người mình rồi, nếu như không làm được còn phải tự động từ chức. Mình còn tưởng rằng Bí Thư Lý coi trọng mình chứ, nào ngờ lại đem mình làm con cờ tiên phong. Nhiệm vụ này quả thực là không thể hoàn thành. Một nhà máy nợ đầm đìa bảo làm sao tập đoàn Nam Cung đổ tiền vào được chứ? Làm không tốt coi chừng còn khiến mấy trăm công nhân viên cộng thêm gia đình của họ gây chuyện, cái mũ phó chủ tịch thị trấn của mình chịu không nổi nhiệt sẽ phải bay đi. Lý Thiên Vương đúng là Lý Thiên Vương, không hổ được xưng tụng là cao quan cấp Thiên Vương. Đây chẳng phải là ép mình vào đường chết sao, muốn mình lấy danh nghĩa là ân nhân của tập đoàn muối mặt đi cầu người, cầu không được thì tự sát luôn. Tần Chí Minh và Thái Đại Giang cũng âm hiểm a, giao trắng mọi việc cho mình, còn nói là trao quyền cho cấp dưới, để mình tự mình điểm binh xây dựng tổ công tác. Còn nói ngay cả bọn hắn cũng là lính của mình, ông mày có can đảm đem các ngươi làm lính sao? Quan trường nào vốn có cái gì là chân tình, căn bản là. Diệp Phàm tí nữa thì tức nổ phổi, Lý Hồng Dương đúng là ném hắn vào một thùng thuốc súng. Thật ra thì Lý Hồng Dương làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Đẩy một người trẻ tuổi như Diệp Phàm lên cao thì dĩ nhiên đám người Trương Tào Trung cũng phải đưa ra vài điều kiện. Điều kiện chính là chặn hết đường lùi của Diệp Phàm, có thể thành thiên Nga thì bay lên, còn nếu là vịt bầu thì đem đi nấu. Thật ra thì Lý Hồng Dương không có loại tâm tư này, y cũng là bị bước lên lương sơn làm giặc. Đã vậy thì Diệp Phàm là nhân tài xông lên cho ta, thu hút được đầu tư thì trọng dụng, nếu không được thì lưu lại làm gì. Vì thế hạ quyết tâm buộc Diệp Phàm đào được chút tài chính từ tập đoàn Nam Cung, đào không được thì cho đi luôn.
Diệp Phàm sau khi ra khỏi cuộc họp đảng ủy lần đầu tiên của hắn tại Lâm Tuyền thì cực kỳ kích động, cảm giác cả nhà máy giấy Ngư Dương như một ngọn núi đè nặng lên người hắn đến không thở được. Dẫn đao thành nhất khoái, bất phụ thiếu niên đầu, Diệp Phàm vừa đi ra nhà vệ sinh vừa hát to một câu mà tên đại hán gian uông tinh vệ vẫn hay hát, sau khi chút xong bầu tâm sự thì mới cảm giác thoải mái hơn. Toàn bộ thường vụ huyện ủy Ngư Dương, đại biểu là Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung cũng đều ép mình, còn Tần Chí Minh và Thái Đại Giang đứng một bên ngắm nhìn mình dãy giụa, vậy thì mình phải chơi một cú thật đẹp để cho bọn chúng trắng mắt ra. Diệp Phàm này không phải để làm cảnh, mình là dũng sĩ kiệt xuất Hoa Hạ Oai Phong. Đi Thủy Châu. Sau khi vội vàng đến quán Xuân Hương ăn cơm rồi tận tình phát tiết lên cơ thể hấp dẫn của cô chủ quán, tắm rửa xong xuôi thì Diệp Phàm lên xe chạy thẳng lên Thủy Châu. Xe chạy đến địa giới phân chia thị trấn Lâm Tuyền và thị trấn Vũ Khê, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn tấm bảng rách nát trên đó viết mấy chữ, chúc mừng đến thị trấn Lâm Tuyền, tự dưng trong lòng sinh ra một cảm giác như kinh kha ngày xưa, khẽ lẩm bẩm đọc mấy câu phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ bất phục phản. Thị trấn Lâm Tuyền cách tỉnh thành Thủy Châu gần 60 km, lúc đó chưa có đường cao tốc, chỉ có đường quốc lộ cấp 7 nên Diệp Phàm mất khoảng 9 giờ mới tới, lúc đó đã là 6 giờ tối. Hắn vào một khách sạn rồi rút điện thoại di động ra gọi. Là giáo sư Lan sao? Chú khỏe chứ? Cháu là Diệp Phàm ở thôn Đập Thiên Thủy. Hừ. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh quen thuộc làm Diệp Phàm nhất thời dựng tóc gáy, thầm nghĩ, xui xẻo, sao vừa gọi điện thoại đã gặp phải khối băng này rồi? Hắc hắc, là cô Lan à, tôi có việc tìm giáo sư Lan, phiền cô gọi giúp. Diệp Phàm vội vàng cười khan. Anh là ai? Để tôi nhớ lại xem. À, hình như tổ trưởng Diệp Phàm ở cái xó xỉnh thôn Đập Thiên Thủy chui ra phải không? Lan Điền Trúc thoáng cái đã nghĩ tới cảnh tượng ngày đó trước mặt mọi người phải vào phòng Diệp Phàm rửa chân cho hắn, lông mày tức thì dựng lên, nói giọng dấm dẳng. Cha tôi không rảnh, đang có khách, có việc gì ngày mai hãy nói. Nói xong căn bản không nghe Diệp Phàm giải thích, dập điện thoại cái cạch. Báo ứng rồi, thật đúng là mang họa. Phụ nữ. Diệp Phàm cười khổ, chuyện gấp lắm rồi, không còn thời gian để kéo đến ngày mai. Giờ đến lúc tập đoàn Nam Cung đến Lâm Tuyền chỉ còn lại chừng 4, 5 ngày, thời gian chính là tiền, thời gian chính là mũ quan. Suy nghĩ một chút rồi hắn dứt khoát lái xe trực tiếp chạy đến Đại học Hải Giang, may mắn là vẫn còn thẻ sinh viên trước kia nên chạy qua hai trạm gác cũng dễ dàng. Sau một lát thì đã đến nhà của giáo sư Lan, nhà của ông thuộc tòa nhà của lãnh đạo nhà trường. Là một tòa nhà 5 tầng mới xây. Sau khi xuống xe, Diệp Phàm cầm một chiếc lồng tre được bịt kín bên trong có một con sói chuột lông xanh đi vào. Chương 131, lại chạm mặt mỹ nhân. Lần này đến gặp giáo sư Lan, Diệp Phàm đã bỏ công sức rất lớn, phải nhờ riêng Lý Tuyên Thạch mang theo mười mấy người của nhà họ Lý đích thân ra trận mới bắt được một ổ sói chuột lông xanh trưởng thành, mỗi con đều nặng đến mấy chục cân. Nghe nói Lý Tuyên Thạch còn lén đến chỗ rừng già nguyên thủy của Lang Đang Cốc trên lâm trường Cảnh Dương bắt được một con sói chuột được gọi là sói chuột vương, trên đầu có một túm lông trắng như hổ, hình như chữ vương, trọng lượng tới 130 cân. Lúc ấy Lý Tuyên Thạch thân là thượng đẳng võ sĩ cảnh giới tam đoạn thuần hóa vậy mà bị con sói chuột vương này húc ngã lăn trên đất, cũng may là mười mấy người họ Lý cùng xông lên mới bắt được nó. Theo ông nội Lý Viêm Đình của Lý Tuyên Thạch ước đoán thì con sói chuột vương này sống không dưới 10 năm mới có thể to lớn như vậy. Người bình thường gặp phải nó chắc là sẽ bị cắn chết, bản tính hung tàn của nó tuyệt đối không thấp hơn sói hoang phương Bắc. Giáo sư Lan tuy là một học giả nổi danh nhưng lại rất thích những món ăn đồng quê, lần trước được người trong thôn nấu cho ăn thịt lợn thả rông trong núi thì ăn rất hào hứng. Mỗi người ăn hơn mấy bát còn hô rất đã nghiền. Tuy nhiên thì giáo sư Lan cũng không ăn những loại động vật thuộc sách đỏ quốc gia. Loại sói chuột này theo tài liệu mà Diệp Phàm điều tra thì thấy dường như cũng không phải là hàng quốc cấm, nếu không cũng sẽ không dám đem đến tặng. Leng keng. Diệp Phàm cũng hơi thấp thỏm với yêu nữ Lan Điền Trúc. Lần trước ở thôn Đập Thiên Thủy mình đã đại thắng hảo hảo sửa trị cô ta, nào là bắt giặt đồ bẩn rồi còn bắt rửa chân, thực sự đã đắc tội. Không chừng tí nữa vào nhà cô ta lại nghĩ ra trò gì để báo thù. Mẹ kiếp, thân đầu nhất đao xúc đầu nhất đao, hoàn phả liễu nhất nương môn bất thành ý bảo làm sao phải sợ đàn bà con gái. Làm mình bực lên thì tại chỗ thi hành phép tắc xem còn dám dở trò gì. Diệp Phàm đứng trước cửa lấy hết can đảm bấm chuông. Anh, làm sao anh lại đến nhà tôi,
chẳng phải là đã nói với anh ngày mai. Lan Điền Trúc ra mở cửa, cảm giác rất bất ngờ, cứ thế đứng chắn trước cửa ý không cho Diệp Phàm đi vào. Trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ của giáo sư Lan và mấy người khác, đúng là trong nhà đang có khách, Lan Điền Trúc cũng không nói dối, lúc nãy Diệp Phàm còn tưởng rằng cô thừa cơ trả thù nên cũng hối hận nói nhẹ. Thật xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp, để ngày mai tôi đến lại. Diệp Phàm nói xong xoay người định rời đi. Điền Trúc, là ai vậy? Bên trong truyền đến giọng nói hồn hậu của giáo sư Lan. Diệp Phàm, đồ quỷ đáng ghét ở thôn đập thiên thủy. Lan Điền Trúc tức giận trả lời. À, là tiểu Diệp à, vào đi. Giáo sư Lan nói vọng ra, Điền Trúc bất đắc dĩ tránh qua một bên. Căn hộ của giáo sư Lan cũng không tệ lắm, bao gồm 4 phòng, trong đó phòng khách rất lớn chừng 30 mét vuông. Bên trong tràn ngập sách cổ, ghế sofa lụa, quốc họa, bàn ghế uống trà điêu khắc hình rồng, tác phẩm nghệ thuật, lại vừa có cảm giác rất hiện đại. Dù sao giáo sư Lan giờ cũng đường đường là một cán bộ cấp trưởng ban, là cán bộ cao cấp, căn hộ rộng như vậy phân cho ông cũng không coi là vượt tiêu chuẩn. Ngồi trên ghế salon trong phòng khách là một nam, hai nữ, đoán là người một nhà vì hai người con gái có vẻ mặt giống nhau. Một người còn trẻ tuổi, xinh đẹp tuyệt vời, nhìn cũng như sinh viên mới ra trường như Diệp Phàm, người kia trông đã thuần thục, trên người phảng phất một khí vị tiểu thư. Người nam có gương mặt sáng người, ánh mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lạnh làm người khác nhìn vào như bị chiếu tia X quang, Diệp Phàm thoáng cái có cảm giác như bị lột trần trước mặt y. Lợi hại, Diệp Phàm nghĩ thầm, vội vàng hành khí một vòng kết hợp thuật xem tướng để quan sát. Người này tuyệt đối là một quan lớn, khí thế toát ra còn hơn cả Lý Hồng Dương, ít nhất cũng phải là cán bộ cấp phó ban trở lên, thử nghĩ xem giáo sư Lan là người như thế nào. Có thể kết giao cùng với ông sẽ không phải là người bình thường, dù không phải là cán bộ thì cũng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Thấy Diệp Phàm còn cầm cả một chiếc lồng bọc kín vải bên ngoài, mấy người trong phòng đều đoán là quà quý, nếu không sao phải bọc kín như vậy. Người đàn ông ngồi trên ghế xa kia lại càng cảm thấy thú vị, khẽ nheo đôi mắt thâm thúy lại, giống như là một con sói đang rình mồi trong bóng tối. Giáo sư Lan lập tức trầm mặt, lạnh lùng dạy dỗ. Tiểu Diệp. Tính ra cháu cũng là học trò của chú. Chú sẽ lấy tư cách thầy giáo nói chuyện với cháu, sau này đến đây thì đi tay không là được, đừng cầm đồ gì theo. Chú không kể cháu đem đến gì cũng phải đem về. Sau này còn vậy đừng trách chú không cho đến nhà, ngồi đi. Tuổi còn trẻ, cũng đừng nhiễm mấy thứ hư hỏng của xã hội. Thằng nhóc, lá gan không nhỏ đấy. Cậu còn chưa biết, lão Lan là thiết bao công, ngay cả ta muốn biếu ông ấy hai lạng trà ngon còn phải hỏi ý kiến trước. Cuối cùng ngại không đủ phải đưa đến một cân, ha ha. Người đàn ông kia lên tiếng nói đùa làm không khí trong phòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng cười phụ họa rồi nhẹ nhàng để chiếc lồng che xuồng ngồi vào ghế. Tôi nói này lão Tống, lần trước lấy thịt khô của tôi, còn nói là lấy về cho Trinh Giao nếm thử, rõ ràng là mình ăn mà. Ha ha, giáo sư Lan cũng vui vẻ phản kích. Bác Lan, bác còn nói vậy sao? Cô gái xinh đẹp như tiên ngồi cạnh người đàn ông họ Tống chắc tên gọi là Trinh Giao chu cái miệng nhỏ nhắn lên phản đối. Trinh Giao, làm sao vậy? Lan Cơ Đồng cố ý hỏi. Hẹp hòi. Tống Trinh Giao hừ nhẹ. Hẹp hòi, ai hẹp hòi chứ? Lan Cơ Đồng khó hiểu. Còn có ai, ngoài bác ra thì còn ai, chỉ đưa cho cháu một gói thịt hươu khô bé xíu, báo hại bạn bè cháu không đủ dính môi, thật mất thể diện, không hẹp hòi thì là gì? Tống Trinh Ngọc cau đôi mày khả ái, hàng mi cong khẽ chớp chớp. Tống Trinh Ngọc và Lan Điền Trúc đều thuộc về cấp bậc mỹ nữ. Dáng người rong ròng, đôi môi xinh xắn, lông mày cong vút như vầng trăng, cặp mắt trong veo khiến người khác có một cảm giác thánh thiện. Cô mặc một bộ váy vàng lại càng tôn thêm vẻ thoát tục không gì sánh được. Ha, ha, ha. Người đàn ông trung niên họ Tống cười rất thoải mái, giống như bắt được thóp của giáo sư Lan, tận tình phối hợp với con gái. Được rồi Trinh Giao, bác nói không lại cháu. Lan Cơ Đồng vung tay lên quay đầu hỏi. Tiểu Diệp, trước kia cháu nói là viện nghiên cứu của Đại học Hải Giang đã nghiên cứu ra loại giấy công nghệ cao, chú đã hỏi kỹ người phụ trách hạng mục nào là bác sĩ Cổ Trạch Khôn. Y nói thiết bị của nhà máy giấy không cần thay đổi, chỉ cần mua và cải tiết một số máy móc cũ, áp dụng kỹ thuật của bọn họ là có thể sản xuất. Ứng dụng của loại giấy này tương đối rộng rãi ví dụ như sàn chống cháy, cửa chống cháy.
qua 2 năm thí nghiệm đã có thể sản xuất thành phẩm. Ý của bác sĩ Cổ là có thể trao quyền độc quyền cho nhà máy của cháu, hơn nữa lúc nào cũng có thể phái chuyên gia tư vấn. Về phần giá tiền thì tùy thương lượng, tuy nhiên chú đã hỏi trước thì cũng không rẻ đâu, cho nên cháu phải lường trước năng lực tài chính xem có thể đủ hay không. Những tài liệu này cháu cứ lấy về xem, sáng sớm ngày mai chú sẽ mời bác sĩ Cổ đến đây nói chuyện. Lan Cơ Đồng nói xong đưa cho Diệp Phàm một chồng tài liệu thật dày. Lão Lan, cậu này là học trò anh à? Tống Sơ Hào hỏi. Cậu ta tên là Diệp Phàm, là cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang, cũng coi như là học trò của tôi đi. Tuy nhiên cậu ấy học khác khoa, về quản lý kinh tế, hiện giờ là cán bộ tại một thôn vô cùng nghèo khổ thuộc thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương, thành phố Mạc Hương. Chức danh của cậu ấy là tổ trưởng tổ công tác làm không tệ. Có năng lực, cũng rất quyết đoán. Nghe nói thôn kia khi bầu chủ tịch thôn thì huyện còn cử ra cảnh sát vũ trang. Anh thử nghĩ xem dân ở đó ương ngạnh như thế nào, tuy nhiên cũng rất chất phác, chỉ có thể nói là lỗ mãng một chút. Tiểu Diệp mới 18 tuổi, lại có thể trụ được ở một thôn siêu lớn đến trên vạn người, ha ha, không đơn giản. Giáo sư Lan khen ngợi Diệp Phàm cũng là có ý tứ với Tống Sơ Hào. Tống Sơ Hào là tỉnh Nam Phúc ban tổ chức thường vụ phó trưởng ban tổ chức, thường vụ tỉnh Nam Phúc, quản lý cái mũ của cả vạn quan viên của tỉnh. Nếu như có thể để cho Diệp Phàm tạo được một chút ấn tượng tốt trong lòng y thì sẽ có lúc hữu dụng, tuy nói trước mắt Diệp Phàm còn ở tầng nấc quá thấp chưa đủ lọt vào mắt Tống Sơ Hào, nhưng người nào chẳng sẽ có lúc tiến bộ. Thằng nhóc, có thể nói người công nghệ cao tạo giấy thuật cầm đi làm cái gì sao? Tống Sơ Hào cười nhạt. Ngài là... Diệp Phàm hơi cung kính hỏi. Ông ấy là bạn học cũ của chú, tên là Tống Sơ Hào, cũng là một cán bộ như cháu. Không có chuyện gì, nếu ông ấy có hứng thú thì cháu cứ nói cho ông ấy nghe. Lan Cơ Đồng ám chỉ, Diệp Phàm vừa nghe thì hiểu ngay, là cán bộ như mình mà có thể giao thiệp với giáo sư Lan, hơn nữa còn rất thân thiết thì chắc chắn là cán bộ lớn rồi. Hắn cảm giác trái tim đập thình thịch, nhất thời lại càng cung kính. Chương 132, khảo nghiệm của phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Ai, muốn cứu sống một nhà máy, chính là nhà máy giấy của huyện chúng ta, đặt ở thị trấn Lâm Tuyền. Có gần mấy trăm người, ngay cả tiền lương cũng không có mà phát. Vốn là xí nghiệp của huyện, nhưng hiện tại thật ra đã đẩy xuống thị trấn Lâm Tuyền quản lý rồi, trở thành nhà máy của thị trấn, kỳ thực đối với thị trấn chúng ta mà nói chính là một gánh nặng cực lớn. Khoản thua lỗ này có thể tiêu hao tổng thu nhập tài chính một năm của thị trấn chúng ta. Mấy ngày nữa sẽ có một lãnh đạo cao cấp của Mạc Hương tới Lâm Tuyền, cho nên tôi nghĩ không biết có thể từ chỗ ông ấy tranh thủ được một chút tài chính rót vào nhà máy giấy Ngư Dương. Chuyện này lại là trách nhiệm của tôi, cũng không thể để mấy trăm con người của nhà máy giấy không có gì ăn. Diệp Phàm vẻ mặt đầy lo lắng, từ các phương diện, phân tích hiện trạng của nhà máy giấy Ngư Dương. Anh không phải là một cán bộ thôn ở thôn đập nước Thiên Thủy sao, nhà máy giấy Ngư Dương vừa rồi nghe anh nói vẫn là một xí nghiệp của huyện. Giám đốc nhà máy vẫn là một cán bộ cấp phòng, từ lúc nào lại đến lượt một nhân viên cấp xã, ngay cả ban tổ chức cũng không biết đến đó quản lý chứ. Nói mạnh miệng quá cũng không sợ đứt lưỡi sao, nhân viên thôn lại đi quản lý cán bộ cấp phòng, hừ. Chú Tống cũng không phải là người dễ hù dọa đâu. Lan Điền Trúc bắt đầu nổi đoá rồi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Tống Trinh Ngọc ở bên cạnh khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực nói. Chuyện này. Diệp Phàm không tiện mở miệng, nếu nói mình được đề bạt lên làm phó chủ tịch thị trấn thì có chút ngại khoe khoang. Sao vậy? Không nói được sao, tôi thấy anh đúng là một tên lừa gạt, chú Tống, đừng ở đây nghe anh ta nói chuyện phiếm nữa. Lan Điền Trúc có một loại khoái cảm trả thù, cảm thấy có thể khiến đồng chí Diệp Phàm nói không ra lời, cảm thấy vô cùng thoải mái. Người trẻ tuổi, nói chuyện phải thật sự cầu thị. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Tống Sơ Hào cũng xen vào nói phụ họa một câu. Tiểu Diệp người ta là quan tâm tới công tác trong thị trấn, cậu ấy mặc dù nói là công tác ở đập nước Thiên Thủy. Tại sao không thể quan tâm tới chuyện của nhà máy giấy? Giáo sư Lan giải vậy nói, ông ta biết Diệp Phàm sẽ không lừa gạt mình vì chuyện này Diệp Phàm sớm đã nhắc đến với ông rồi. Cha đừng bị hắn lừa, vừa rồi hắn còn nói chuyện của nhà máy giấy do hắn phụ trách. Lan Điền Trúc cắn chặt không tha, chính là muốn Diệp Phàm mất mặt. Được rồi hai cô nha đầu, đừng ồn ào nữa. Anh chàng này có lẽ có điều gì đó, chỉ là người ta không tiện nói ra mà thôi.
mọi người không cần miễn cưỡng. Tống Sơ Hào giải vây. Thật ra cũng không có gì khó nói, tôi hiện tại đã không còn công tác ở thôn đập Thiên Thủy nữa mà đã điều về thị trấn Lâm Tuyền đảm nhận chức phó chủ tịch thị trấn rồi, cho nên chuyện của nhà máy giấy Cảnh Dương trong huyện đã giao cho tôi xử lý. Diệp Phàm thản nhiên giải thích nói. Phó chủ tịch thị trấn, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tống Sơ Hào từ lâu đã tôi luyện được trái tim trầm tĩnh cũng có chút kinh ngạc. Hắn chính là công tác ở tổ chức quản lý, một phó chủ tịch thị trấn cơ sở mặc dù nói chỉ là một chức quan nhỏ không tính là phẩm cấp gì, nhưng cũng là không giống bình thường, trừ phi sau lưng có bối cảnh cực mạnh. Phó chủ tịch thị trấn 18 tuổi, là cực kỳ ghê gớm. Đoán chừng sau lưng người ta. Trong lời nói của Lan Điền Trúc có ẩn ý, kẻ ngốc cũng nghe ra được. Cô Lan, sau lưng tôi không có ai chống đỡ cả, cha tôi đến hiện tại vẫn chỉ là một chủ nhiệm của một văn phòng nhỏ của phòng lao động huyện Cổ Xuyên, trong họ hàng thân thích càng không có nhân vật nào lớn, về chuyện này cô cứ yên tâm, tôi là dựa vào chính mình, còn có chút may mắn mà thôi, ha ha. Diệp Phàm không nhịn được phản pháo. Diệp Phàm, sau lưng anh không có ai dựa vào cái gì mà 18 tuổi đã thăng lên làm phó chủ tịch thị trấn chứ? Quá lợi hại. Tống Trinh Ngọc lắc lắc đầu, có chút không hiểu, cũng có chút không tin. Hai cô gái một trước một sau toàn là đem mũi nhọn nhắm về phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vẫn là không hoảng loạn một chút nào. Thật ra cũng không có gì, lúc đó chủ tịch và bí thư của huyện Ngư Dương chúng ta vì chuyện của thôn đập Thiên Thủy mà đau đầu nhức óc. Cho nên nói xuống dưới, ai có thể làm tốt công tác đập nước Thiên Thủy thì sẽ thăng lên một cấp. Cũng xem như là một loại khẳng định người đắc lực đối với công việc. Thôn đập Thiên Thủy, vừa rồi giáo sư Lan cũng nói rồi, người dân có chút lỗ mãng, công tác không dễ làm gì cả. Tôi cũng là có chút may mắn, lại cộng thêm ông chủ tới từ Hồng Kông lại hợp ý với tôi, nói là muốn quyên góp cho thị trấn Lâm Tuyền 200 vạn để sửa đường, nói trắng ra chính là chó ngáp phải ruồi. Kết quả lãnh đạo trên huyện thực hiện hứa hẹn, chính là thăng lên một cấp. Ha ha, may mắn. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tôi còn tưởng rằng là anh đi cửa sau, ha ha. Lan Điền Trúc có chút kỳ quái. Ai, ai, chân của tôi hình như có chút ngứa ngáy rồi, vì chỗ ngồi này làm loạn đây. Diệp Phàm một lời hai ý nhìn chằm chằm Lan Điền Trúc. Người khác không hiểu, nhưng Lan Điền Trúc là người biết rõ nhất, khuôn mặt thoáng cái ửng hồng, hồng như đậu tương tư miền Nam lúc để lạnh. Liếc nhìn mấy cái về phía Diệp Phàm, bĩu môi không dám lên tiếng châm chọc. Vì Diệp Phàm vừa nhấc chân chính là cảnh cáo cô ta, nếu một lần nữa ở bên cạnh giở trò kỳ quái thì sẽ tiết lộ nội tình. Cũng chính là chuyện mỹ nhân Lan Điền Trúc lúc đó đánh cược với Diệp Phàm sau khi mở quan tài đá sẽ rửa chân thối cho hắn. Lúc đó Diệp Phàm sau khi mở ra quan tài đá giành chiến thắng, vốn nghĩ rằng giả vờ không biết, bỏ qua cho em gái lạnh lùng này. Ai ngờ cô ta còn không biết tốt xấu. Xuất ngôn lỗ mãng, lại chọc giận Diệp Phàm. Cuối cùng âm thầm tháo ra hai chiếc giày, để lộ ra nội tình, muốn Lan Điền Trúc phải thực hiện lời hứa rửa chân cho Diệp Phàm. Đương nhiên, Lan Điền Trúc dưới sự quan sát của mấy đôi mắt, tủi thân thiếu chút nữa đập vào tường, cuối cùng vẫn phải rửa chân cho Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng không hưởng thụ được sự thoải mái của việc ngâm chân, trà chân của đại mỹ nữ, cái chân đó ngược lại bị Lan Điền Trúc thừa cơ ngắt nhéo một hồi đau đến chết. Còn đặt cho một cái tên hay cách kẹp thịt sát chân theo kiểu xoa bóp. May mà Diệp Phàm luyện được dưỡng sinh thuật, nội kình rót vào trong bắp chân, bằng không cái chân đó có lẽ đã biến thành quả cà tím rồi. Sau này thấy Diệp Phàm bước đi không có gì khác thường, theo lý mà nói bản thân mình ngày hôm đó đã liều mạng dùng ngón tay cấu véo cái chân của Diệp Phàm, tại sao một chút khác thường cũng không có, cho dù là thịt heo cũng nên chảy mỡ chứ. Cho nên khi Lan Điền Trúc vẫn còn rất buồn bực, lúc đó bàn chân dế nhũi của Diệp Phàm tại sao lại không bị bàn tay hoa lan giống như kìm nhổ đinh của mình vặn sưng lên, buồn bực vô cùng cả một tuần lễ. Ai, con đường ở thôn đập Thiên Thủy cũng nên sửa rồi. Tiểu Diệp, cậu đánh bản báo cáo đưa cho tôi, hải đại chúng ta năm nay có mấy hạng mục giúp đỡ người nghèo. Có một hạng mục chính là liên quan đến chuyện giúp đỡ các xã vô cùng khó khăn sửa đường. Nếu ông trời đã giáng xuống ngôi mộ thời đường ở đập nước Thiên Thủy, vậy con đường đó tôi cũng nên bỏ ra chút sức lực. Những lời của giáo sư Lan khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa vui mừng đến ngất đi. Kích động lập tức đứng lên nói. Cảm ơn, tôi thay mặt người dân trong thôn đập nước Thiên Thủy cảm ơn ngài đã ưu ái. Tôi cũng là hiểu thấu giáo sư Lan, con đường đó cũng là do tôi phụ trách. Lúc đó khi tôi rời khỏi thôn đập Thiên Thủy từng nói rằng,
nếu không thể sửa xong đường, tôi sẽ quay về nhà bán khoai lang. Ai, con đường đó mỗi năm đều có chuyện xe lật xuống núi mà chết mất mấy mạng người, cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Người dân trong thôn lẽ nào có cái mạng rẻ mạt sao? Bọn họ cũng là người, đó cũng là một cái mạng sống sờ sờ. Đúng, muốn giàu có, trước hết phải sửa đường, làm rất tốt chàng trai. Tống Sơ Hào khen ngợi gật gật đầu. Tống tiên sinh thích món ăn thú rừng sao? Diệp Phàm đột nhiên hỏi một câu, vì vừa rồi từ trong lời nói của Tống Trinh Ngọc, con gái của Tống tiên sinh đoán ra cô gái này thích thịt khô thú rừng. Món ăn thú rừng, ha ha, những cái đó đều là động vật quốc gia bảo vệ, thích cũng không thể ăn. Ý tứ của Tống Sơ Hào khẳng định là thừa nhận thích, chỉ là không thể ăn mà thôi. Kỳ thực Tống Sơ Hào cũng từng ăn một số động vật quốc gia bảo vệ rồi, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, chỉ là không thể bày ra ngoài mặt nói mà thôi. Anh có thịt thú rừng sao? Lan Điền Trúc vui mừng hỏi tới. Cô ta bất kể là động vật có được bảo vệ hay không, chỉ cần được ăn là thoải mái lắm rồi. Thịt thú rừng gì chứ? Chị Điền Trúc cũng nói rồi, chỗ đập nước thiên thủy đó không có rừng già, có thú rừng đâu mà đánh. Tống Trinh Ngọc nói tiếp, hình như nước miếng đang đảo quanh trong miệng rồi. Ha ha, tôi cũng may mắn, ở trên núi vừa bắt được một con. Tôi điều tra qua rồi. Không thuộc về động vật cần bảo vệ của quốc gia, cho nên mới mang đến, muốn cho giáo sư Lan nếm thức ăn tươi. Diệp Phàm theo thế đẩy ra con sói chuột lông xanh của hắn. Ở đâu, mau nói đi. Lan Điền Trúc lập tức trở nên vội vàng, lại có thể nắm lấy tay Diệp Phàm lắc lắc. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người đều đang quái lạ nhìn mình, mới nghĩ ra chuyện gì đó. Bản thân cư xử hơi quá mức rồi, khuôn mặt xấu hổ thoáng cái đỏ bừng. Vội vàng rút tay về, trong miệng lẩm bẩm nói. Tôi chỉ là tò mò thôi. Ở đây, Diệp Phàm chỉ vào cái chụp màu xanh. Lan Điền Trúc và Tống Trinh Ngọc kích động mở cái lớp vải bọc ra. Ồ, lớn như vậy sao, thân hình có chút giống như sói, hình như lại có chút giống con chuột lớn. Tống Trinh Ngọc đặc biệt hưng phấn, nhưng cô gái này luôn nho nhã, cũng không giống bộ dạng hấp tấp của Lan Điền Trúc. Chương 133 Khám bệnh cho người thực vật. Giáo sư Lan, Tống tiên sinh, đây là một loại động vật tên là sói chuột lông xanh, chất thịt vô cùng đặc biệt. Tôi còn đặc biệt mang tới loại thuốc bắc này để hầm lẩu thịt. Diệp Phàm giới thiệu. Cha nhận là được rồi. Lan Điền Trúc không kìm được kêu lên. Không được, nghe nói loại thịt này một cân phải mất mấy trăm tệ. Lớn như vậy sợ rằng tính thành tiền đoán chừng trị giá khoảng 2 vạn. Cứ như vậy đi tiểu Diệp. Tôi bỏ tiền mua thì thế nào? Lan Cơ Đồng không giống như đang nói đùa. Giáo sư Lan, nói gì chú cũng là thầy giáo của cháu. Học sinh đích thân bắt sản vật bán cho thầy giáo thì còn thành gì nữa? Số tiền đó cháu cầm không yên. Như vậy đi, chúng ta tìm một nơi nào đó nấu nó lên, xem như là cháu mời khách. Học sinh mời thầy giáo một bữa cơm là đạo lý hiển nhiên, nếu giáo sư Lan còn cảm thấy không ổn, cháu lập tức mang đi. Diệp Phàm rất kiên quyết. Được rồi, ông Lan, tục ngữ không phải nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, sao? Tiểu Diệp cũng chỉ là muốn hiếu kính với thầy giáo mà thôi, nếu ông cảm thấy thật sự băn khoăn, vậy thì vừa rồi không phải nói có hạng mục giúp đỡ người nghèo sao, ông bỏ thêm chút lòng không phải được rồi sao, ha ha, nhưng phải nói trước, đại gia tôi không ăn bớt đâu. Đúng là được thơm lây, ha ha, Tống Sơ Hào cười hào sảng. Cậu cũng có ý tứ hay, học sinh của tôi tới mời thầy món ăn núi rừng, cậu lại muốn thơm lây. Không được, phải giúp đỡ một chút. Giáo sư Lan phản kích, nhìn đến mức Tống Sơ Hào xấu hổ ngượng ngùng nói. Được rồi ông Lan, ông đừng có nhìn tôi giống như vậy, có chút dọa người. Có cơ hội giúp đỡ một chút là được rồi. Đúng rồi, nếu không thì gọi đầu bếp của nhà ăn trường các ông ra tay giải quyết đi. Giáo sư Lan, Tống tiên sinh. Giết thứ này tôi thành thạo nhất, nếu không thì tôi tới làm cái gì? Diệp Phàm tự tin dũng cảm nói. Đương nhiên, vào buổi tối đó thuật giết chuột của đồng chí Diệp Phàm cũng tạo cho mọi người sự kinh ngạc nho nhỏ. Mặc dù so sánh với hạng mổ bò giết trâu còn kém hơn một chút, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, khiến Lan Điền Trúc và Tống Trinh Ngọc mắt cứ đầy ánh sao, sùng bái Diệp Phàm là đồ tể siêu cấp. Đặc biệt là Tống Trinh Ngọc, phun ra một câu tán thưởng, Diệp Phàm, anh thật là giỏi. So sánh với đồ tể mổ bò thật sự lợi hại rất nhiều, câu nói này thiếu chút nữa không làm Diệp Phàm buồn bực muốn chết, thầm căn nhăn,
cặp mắt viễn thị đó của cô có thể nhìn ra gì chứ? Tôi là truyền thuyết thần bí nhất của nước Hoa Hạ Vũ Sư đỉnh cao thất đoạt. Đây là tôi đang biểu diễn tuyệt kỹ phi thái đao, có thể đem thiếu hiệp một đời ta đây đánh đồng với dạng đầu bếp mổ bò được sao? Buồn bực quá. Ngày thứ hai, Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ của giáo sư Lan, đi tham quan phòng thí nghiệm, giấy hợp thành giấy công nghệ cao A1, đồng thời được tìm hiểu kỹ càng quá trình, ngay cả phương diện bảo vệ môi trường cũng không bỏ qua. Cuối cùng cùng với người phụ trách là tiến sĩ Cổ Trạch Khôn ký hợp đồng mục đích chuyển nhượng độc quyền. Bước đầu đạt được hợp đồng chuyển nhượng cần mức phí chí ít là 60 vạn. Đây vẫn là vì hiệu phó là giáo sư Lan nói không ít lời hay trong đó, bằng không đoán chừng phải mất 7-80 vạn. Phải biết rằng 60 vạn ở năm 95 cũng là tương đối khổng lồ, lúc đó ở tỉnh Thủy Châu một căn hộ 3 phòng cũng không quá 10 vạn. Ăn cơm chưa xong? Diệp Phàm thử gọi điện thoại. Alo, là quản gia Nam Cung Đông Điều sao? Tôi là Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyền. Không biết thương thế của thiếu gia Nam Cung Cẩm Thần như thế nào rồi? Ai, vẫn như cũ, có 3 chuyên gia tới từ Mỹ, sau khi cùng với những người có vai vế nhất của giới y học trong nước hội chẩn đưa ra kết luận là vì sọ não bị thương, chức năng thần kinh có thể bị chặn, dẫn đến hôn mê lâu dài, chính là người thực vật, thái độ của chuyên gia là không cho lạc quan. Đề nghị muốn thúc đẩy quá trình hồi phục của thiếu gia. Tốt nhất là di chuyển cậu ấy đến nơi tương đối quen thuộc và ưa thích để an dưỡng. Thiếu gia thích nhất là Thủy Châu này rồi, bạn gái của cậu ấy cũng là người Thủy Châu. Những năm gần đây, cậu ấy luôn ở lại trong một biệt thự cổ xưa được xây dựng cho nhà Nam Cung ở Thủy Châu. Cho nên chủ tịch mới đưa cậu ấy chuyển về Thủy Châu để chữa trị an dưỡng. Nam Cung Đông Điều cũng là lo lắng không thôi, trong điện thoại cũng thở dài mất mấy lần. Thủy Châu, tôi hiện tại cũng đang ở Thủy Châu. Quản gia Nam Cung, vậy tôi có thể tới thăm hỏi một chút công tử Nam Cung không? Trong lòng Diệp Phàm vui mừng hỏi, nếu ở Thủy Châu thì dễ làm rồi, chí ít mình cũng có cơ hội thừa cơ thăm hỏi len lén đi tìm hiểu nguyên nhân hôn mê của Nam Cung Cẩm Thần. Chuyện này, tôi phải xin chỉ thị của chủ tịch, ông ấy cũng đang ở Thủy Châu, cậu chờ một lát. Nam Cung Đông Điều nói. Chỉ một lát sau, trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến giọng nói của Nam Cung Đông Điều. Tổ trưởng Diệp, chủ tịch đồng ý rồi. Bây giờ cậu có thể tới. Nhà Nam Cung ở Thủy Châu cắt một đường, nằm trên một ngọn núi nhỏ. Là một ngọn núi nhỏ độc lập, xung quanh tràn ngập màu xanh, mùa đông còn nở ra rất nhiều hoa. Một ngôi biệt thự cổ xưa phong cách châu Âu, lại được đặt tên bằng cái tên Trung Văn Lưu Viên Cư. Có lẽ là Nam Cung Cẩm Thần đổi lại. Chủ tịch Nam Cung Hồng Sách khuôn mặt lộ vẻ già nua, da mặt cũng có chút sưng phù, xem ra là gấp đến độ không được. Nhưng chủ tịch Nam Cung nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là lễ phép gật đầu chào hỏi, Nam Cung Cẩm Thần đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, treo bình khí. Kỳ thực cơ thể vẫn rất khôi ngô, cái mũi mượt mà, cái miệng hơi lớn một chút. Màu da trắng bình thường, không có phát sinh dị trạng tím xanh như trong tưởng tượng của Diệp Phàm. Diệp Phàm tiến tới gần Nam Cung Cẩm Thần, cẩn thận quan sát, quay đầu nhẹ giọng nói. Chủ tịch! Tôi trước đây có học qua mấy năm thuốc bắc dân gian với một lão đạo sĩ, có thể để tôi kiểm tra cho lệnh công tử một chút không? Cậu! Nam Cung Hồng Sách hiển nhiên là không tin, chuyên gia khắp cả nước lại cộng thêm từ Mỹ tới đều đưa ra kết luận, một tên nhóc phát mũi chưa sạch có thể có tác dụng gì sao? Nhưng kiểm tra một chút cũng không có gì trở ngại, khẽ gật gật đầu nói. Vậy cậu thử xem, nhưng động tác không nên quá mạnh. Diệp Phàm gật đầu nhẹ nhàng. Khẽ nắm lấy mạch, hiệu, trên cổ tay Nam Cung Cẩm Thần. Lặng lặng nhắm mắt, ý niệm tập trung cao độ, hành khí vào trong kinh lạc, dụng tâm thể nghiệm biến hóa nhỏ bé trong cơ thể Nam Cung Cẩm Thần. Một lúc lâu, tròn nửa giờ đã trôi qua, đám người Nam Cung Hồng Sách nhìn thấy tay Diệp Phàm vẫn ở trên người Cẩm Thần, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thầm nghĩ người thanh niên này lẽ nào thật sự có cách, trong lòng cũng dấy lên từng tia hy vọng. Mọi người đều không lên tiếng. Trong phòng rất là yên tĩnh. Trên mặt Diệp Phàm đã chảy đầy mồ hôi, từng giọt tách tách chảy xuống. Trải qua thăm dò khí thế, mạch tượng, Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể Nam Cung Cẩm Thần có mấy chỗ huyệt vị kinh lạc có hiện tượng khí lưu bế tắc. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thật sự là thủ pháp đoạn mạch điểm âm mà sư phụ nói hay sao? Truyền thuyết phương pháp này sau khi sử dụng, người bị điểm huyệt mạch có thể vì các nguyên nhân khí mạch tắc nghẽn, máu chảy không thông dẫn tới tê liệt, điên cuồng. Thậm chí nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới chết người. Chủ tịch Nam Cung, chuyện của lệnh công tử tôi cảm thấy có chút tế nhị.
tạm thời ngay lập tức cũng không có biện pháp khẳng định, thăm dò nguồn gốc căn bệnh. Tôi muốn tới thành phố Mạc Hương một chuyến, qua mấy ngày sẽ trả lời chắc chắn cho ông biết. Thật sao, Diệp, Diệp tiên sinh, Cẩm Thần có cách khôi phục sao? Nam Cung Hồng Sách từ trước tới nay không có thất thố như vậy, nắm chặt lấy Diệp Phàm hỏi tới. Giống như là một người sắp chết đuối đột nhiên nắm được một cây cột cứu mạng vậy. Cũng khó nói, tôi chỉ có thể nói là có hy vọng, đoán chừng không tới hai tầng nắm chắc. Diệp Phàm cũng không dám mạnh miệng, nếu không không làm cho Nam Cung Cẩm Thần tỉnh lại được thì mặt mình không biết đặt ở đâu. Hai tầng nắm chắc, Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể làm cho Huyền Tử tỉnh lại, nhà Nam Cung vĩnh viễn sẽ xem tiên sinh là ân nhân. Tôi có thể đưa cho tiên sinh trước 2% cổ phần của tập đoàn Nam Cung, không? 5%. Nam Cung Hồng Sách kích động nói. 5%, đoán chừng có hơn 500 vạn rồi. Số lượng thật ra không nhỏ, tập đoàn Nam Cung là tập đoàn lớn có mười mấy tỷ. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên một hồi luống cuống, con số lớn như vậy thật sự là kinh người. Nếu bản thân thật sự có số tiền này còn cần làm quan làm cái gì? Mang theo khoản tiền lớn này, dẫn theo mỹ nhân tiêu giao nhân gian há chẳng phải là càng tiêu sái sung sướng sao? Nhưng Diệp Phàm trong nháy mắt lắc lắc đầu. Hắn nhớ tới lời lão phí sư phụ nói với hắn lúc ấy. Diệp Phàm, con người sống cả đời, cây cỏ sống ngàn năm, lúc nào cũng phải để lại cho thế giới này một chút gì đó, Trương Lương lưu danh thiên cổ, là nằm ở trí thông minh của ông. Bao công được thiên cổ tán dương, nằm ở sự thanh liêm công chính của ông. Thủ tướng vì nước vì dân, ông ấy cũng được lưu danh thiên cổ. Nếu con đã lập chí con đường làm quan, sư phụ cũng ủng hộ con. Chỉ hy vọng con có thể sống được vui vẻ, đồng thời vì quốc gia, nhân dân mà làm thêm chút chuyện đủ sức cáng đáng. Làm quan thì phải làm quan lớn, quan càng lớn thì lực ảnh hưởng cũng càng lớn, chuyện có thể làm cũng càng nhiều. Không quá khắt khe bắt con phải làm quan thanh liêm giống như Hải Thủy, nhưng cũng không thể làm đại gian thần giống như Tần Cối. Còn về con muốn làm quan như thế nào là do bản thân con quyết định. Chương 134. Nghĩ ngợi xong xuôi, Diệp Phàm hành khí một vòng để bình tĩnh lại rồi nói. Chủ tịch Nam Cung, là như vậy, nếu cháu có thể may mắn chữa khỏi cho lệnh công tử thì cũng không mong báo ơn gì, chỉ mong chủ tịch có thể đầu tư vào nhà máy giấy ngư dương của Lâm Tuyền. Lúc sáng cháu đi Đại học Hải Giang ký hợp đồng về kỹ thuật chế tạo một loại giấy mới. Nếu ông có thời gian thì có thể bảo nhân viên xem trước. Chuyện của lệnh công tử Cẩm Thần cháu sẽ dốc toàn lực, chắc là có hy vọng. Diệp Phàm đem tài liệu đưa cho Nam Cung Hồng Sách rồi lái xe chạy thẳng tới thành phố Mạc Hương. Đường đến thành phố Mạc Hương thật ra chỉ bằng một nửa quãng đường từ Lâm Tuyền đi Thủy Châu, Diệp Phàm chỉ mất hơn 3 giờ đã đến nơi vì con đường này khá bằng phẳng rộng rãi nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Anh Vu, em là Diệp Phàm ở Lâm Tuyền, anh giờ ở đâu vậy? Em có chuyện tìm anh. Diệp Phàm hỏi. Thằng danh cuối cùng cũng chịu tới Mạc Hương rồi sao, có phải nhận được phần thưởng lớn muốn mời khách không? Có người mời là anh hoan nghênh rồi, ha ha, anh đang làm thêm giờ, cũng sắp xong rồi. Em cứ đến thẳng cục công an thành phố là được. Xem ra chuyện Vu Kiến Thần sắp lên chức là sự thật nên giọng nói của y rất thoải mái. Xe chạy một lát thì đến cục công an của thành phố Mạc Hương, Diệp Phàm đi thẳng lên phòng làm việc của Vu Kiến Thần. Trong phòng làm việc đang có mấy người ngồi, thấy Diệp Phàm tới tìm Vu Kiến Thần thì đều tỏ ra niềm nở, bọn họ biết bạn bè cậu phó cục trưởng Vu dĩ nhiên không là người bình thường. Tuy nhiên sau khi nhìn lại Diệp Phàm thì mọi người đều thầm cằn nhằn kỳ quái. Còn trẻ như vậy, chắc chưa đầy 20 tuổi, làm sao lại là bạn bè với phó cục trưởng được chứ, chắc là cậu ấm ở đâu. Có lẽ là ở Thủy Châu, nghĩ vậy nên cả bọn cũng đứng dậy bắt tay tiếp đón. Có chuyện gì đấy thằng em, nghe nói cậu lên chức phó chủ tịch thị trấn rồi phải không, hơn nữa còn là đảng ủy viên, không đơn giản nhỉ. Anh Vu khi bằng tuổi cậu cậu còn là một công an bình thường ở một sở công an xã, suốt ngày giao lưu với một đám côn đồ các ké. Ha ha, người này người kia mà, không thể so sánh với nhau. Vu Kiến Thần cao hứng vỗ vai Diệp Phàm. Em nói này anh Vu. Em lên chức gì chứ? Anh đường đường là phó cục trưởng, nghe nói chuẩn bị đi lên một bước nữa, đến lúc đó anh em nhất định sẽ tới đòi rượu uống. Diệp Phàm cười ha hả trả lời. Thằng nhóc này nhất định là nghe Thiết Hải nói bậy, thăng chức gì chứ? Ha ha, chuyện còn chưa thành cũng đừng nói sớm. Vu Kiến Thần gạt đi nhưng vẻ mặt vui sướng đã bán đứng y. Anh Vu, muốn nhờ anh một việc,
Lần trước bởi vì chuyện của Nam Cung Cảm Thần mà bắt được Trần Khiếu Thiên kia đã xử chưa vậy? Diệp Phàm châm lửa cho Vu Kiến Thần rồi ngồi xuống đối diện với y, hỏi chuyện. Không có, còn đang ở trại tạm giam. Ông lão này rất bướng bỉnh, cứ ngậm tăm không nói gì cả, chắc có dùng xà beng cậy cũng không ra, cậu không có quan hệ gì với lão chứ. Tới thuyết phục lão một chút đi. Vu Kiến Thần kinh ngạc vì Diệp Phàm tới vì chuyện này. Không phải đâu anh Vu, em mới từ chỗ nhà Nam Cung Thủy Châu tới đây. Nam Cung Cẩm Thần vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nằm trong một biệt thự cổ ở Thủy Châu. Nghe nói Chủ tịch Nam Cung đã mời rất nhiều chuyên gia nổi tiếng tới hội trần, cuối cùng đưa ra kết luận là sẽ phải sống đời thực vật. Ai, Chủ tịch cũng già đi hơn rất nhiều. Trước kia em có học được từ một đạo sĩ một vài phương thuốc dân gian, phát hiện mạch của Nam Cung Cẩm Thần có hiện tượng lạ, không biết có phải Trần Khiếu Thiên dở trò quỷ hay không. Vì thế mới đến đây làm phiền anh cho em đi gặp ông lão. Em biết chuyện này hơi tế nhị vì em không phải là cảnh sát nên không có quyền này. Diệp Phàm thận trọng nói. Chuyện nhỏ, ngay cả đội trưởng Lý cũng muốn đem em vào cảnh sát tỉnh mà. Gặp một chút thì đâu có sao, để anh đưa cho em một bộ cảnh phục, em mặc vào theo anh đi hỏi cung là được. Vu Kiến Thần đồng ý ngay, y hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm vì biểu hiện quá xuất sắc lần trước của hắn. Việc bắt được Trần Khiếu Thiên cũng là nhờ hắn cung cấp đầu mối. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm đã mặc một bộ cảnh phục lượn lờ trước gương, cảm thấy rất oai phong. Như thế nào đây, cảm giác hài lòng sao? Ha ha, hay là thằng em cứ đến thẳng cục cảnh sát thành phố chúng ta nhỉ, anh sẽ cho em một vị trí ngon lành, ít nhất cũng là phó phòng, oai phong biết mấy. So với việc ngồi chồm hổm ở cái thị trấn nhỏ bé đó thì hay hơn nhiều. Vu Kiến Thần dụ dỗ. Bỏ đi, thằng em chắc không có số làm lão đại cảnh sát, cảm ơn ý tốt của anh Vu. Lúc em rời thôn Đập Thiên Thủy thì bà con có tặng cho em mấy hũ rượu đã ủ mười mấy năm, anh có muốn không, em mang theo một hũ để trong xe ấy. Diệp Phàm cười nói. Rượu ủ mười mấy năm à, đại bổ ấy. Nếu như dùng để chưng trứng gà thì tuyệt, có đồ tốt như vậy thì dĩ nhiên là muốn rồi. Vu Xây Thần là người sành ăn uống. Biết rõ loại rượu ủ mười mấy năm này là đồ tốt có tiền chưa chắc đã mua được, ngay cả Ngũ Lương Dịch, Mao Đài, XO cũng không bì được. Hai người lái xe đi trại tạm giam. Vu Kiến Thần dẫn Diệp Phàm vào phòng thẩm vấn, chỉ chốc lát sau thì Trần Khiếu Thiên bị còng cả hai tay hai chân đi vào. Bởi vì biểu hiện của lão hôm đó quá mức kinh hồn, mọi người đều biết lão là một cao thủ nên phải dùng loại còng đặc biệt. Vừa vào phòng thẩm vấn, Trần Khiếu Thiên đã bị khóa chặt vào ghế. Ông lão này đúng như Thiết Hải đã mô tả, râu mép hơi hồng, thân thể gầy nhom, mặt tròn dài, ánh mắt mờ đục nhìn không có vẻ gì là một siêu cao thủ lục đoạn. Lão lẳng lặng nhìn Diệp Phàm và Vu Kiến Thần. Làm sao vậy, vẫn không nói sao, xem ông chống đỡ đến được lúc nào. Vu Kiến Thần nghiêm nghị. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, các anh bảo tôi nói cái gì nữa. Trần Khiếu Thiên bình tĩnh đáp. Tuyệt đối không như một tội phạm mà giống như đang nói chuyện với hai người bạn tốt. Ông già này rất giàu hoạt, khó đối phó a, Diệp Phàm thầm nghĩ, đang muốn mở miệng thì điện thoại của Vu Kiến Thần reo lên, quay sang nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, em tự hỏi đi, anh đi nghe điện thoại. Diệp Phàm đương nhiên cao hứng, hắn chỉ muốn hỏi chuyện điểm huyệt chữa bệnh. Chuyện này vốn không muốn cho Vu Kiến Thần, đang định lừa y tránh đi thì may sao lại có điện thoại. Thật ra thì tài nghệ phi đao và thân thủ của Diệp Phàm cũng chỉ có Tề Thiên và mấy tên lính biết một chút, Vu Kiến Thần và Lý Dương Hải cũng không rõ, nếu không chắc là hai người sẽ dùng mọi cách để ép hắn vào cảnh sát, đối với lực lượng này mà nói thì hắn là một nhân tài siêu cấp. Trần Khiếu Thiên, truyền nhân thái cực quyền của Trần Thị. Nội kinh lục đoạn, thượng đẳng vũ sư, tôi nói không sai chứ. Diệp Phàm một phát đã nói trúng điểm mấu chốt của Trần Khiếu Thiên làm ánh mắt mờ đục của lão đột nhiên bắn ra một tia sáng lạnh, giống như một vệt sao băng rồi lại bình thản như không. Tuy nhiên biểu hiện của ông lão không thể lọt qua con mắt của Diệp Phàm. Thật ra nói Trần Khiếu Thiên là truyền nhân thái cực quyền của Trần Thị và lục đoạn cao thủ là Diệp Phàm căn cứ vào lời kể của Triệu Thiết Hải về gốc gác của ông lão cộng thêm một chút suy đoán, nào ngờ lại đoán trúng. Hừ, cậu nói cái gì, ông lão này không hiểu. Cái gì mà Trần Thị Trương Thị, lại thêm lục đoạn, chẳng lẽ là cao thủ cờ vây, tuy nhiên lão già này không mê món đón. Trần Khiếu Thiên giả bộ ngu ngơ. Chương 135, thất đoạn đại vũ sư. Hừ,
không cần giả ngu với tôi, ánh mắt của ông đã bán đứng ông rồi. Nói một chút, có phải ông đã sử dụng thủ pháp ngũ âm tiệt mạch trên người của Nam Cung Cẩm Thần có phải không? Làm cho người ta bị hôn mê lâu như vậy, tôi cũng thấy ngượng thay cho ông. Ông đường đường là lục đoạn cao thủ, được gọi là thượng đẳng vũ sư nhưng hành động tuyệt đối không xứng. Nam Cung Cẩm Thần cũng không phải người xấu, càng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, sao ông có thể nhẫn tâm ra tay với một người bình thường như vậy? Ông đã làm mất thể hiện nhà họ Trần, nói ra thì e là nhà họ Trần sẽ không thể ngóc đầu lên được trong giới võ thuật Trung Quốc. Diệp Phàm ra vẻ đau lòng. Là con chó Trần Vô Ba bảo cậu đến à? Trần Khiếu Thiên đột nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một tia tức giận rồi biến mất. Trần Vô Ba. Diệp Phàm thì thầm đột nhiên chấn động, Trần Vô Ba chẳng phải là người đã đánh ngã cái gì mà ninja đại sư Bát Đoạn Sơn Lâm Nhất Phu của Y Hạ Thần Cung ở Nhật Bản sao? Chắc là ông ta đã đạt đến tiên thiên cửu đoạn, bởi vì lần đó mà đã tạo ra một phong trào luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc. Xem ra ông lão này đúng là truyền nhân của nhà họ Trần, tuy nhiên dường như có bất hòa với Trần Vô Ba. Không phải, tôi không quen biết với đại sư Trần. Ông có quan hệ thế nào với Trần Vô Ba? Diệp Phàm hỏi gấp. Kẻ thù. Trần Khiếu Thiên trả lời rất dứt khoát. Tại sao? Diệp Phàm cũng hỏi gọn. Tôi không muốn nói. Trần Khiếu Thiên lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Chắc lão nghĩ là Diệp Phàm còn quá trẻ, dù có tập luyện võ thuật thì chắc cũng chưa đi tới đâu. Cao thủ là vậy, nếu không cùng cấp bậc thì nói chuyện với ngươi, người ta cảm thấy rất mất giá. Ta cũng sẽ không hỏi bí mật của ông. Chỉ muốn hỏi về bí quyết của thủ phạt tiệt mạch. Nếu như ông muốn giữ bí mật thì tự mình giải huyệt đi, coi như là tích chút âm đức. Diệp Phàm nói nhẹ, thể hiện mình cũng không tham lam gì bí thuật của Trần Khiếu Thiên. Giải không được rồi, ai? Trần Khiếu Thiên đột nhiên lộ vẻ chán trường, cúi gằm mặt xuống. Tại sao? Diệp Phàm thất kinh, tí nữa thì hét toáng lên. Lúc ấy cảnh sát các cậu đem vợ tôi tới bức ép, sau đó còn làm bà ấy bị thương. Vì an nguy của vợ mình, tôi chỉ tạm thời thi triển thủ pháp tiệt mạch trên người Nam Cung Cẩm Thần, thủ pháp đó là do ta học được từ một đạo sĩ mà vô tình cứu được, nói cho cậu biết cũng không vấn đề gì, gọi là thiên âm lôi cương chỉ thuật. Ai, lúc đó tôi còn nội kình thất đoạn, tuy nhiên sau này bị các cậu đả thương làm tái phát vết thương cũ, hiện giờ nội kình của tôi đã bị rơi xuống cảnh giới khai nguyên lục đoạn, không thể thi triển thủ pháp giải mạch nữa. Lão phu xấu hổ. Tôi cũng không phải cố ý hại chết Nam Cung Cẩm Thần. Trần Khiếu Thiên thở dài bất đắc dĩ, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận. Ông đem thiên âm lôi cương chỉ thuật truyền cho tôi sẽ đi giải mạch cho Nam Cung Cẩm Thần, coi như là thay ông tích chút âm đức. Diệp Phàm nghiêm túc, trong lòng cũng háo hức với cái gì gọi là thiên âm lôi cương chỉ thuật kia. Những người luyện võ đều rất coi trọng những bí quyết. Thậm chí trong một vài thế gia của Hoa Hạ còn không truyền bí thuật võ công cho con gái, đừng nói đến người ngoài. Cậu, không phải là tôi xem nhẹ cậu. Cậu, không được, ít nhất cũng phải là một người nào đó đạt đến cảnh giới thất đoạn khai nguyên, gọi là hạ đẳng đại vũ sư thì may ra. Nước Hoa Hạ mênh mông, dân số cả tỷ người nhưng cao thủ như vậy hiếm hoi như quốc bảo gấu trúc, e là không quá 50 người. Cao thủ thất đoạn trẻ tuổi của Hoa Hạ chúng ta chỉ mấy người sau, gọi là tứ tú. Nam Hải Nhất Thần Thối, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Ly Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa. Có ý gì biết không? Nói tới đây Trần Khiếu Thiên có vẻ đắc ý hỏi con chim non Diệp Phàm. Không biết. Diệp Phàm thành thật lắc đầu, hắn đúng là mù tịt về các danh nhân võ thuật Hoa Hạ. Ha ha, người nhỏ tuổi nhất trong tứ tú cũng đã 28 tuổi. Cô ta chính là người gọi là Tây Cương Hoàng Ly, Phượng Tứ Cô Nương. Lợi hại, là một thiên tài, mới 26 tuổi đã đạt đến cảnh giới thuần hóa lục đoạn, thực ra thì đã là thất đoạn. 5 năm trước, lão phu mới đạt được cảnh giới khai nguyên thất đoạn, lúc ấy đã quá 50 rồi. Còn về thằng danh cậu, nhìn chưa quá 20, nội kình có thể đạt đến tam đoạn thuần hóa cũng đã là thiên tài rồi. Đất Hoa Hạ mênh mông nhưng có mấy võ giả có thể gặp may như Phượng Tứ Cô Nương. Chẳng những có gia thế vững vàng mà còn được một vị sư phụ thần bí Bát Đoạn thuần hóa chống lưng. Nhà của cô ta lấy một gốc nhân sâm ngàn năm cộng với sư phụ trợ giúp mới có thể thành công. Thằng nhóc, dựa vào miệng lưỡi không có tác dụng đâu. Võ học Trung Quốc là một chủ đề nghiêm túc, không thể giả dối. Cảnh giới cao thấp là dựa vào bản lĩnh thật sự mới có thể đột phá, không giống như giờ cái gì cũng có thể làm giả, ha ha.
lúc này Trần Khiếu Thiên giống như một bậc trưởng lão dạy dỗ học sinh. Lão tiên sinh nói có lý, tôi năm nay tròn 18 tuổi, cũng không có gia thế hiển hách gì, sư phụ cũng chỉ là một ông già hom hem uống rượu quê ăn đậu phụ, tuy nhiên cũng có chút may mắn. Cho nên, nội kình có lẽ cũng không quá thấp, ha ha. Diệp Phàm cười quỷ dị. À, vậy chúng ta so tay đi, nếu cậu có thể thắng thì tôi sẽ hai tay dâng thiên âm lôi cương chỉ thuật lên cho cậu. Trần Khiếu Thiên cuồng ngạo, phong phạm cao thủ chính là như vậy, đây là một loại uy thế toát ra từ sự tự tin và khí phách. Tốt, tôi rất thích sự thống khoái của ông. Bắt đầu đi. Diệp Phàm cười nhẹ, máu nóng thanh niên nổi lên, tiến đến gần thì đã thấy Trần Khiếu Thiên khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn hắn. Đến đây đi, thằng nhóc, hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là lục đoạn cao thủ. Xem ra Trần Khiếu Thiên rất nhẹ nhàng không đem Diệp Phàm lọt vào mắt, có lẽ vì hắn còn quá trẻ, đúng là tình huống điển hình của việc lật thuyền trong rãnh nhỏ. Lão già này rất tự đại, với thực lực thuật dưỡng sinh tầng thứ 6 luyện kính của mình thì tương đương lục đoạn của võ thuật Trung Quốc, lão cũng vừa bị lùi xuống lục đoạn. Tuy nhiên lão cũng đã tu luyện mấy chục năm rồi, nội kình tinh thuần hùng hậu, may mà mình may mắn ăn được quả thái tuế, nếu không thì không thể bằng được. Tốt nhất là cứ để lão khinh địch rồi đột nhiên phát lực là giành thắng lợi. Diệp Phàm thầm vận khí. Chương 136, tuyệt đối là thực lực. Nội kình của thuật dưỡng sinh chậm rãi vận hành quanh người, hai tay của Diệp Phàm nắm lấy hai tay của lão Trần thành hình tròn. Trần Khiếu Thiên đứng sừng sững như một cái cột nhà, Diệp Phàm dùng ba tầng sức lực thử một chút thì có cảm giác con kiến lay gốc cây, không hề lay động mảy may. Diệp Phàm tiếp tục dùng ba tầng sức lực từ từ đẩy thêm để gạt Trần Khiếu Thiên chủ quan rồi xuất kỳ bất ý để chiến thắng, đoán chắc trong đầu ông lão đang nghĩ thầm, thằng danh này căn cốt coi như không tệ, cũng đạt được thực lực tam đoạn khai nguyên, nhưng còn non lắm. Muốn lay động cao thủ lục đoạn không khác châu chấu đá xe, đúng là không biết lượng sức. Đang lúc lão đang tự đắc thì một luồng nội kình cuồn cuộn như hoàng hà vỡ đê đột nhiên bắn ra. Một kích này của Diệp Phàm chính là được ăn cả ngã về không. Sức lực trong đan điền điên cuồng bạo xuất, hơi nóng hầm hập cảm nhận được rõ ràng, trong không khí mơ hồ truyền ra tiếng phật phật. Bịch! Trần Khiếu Thiên thất sắc, hai tay bị Diệp Phàm ép sát vào ngực. Diệp Phàm khẽ mỉm cười thu hồi hai tay, thu khí vào đan điền, nhìn lại Trần Khiếu Thiên đang đứng ngây ra như tượng. Miệng của lão Trần lúc này há thành một chữ O sâu hun hút như một cái hang, có thể đút vừa một nắm đấm nhỏ. Bộ râu đỏ run rẩy, lồng ngực phập phồng. Vẻ mặt giống như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, cậu, Trần Khiếu Thiên nghẹn họng rồi một lúc sau như một quả bóng da xì hơi, chán nản thở dài. Ta trông nhầm rồi, xấu hổ, 18 tuổi mà là thất đoạn cao thủ, hậu sinh khả úy. Ông lão lẩm bẩm mấy tiếng rồi cặp mắt lại lóe lên luồng ánh sáng lạnh, đột nhiên mang cả cái ghế quỳ thụp xuống, giơ cao đôi tay đang bị còng, giống như đang quỳ lạy Diệp Phàm. Chúa công ở trên cao, Trần Khiếu Thiên ngẩng mặt mà thề, từ hôm nay bái Diệp Phàm làm chúa công, trung thân làm nô, hộ vệ chúa công. Nếu như hai lòng sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Trần, lão Trần, ông làm cái gì vậy? Diệp Phàm trợn tròn mắt, chỉ là vật tay mà ông lão này lại có thể làm như sĩ tử thời xưa lại mình làm chúa công, ngay cả thề độc cũng phát ra, chẳng lẽ ông lão này bị kích thích nên nổi điên rồi? Diệp Phàm bước nhẹ ra phía sau nâng cái ghế thép nặng đến 300 cân lên, Trần Khiếu Thiên vẫn dãy giụa. Chúa công không nhận, lão nô ta không đứng lên. Nếu như chúa công cố ý không nhận, lão nô ta liền đập đầu vào tường mà chết, thiên âm lôi cương chỉ thuật cũng đi theo ta xuống suối vàng làm bạn. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm vứt bỏ người vợ đang nằm bệnh viện cần chăm sóc sao? Diệp Phàm vứt quả bom tấn ra. Không phải là hắn không muốn thu nhận ông ta làm người hầu mà xã hội hiện đại bây giờ không có khái niệm này. Hơn nữa trong lòng Diệp Phàm rất bội phục với loại cao thủ thất đoạn như vậy, tính cách của Trần Khiếu Thiên tuy cổ hủ nhưng rất thẳng thắn, vì để báo ân cho cha của Điêu Lục Thuận mà tình nguyện ngồi tù. Mẫu người như vậy sẽ là một hán tử trọng tín, thu nhận loại cao thủ như vậy làm người hầu tuyệt đối là chuyện tốt, thật lòng thì Diệp Phàm cũng rất động tâm, chỉ là chưa kịp phản ứng. Mặc cho số phận đi. Tôi xuống suối vàng rồi thì vợ có thể đi theo cũng tốt, ít nhất bà ấy sẽ không cô đơn nơi cái chốn nhân gian đầy thị phi này. Ai? Trần Khiếu Thiên vẫn quỳ dưới đất, hình ảnh một anh hùng tuổi xế chiều chính là như vậy. Được rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu, đỡ cái ghế dậy nói.
tuy nhiên sau này bất cứ khi nào ông hối hận thì đều có thể giải trừ lời thề. Lão nô đã thề, quyết không thể sửa đổi, nếu không làm sao có thể đứng thẳng ở Hoa Hạ. Trần Khiếu Thiên kiên quyết, nói rất khí phách. Sau này ông cứ gọi tôi là công tử đi, hoặc là tiên sinh cũng được, thân phận của ông tạm thời làm quản gia Diệp Phủ. Tuy nhiên bây giờ thì chưa có cái gì gọi là Diệp Phủ, ha ha, tôi vẫn còn nghèo rất mồng tơi. Tuy nhiên tin rằng sau này sẽ có, nếu không để ông xưng là lão nô cũng không được tự nhiên. Diệp Phàm nhẹ nhàng, cũng bắt đầu có phong phạm cao thủ. Tốt, lão nô, a, Khiếu Thiên hiểu. Trần Khiếu Thiên dường như chưa kịp thích ứng. Công tử, Thiên Dương lôi cương chỉ thuật ở trong chiếc cối đá trong nhà của lão nô ở thôn Hoa Nhân Diêu, cậu chỉ cần đập vỡ cái cối ra là thấy được. Nếu như trong quá trình thi thuật có gì khúc mắc cứ tới hỏi tôi. Tuy nhiên Khiếu Thiên chắc cũng sẽ ngồi tù vài năm, sau này sẽ ra làm hộ vệ cho công tử, trong mấy năm này nhờ công tử chiếu cố cho vợ già Dương Tố Mai một chút. Ừ, điểm này ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy. Diệp Phàm đáp đảo mắt suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ông là truyền nhân của nhà họ Trần thì sao lại có xung đột với Trần Vô Ba, nói tôi nghe một chút xem sao, dĩ nhiên không nói cũng được. Thật ra thì nói thù cũng quá, năm đó sư phụ của tôi là Trần Hòa Phong trong lúc vô tình lấy được một khối ngọc cổ, trên đó có khắc một vài ký hiệu kỳ quái. Ông ấy nghiên cứu đã lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì, lại không cẩn thận để Trần Vô Ba biết được. Lúc ấy lão ta nói đùa là mượn để xem sao. Nhưng sư phụ của tôi yêu cổ ngọc như mạng nên quả quyết cự tuyệt. Trần Vô Ba lúc ấy đã là lục đoạn cao thủ, thẹn quá thành giận liền khiêu chiến với sư phụ ta, vật đánh cuộc là khối cổ ngọc. Sư phụ Trần Hòa Phong không còn cách nào khác là ứng chiến, tuy nhiên vì lúc trẻ bị thương nên nội kình không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, cuối cùng đi sai một nước cờ thua một chiêu, khối cổ ngọc bị Trần Vô Ba mượn đi. Lúc ấy lão có nói, lúc nào cũng tiếp nhận khiêu chiến của sư phụ. Chỉ cần sư phụ có thể thắng sẽ đem khối ngọc trả lại cho sư phụ, ai? Sư phụ cho đến trước lúc thăng tiên vẫn không thể chiến thắng Trần Vô Ba, trước khi chết cứ luôn miệng hô trả ta khối ngọc, tôi là một trong hai đệ tử của ông. Tiểu sư muội Phí Tàn Nguyệt lúc ấy mới 8 tuổi, là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc Phí Thị. Tuy nhiên nội kình của cô ấy chỉ mới đạt đến nhị đoạn còn của tôi mới vừa tứ đoạn, làm sao có thể khiêu chiến với cao thủ lục đoạn như Trần Vô Ba. Sau đó tôi đi khắp các danh sơn của Hoa Hạ, thề đoạt lại khối ngọc cho sư phụ đem về tế trước mộ phần, nên vẫn muốn tìm một chỗ có linh khí để tu luyện nội kinh. Trong lúc vô tình nên duyên vợ chồng với Dương Tố Mai ở huyện Hồng Mạch, có lần đi dạo đến thôn Hoa Diêu Nhân thì phát hiện thôn đó tuy hoang tàn nhưng linh khí nồng hậu, vì thế định cư đó suốt 13 năm. Tôi nỗ lực khổ luyện mới đạt tới cảnh giới thất đoạn, đáng tiếc lão thất phu Trần Vô Ba đã đột phá bát đoạn khai nguyên, tôi khó có thể vượt qua. Tuy nhiên vẫn tìm lão tỉ thí, cuối cùng thất bại trở về. Tuy nhiên lão cũng rất hòa nhã không làm nhục tôi, nhưng tôi khó có thể tiếp nhận kết cục này, trên đường trở về tìm một hoang cốc vào đó đấm đá lung tung để xả giận. Ai, xui xẻo rồi thì làm sao cũng xui. Trong hoang cốc kia lại có một con rắn lớn sống đã mấy trăm năm. Tôi làm sập hang của nó nên nó bỏ ra, há to cái miệng như chậu có thể nuốt trọn trẻ con. Tôi đại chiến với nó một hồi. Kết quả bị trọng thương may sao còn thoát được. Mới vừa khôi phục một chút nội kình thì lại xảy ra chuyện đánh nhau với cảnh sát nên làm vết thương cũ tái phát. Ai, kiếp này còn muốn khôi phục đến thất đoạn là không thể nào, bát đoạn lại càng vọng tưởng, tôi thật là vô dụng a. Cổ ngọc của sư phụ đã thành chuyện hối hận cả đời. Trần Khiếu Thiên nói tới đây thì nước mắt người già chảy ra ròng ròng. Chương 137, trúng kế của ông lão. Xong rồi. Lão đầu này ngoài mặt có vẻ thô lỗ nhưng bên trong rất xảo trá. Mình bị lão lừa rồi, mình nói thiên hạ làm sao có chuyện tốt như vậy, tự dưng thu được một cao thủ lục đoạn làm người hầu. Thì ra lão có chủ ý này vì đã tuyệt vọng, chỉ có mình làm chúa công ra mặt cho lão may ra mới có thể đòi được cổ ngọc từ chỗ Trần Vô Ba. Diệp Phàm lập tức nghĩ được điểm mấu chốt trong chuyện này, tuy nhiên hắn cũng thoải mái, làm sao mà mình có thể cái gì cũng muốn được, có đi thì mới có lại. Theo như ông đoán thì bây giờ Trần Vô Ba khoảng chừng mấy đoạn, còn tôi khoảng chừng mấy đoạn, tôi vẫn không hiểu rõ ràng lắm. Diệp Phàm cũng không xấu hổ. Làm sao vậy, sư phụ công tử không nói à? Trần Khiếu Thiên hơi kinh ngạc, trong suy nghĩ của lão người có thể đào tạo ra một cao thủ thất đoạn khi mới 18 tuổi là một nhân vật anh hùng như thế nào,
tuyệt đối là một lão tiền bối cỡ Thái Sơn, bắt đầu. Ai ngờ Diệp Phàm chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, sư phụ phí của hắn hiện giờ cũng mới chỉ tứ đoạn đỉnh phong, vẫn chưa đột phá lên ngũ đoạn. Nếu nói ra thì Trần Khiếu Thiên có lẽ ngất thẳng cẳng, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ha ha, tôi cũng rất ít khi gặp ông ấy. Diệp Phàm đánh trống lảng, dĩ nhiên là không thể kể được chuyện nhạy cảm này. Trần Khiếu Thiên trầm tư một lúc rồi nói. Ừ, Trần Vô Ba hiện cũng chỉ đến cảnh giới bát đoạn khai nguyên, từ sau bát đoạn muốn đột phá lên một cấp nhỏ là vô cùng khó khăn. Mỗi tầng bậc lớn của chúng ta chia ra bao gồm khai nguyên, tiệt lưu, luyện kính và thuần hóa. Ở cấp bậc khai nguyên chính là xuất được nội kình ra ngoài. Cấp tiệt lưu là dùng phương pháp đặc thù lưu được nội kình vào trong khí hải của đan điền. Cấp luyện kính là dùng nội kình để tinh luyện. Cấp thuần hóa là tinh luyện nội kình thêm một lần nữa để nó đề thăng, chuẩn bị cho cảnh giới tiếp theo. Đẳng cấp càng thấp thì đột phá một cấp bậc nhỏ như vậy lại càng dễ dàng, càng cao thì càng khó khăn, nếu không vì sao cao thủ có đoạn cao cực kỳ khó tìm, đất hoa hạ mênh mông nhưng cao thủ tứ đoạn cũng không nhiều, thất đoạn lại càng hiếm hoi. Về phần nội kình của công tử thì chắc là đạt đến khai nguyên thất đoạn, đứng trước Trần Vô Ba không khác một đứa trẻ con, tuyệt đối không thể nắm chắc chiến thắng. Trong võ thuật hoa hạ, cách nhau một cấp bậc lớn mà muốn khiêu chiến là không có khả năng, trừ khi bố trí mai phục hay dùng âm chiêu. Tuy nhiên theo như Khiếu Thiên thấy thì nội kình của công tử cũng không thực tinh khiết, dường như còn có chỗ hư phù, cần phải tăng cường tu luyện để thật tinh khiết nếu không sẽ có ngày bạo loạn lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma. Trần quản gia nói có lý, thật ra thì tôi lúc trước hút được tinh khí ở một cái quả trên một cây cọc gỗ quái dị nên mới đột phá, vật đó chắc là thái tuế trong truyền thuyết, nghe nói tên là Hỏa Long Tường Thiên. Tôi cũng không rõ ràng lắm, ông yên tâm, chờ sau khi tôi đột phá công lực sẽ thay ông đi đòi lại công đạo. Trần Vô Ba tuy giờ là lợi hại, nhưng tôi lại có tiềm lực của tuổi trẻ, có thời gian, ông nói có phải không, Trần quản gia. Diệp Phàm nhất thời dâng lên một cảm giác hào hùng. Đa tạ trợ giúp của công tử đối với Khiếu Thiên thật xấu hổ. Trần Khiếu Thiên hơi ngượng ngùng, chắc là nghĩ vừa rồi mình lợi dụng Diệp Phàm, đem trách nhiệm lớn lao như vậy chút lên vai hắn. Không có chuyện gì, người sống trên đời mà không tranh đấu thì còn có ý nghĩa gì. Tuy nhiên Trần quản gia, ông nói phát hiện rắn lớn sống mấy trăm năm ở chỗ nào, một cao thủ thất đoạn mà không chiến thắng được một con rắn sao? Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Cao thủ thất đoạn là một tồn tại siêu cấp, làm sao lại đánh thua một con rắn chứ? Công tử, con rắn kia to như cái thùng nước, vảy màu xanh bằng cả quả trứng gà, mỗi khi chuyển động nghe xào xạo, hệt như mặc áo giáp sắt vậy. Cao thủ thất đoạn tuy nói có thể đánh gãy đá nhưng đánh vào con rắn kia không khác vào bị bông, khiến cho bao nhiêu sức lực cũng vô dụng. Chắc phải tìm được cao thủ cửu đoạn dùng bí thuật cách sơn đả nghiêu, đánh thương nội tạng bên trong của nó mới có tác dụng. Tuy nhiên cao thủ cửu đoạn quá khó tìm, e là cả đất hoa hạ này không quá một bàn tay. Không biết đương kim trưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành hoặc trưởng lão nào đó có vượt qua cửu đoạn hay không cũng khó nói. Về phần chỗ ở của nó là một hoang cốc, tôi cũng không biết tên, chờ sau khi tôi ra khỏi đây nếu công tử có hứng thú thì có thể đến xem. Tuy nhiên nơi đó rất nguy hiểm, muốn đi phải tìm mấy cây súng, lựu đạn cũng phải chuẩn bị đầy đủ, có lẽ con rắn kia cũng đã đi rồi. Ai, những cao thủ siêu cấp thất đoạn chúng ta còn không vượt qua uy lực của một khẩu súng kiểu mới. Tại sao võ thuật truyền thống của Trung Quốc suy tàn như thế, chẳng phải có liên quan đến uy lực của vũ khí nóng sao? Bóp cò nhẹ nhàng một cái là có thể giải quyết xong mọi chuyện, sao còn phải hao tổn khí lực tu luyện nội kinh làm gì? Trần Khiếu Thiên cảm thán. Trần Lão, không thể nói như vậy. Nếu như một khẩu súng kiểu mới ở trong tay một cao thủ thất đoạn thì sẽ phát huy uy lực thế nào, ông thử nghĩ xem. E là có thể giết cả mười mấy binh sĩ thông thường. Vì thế phải nhất định phát huy võ thuật truyền thống Trung Quốc, không thể để đứt đoạn. Hay là về phương diện rèn luyện thân thể cũng có tác dụng rất lớn, nếu là cao thủ thì thân thể nhẹ như chim yến, các vệ sĩ quốc gia đều có năng lực thất đoạn, đi săn lùng tin tức tình báo cũng dễ dàng. Diệp Phàm phân tích rất có đạo lý. Ừ, công tử nói có lý. Xem ra những cao thủ thất đoạn chúng ta còn có nơi để dùng. Trần Khiếu Thiên cười nói. Nhìn đồng hồ thì đã sắp 6 giờ tối, Diệp Phàm lúc này mới ra khỏi phòng gọi điện thoại. Anh nói thằng em đấy, ở đó đến 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, nhanh tới đây đi, phòng số 302 Mạc Hương Đại Tửu Điếm.
Phu Kiến Thần cười ha hả, bên trong truyền ra một trận cười nói nhốn nháo, chắc là đang có đám uống rượu. Anh Vu mời khách đi, thằng em uống được mấy chén chứ? Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Không phải là, một người bạn thôi, anh vừa rồi giúp y một chút nên được mời tới đây, y xuất thân bên vật liệu xây dựng kiến trúc, thuận tiện giới thiệu cho em, biết đâu sau này còn nhờ đến. Phu Kiến Thần nói xong cúp điện thoại. Mặc Hương Đại Tửu Điếm là một tòa nhà 16 tầng vừa xây dựng xong, lúc trước gọi là khách sạn Mặc Hương, đạt đến tiêu chuẩn 3 sao. Diệp Phàm đến phòng 302, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy bên trong có đến 7, 8 người cả nam lẫn nữ. Phu Kiến Thần đang tái máy bên cạnh một cô gái trắng trẻo như đang gõ bàn phím computer vậy. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, Phu Kiến Thần chỉ vào một chỗ trống đối diện. Thằng danh này, sao giờ mới đến, phạt trước 3 chén rồi hãy nói. Sau đó y quay sang nói với mọi người. Diệp Phàm, anh em của tôi, công tác ở thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương. Ha ha, người anh em họ Diệp, tôi là tổng giám đốc Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên. Sau này đến Mặc Hương cứ gọi điện thoại. Ngô Kiến Hoa thấy Kiến Thần nhiệt tình với Diệp Phàm như vậy thì biết quan hệ của hai người không cạn. Phu Kiến Thần sắp lên chức cục trưởng cục công an thành phố, chắc chắn sẽ không dễ dàng xưng huynh gọi đệ với ai. Ngô Kiến Hoa quen biết với y đã mấy năm, vất vả lắm mới mời y đi ăn một bữa, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Làm một thương nhân, có quan hệ tốt với cục công an sẽ được lợi rất nhiều. Đã không quan hệ tốt với Phu Kiến Thần thì với anh em của y cũng được. Nghĩ thế nên y lập tức đứng dậy niềm nở, còn đưa danh thiếp cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thuận tay cầm danh thiếp nhét vào cặp, hắn biết người ta là nhìn vào mặt mũi anh Vu, nếu không mình ở cái xó xỉnh Lâm Tuyền sao lọt vào mắt một tổng giám đốc công ty lớn như gã. Qua một vòng rượu thì mọi người lại ồn ào nói chuyện. Diệp Phàm phát hiện thấy Phu Kiến Thần đang làm loạn trên người cô gái kia. Bàn tay cứ gõ gõ vào đùi cô gái, thậm chí thỉnh thoảng còn thọc tay vào dưới váy, tuy nhiên y làm hết sức kín đáo, cũng chỉ có người nhạy cảm như Diệp Phàm mới thoáng nhìn thấy. Cục Phó Vu, lúc đập cái khách sạn Mặc Hương ra xây lại còn thừa rất nhiều điều hòa, anh có lấy về cho bà con bằng hữu không? Lần đầu tư này yêu cầu thay mới toàn bộ, có một số điều hòa ở phòng hạng sang thậm chí dùng chưa đến nửa năm, nhãn hiệu Xuân Lan nổi tiếng, còn mới đến 9 phần, cũng không tệ lắm. Muốn kiểu treo tường hay đặt góc gì cũng có. Ngô Kiến Hoa nói. Chương 138, con chuột cống của nhà máy giấy. Phu Kiến Thần đương nhiên biết người ta chẳng tặng không, tuy nhiên lại không thể nhận tiền trực tiếp. Hơn nữa mình còn đang ở trong một thời kỳ rất nhạy cảm, tuy rất muốn ôm trọn rồi sang tay kiếm vài vạn nhưng cũng không thể làm quá lớn, lỡ bị đối thủ nắm được thì phiền phức. Vì thế y gật đầu. Ừ, nhà của tôi đang cần 3 cái. Hai cái kiểu tủ đứng, một cái treo tường. Tuy nhiên phải trả tiền, không lấy không được. Đó là đương nhiên, nhưng là đồ cũ nếu không ai mua sẽ đi bán đồng nát thôi. Một cái 150 đồng cho tôi kiếm chút lời nhé, cục trưởng Vu thấy sao? Ngô Kiến Hoa nói vẻ nghiêm túc, giống như những cái máy điều hòa còn mới đến 8 phần kia không có ai mua sắp đem đi bán đồng nát vậy. Thật ra nếu như giá thật cũng phải 2-3 ngàn đồng, dù sao giá máy mới cũng đã là hơn 1 vạn một cái. Ừ, Phu Kiến Thần hừ một tiếng, quay sang thấy Diệp Phàm đang chú ý liền cười nói. Thằng em, trong nhà cậu có đặt điều hòa không, nếu như chưa có thì cũng lấy mấy cái về đi. Tiền lương công chức chúng ta cũng đâu nhiều nhặn gì, mua mới thì không nổi, cũ mà còn dùng tốt thì được rồi, ha ha. Tốt lắm a, nhà em vừa mở quán ăn, đang thiếu trang bị, nếu như có thì phiền ông chủ Ngô bán cho mấy cái rồi. Diệp Phàm cũng cười ha ha. Vừa lúc quán cơm Xuân Hương đang trang bị lại, nếu có thể lắp điều hòa thì sang trọng hơn rất nhiều, hiện giờ ở thị trấn Lâm Tuyền cũng mới chỉ có quán rượu Tử Vân là có 2 phòng điều hòa. Được, người anh em họ Diệp, ngày mai tới công ty của tôi chọn mấy cái đi. Ngô Kiến Hoa nói rất dứt khoát, thực ra thì cũng hơi đau lòng, chẳng qua nếu lấy được lòng người anh em này của cục trưởng Vu thì cũng đáng giá. Ai, đây chính là chỗ tốt của quyền lực, rõ ràng chiếm tiện nghi rồi còn giống như đang lỗ. Lỗ như vậy thì lời là làm sao, đời này đúng không có gì là rõ ràng cả. Diệp Phàm thở dài trong lòng, càng kiên định hơn với khát vọng quyền lực, tuy nhiên không phải là vì tham những thứ này, nếu tham thì hắn đã nhận mấy trăm vạn cổ phần của Chủ tịch Nam Cung rồi, điều này tự hắn có quy tắc riêng. Đó chính là không làm điều bất chính, không tham, linh hoạt vận dụng, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền.
Trong lúc Diệp Phàm đang uống rượu ở Mặc Hương Tửu Lâu thì ở Bách Vị Các tại thị trấn Lâm Tuyền Bách Vị Các cũng có mấy người đang chạm cốc, theo thứ tự là giám đốc Hoàng Hải của nhà máy giấy Ngư Dương, phó giám đốc Tần Minh Giai, chủ nhiệm phân xưởng Cổ Lập Hoa, tài vụ Trương Xuân Diễm. Giám đốc Hoàng, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói trên đã chuyển nhà máy giấy Ngư Dương chúng ta từ trực thuộc huyện sang thị trấn Lâm Tuyền quản lý rồi, không lâu nữa sẽ thành lập tổ công tác cải cách nhà máy giấy Ngư Dương tiếp quản nhà máy chúng ta, đó là điều phiền toái thứ nhất. Trước kia chúng ta làm những chuyện kia. Chủ nhiệm phân xưởng Cổ Lập Hoa là một người mập mạp vừa lên tiếng, người này đã làm chủ nhiệm phân xưởng nhà máy giấy Ngư Dương gần 8 năm, nhìn cái bụng tròn xoe của y là biết đã nuốt vào bao nhiêu tiền. Vội cái gì, xem anh kìa, bụng to rồi không nghĩ được chuyện gì à, đâu còn có đó mà. Phó giám đốc Tần Minh Giai lườm y một cái. Lão Cổ, không phải là nghe nói, là đánh công văn huyện ủy số 95.103 xuống rồi, đang ở trong ngăn kéo tôi, tuy nhiên công văn huyện ủy thì sao chứ? Thế giới này không phải nói thay đổi là thay đổi ngay, không cần sợ. Tổ trưởng tổ công tác Diệp Phàm chỉ là một cán bộ thị trấn cấp phó phòng, là một con chim non 18 tuổi chưa đủ lông cánh. Hoàng Hải này là cấp bậc gì? Là trưởng phòng bậc 8, cùng cấp với cả bí thư, chủ tịch thị trấn, như hắn thì có thể làm nên sóng gió gì? Trên huyện chắc còn có mục đích khác, nếu không sao đem một chuyện lớn như vậy cho một thằng danh, không sợ làm hư chuyện sao? Biên chế chính thức của nhà máy giấy là hơn 500, cộng với cả lao động thời vụ thì cũng gần 1.000 người. Hoàng Hải nhàn nhã rít thuốc, bình thản. Ừ, anh Hoàng nói có lý, mấy năm trước lúc nhà máy chúng ta làm ăn có lãi, chẳng phải mấy phó chủ tịch đều kéo tới xin tài trợ, lão Cổ anh cũng rất oai phong đấy sao, mấy người kia đều cúi đầu trước đồng chí Cổ, tôi ở bên mà cũng chết cười. Không cần phải nói các anh, dù chỉ là một tài vụ như tôi thôi, khi bọn họ muốn tới lấy tiền cũng phải mang vài thứ tốt tới, nên giờ vừa chọn ra một phó chủ tịch thị trấn thì có gì mà khẩn trương, có anh Hoàng đây chẳng phải dọa chết hắn sao. Hiện giờ trên huyện vẫn chưa hạ cấp anh Hoàng, chẳng phải là nói rõ cái ghế của anh Hoàng vẫn vững như Thái Sơn. Quan trên một cấp cũng đủ để đè chết người, khanh khách. Trương Xuân Diễm nói một tràng làm bộ ngực theo đó phập phồng mãnh liệt. Cổ Lập Hoa và Tần Minh Giai bên cạnh nuốt nước miếng ửng ực, tức giận mắng thầm, yêu tinh. Mẹ kiếp, yêu tinh này mà lúc nào cho ông mày gặm một cái thì tốt. Tiếc là đồ riêng của Hoàng Hải, nếu không. Xuân Diễm. Họ Diệp này mặc dù còn trẻ nhưng có thể đảm đương trách nhiệm tổ trưởng nặng nề như vậy chắc là cũng có tài năng, không thể xem thường như vậy. Mấy khoản kia em đã làm xong chưa, thừa lúc tổ công tác chưa tới thì hủy đi, cần làm thế nào thì làm. Hoàng Hải cũng không vì mấy lời của Trương Xuân Diễm mà mở mắt, mấy lời vừa rồi của y chỉ là vì bị chọc tức mà thôi. Biết rồi anh Hoàng, em đã làm xong lâu rồi, khanh khách, tuy nhiên đồ thất phu Vương Diễm Phong gần đây dường như còn rất phối hợp. Trương Xuân Diễm liếc tình Hoàng Hải một cái, bộ ngực lại phập phồng khiến lão Tần và lão Cổ bên cạnh lại lắc mắt. Vương Diễm Phong, người này hơi quái lạ, tính tình rất ương ngạnh. Vốn định lấy cái chức kế toán của y nào ngờ phó chủ nhiệm kinh doanh của huyện ủy Lưu Quốc Lượng lại là chú họ y, ai? Coi như vậy đi, không ngáng chân là được, dù sao cũng phải nhìn mặt mũ phó chủ nhiệm Lưu. Hoàng Hải ném cái bật lửa lên trên bàn, rất bực tức với Vương Diễm Phong kia. Kế toán Vương Diễm Phong của nhà máy giấy Ngư Dương là cháu họ của phó chủ nhiệm kinh doanh Lưu Quốc Lượng trên huyện, Hoàng Hải đã muốn gạt y đi từ lâu nhưng không thành, Lưu Quốc Lượng tuy nói chỉ là một thường vụ phó chủ nhiệm, nhưng trên thực tế chính là chủ nhiệm. Bởi vì chủ nhiệm kinh doanh chính là phó chủ tịch huyện Lưu Kiện Phi lo công việc trên huyện còn chưa xong, thời gian đâu mà lo việc của phòng kinh doanh nên thực tế Lưu Quốc Lượng nắm mọi chuyện. Y đã muốn động vào nhà máy giấy Ngư Dương nhưng sau lưng Hoàng Hải lại là trưởng ban tổ chức Phí Mặc. Lưu Quốc Lượng chỉ là con hổ nhỏ, ngu xuẩn gì mà đi đấu với một con sư tử như Phí Mặc. Lão Tần, gần đây mấy khoản bên ngoài thu hồi bao nhiêu rồi? Hoàng Hải quay sang hỏi. Không nhiều lắm, mẹ kiếp, hiện tại sổ nợ tất cả đều là con mẹ nó đại gia, chạy chặt đứt chân mới đem trở về 30 vạn, những người còn lại nói là từ từ sẽ đến. Có một số thì dứt khoát trốn, rõ ràng ở trong phòng làm việc nhưng thư ký cứ báo không có nhà, tôi cũng không thể mở cửa xông vào, ai. Không có biện pháp, lấy về được một chút cũng là tốt rồi. Tần Minh bực tức, nếu không phải có mặt Hoàng Hải ở đây thì chắc đã vỗ bàn rồi. Lấy nhanh đi, lấy được là của chúng ta, nếu không thì tiện nghi cho mấy con rùa đó rồi. Mấy trăm vạn,
Hoàng Hải bỏ lửng. Anh Hoàng, tổ công tác lúc nào sẽ thành lập? Trương Xuân Diễm cũng hơi lo lắng, không lạc quan như biểu hiện bên ngoài, thực ra trong thâm tâm ả vẫn sợ tổ công tác kiểm toán sổ sách. Chắc là phải sang năm, giờ đã đến Tết rồi. Sau khi sáp nhập thì lãnh đạo thị trấn cũng bận mờ mắt, thời gian đâu mà để ý đến chúng ta. Vì thế vẫn còn thời gian, có sơ hở gì thì bịt lại đi. Hoàng Hải lấy bộ điệu một trí giả đứng trên cao bình phán mọi việc của thị trấn Lâm Tuyền. Chương 139, Cục trưởng Cục Cảnh sát vào gầm giường. Nếu nhà máy giấy thật sự cải cách thì chắc mình sẽ bị điều đi, điều này thì Hoàng Hải Bình không muốn. Nhà máy giấy Ngư Dương tuy nói là nghèo, thậm chí bây giờ còn lỗ nhưng kỳ thật cũng không bao nhiêu, chỉ là tuồn ra cho tư nhân thôi. Nếu như phải lên huyện làm một cái cục trưởng chết bầm nào đó còn không bằng làm một phương trưởng ở cái miếu nhà máy giấy này, đạo lý này người ngoài nhìn vào chắc chắn không hiểu. Diệp Phàm dĩ nhiên không biết chuyện trong Bách Vị Các, sau khi ăn cơm xong thì theo Vu Kiến Thần tới phòng VIP hát hò một hồi, sau đó lên thẳng phòng trên tầng 16 nghỉ ngơi. Diệp Phàm về đến phòng mình thì ngồi xếp bằng vận công giải rượu rồi bắt đầu thử nghiệm thiên âm lôi cương chỉ thuật mà Trần Khiếu Thiên vừa truyền khẩu, cảm giác bí thuật này rất kỳ diệu. Nam Cung Cẩm Thần chính là bị Trần Khiếu Thiên dùng thuật này điểm huyệt bách hội, Thiên Tuyền mới lâm vào hôn mê, sống đời thực vật. Tuy nhiên gã cũng chỉ là bị phong bế kinh mạch, chỉ cần có người dùng thuật này giải khai thì lại có thể khai thông đường máu. Tuy nhiên thi thuận thì dễ nhưng giải thuật thì khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là huyệt bách hội ở trên não, chỉ cần sai lệch một chút là có thể khiến Nam Cung Cẩm Thần chân chính biến thành một người thực vật. Diệp Phàm thử nghiệm bí thuật này ngay trên người mình, phát hiện thấy rất khó để khống chế sức lực vì nội kình còn chưa đạt tới mức phun ra như ở cảnh giới tiên thiên. Nội kình của hắn hiện giờ căn bản là hoàn toàn không có hình dạng, chỉ có thể cảm nhận được mà không nhìn thấy được. Thi triển thiên âm lôi cương chỉ bằng cảm giác là rất khó khăn, chỉ trông cậy vào khả năng khống chế sức lực bên trong của mình. Luyện được một lúc thì Diệp Phàm cảm thấy hơi đói bụng, nhìn xuống đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm liền mở cửa bước xuống tầng dưới cùng ra ngoài xem có chợ đêm ẩm thực gì không. Đang đi thì đột nhiên thấy cách đó chừng 10 mét có một người đang lén lút gọi điện thoại, thì thầm. Nhanh lên một chút, ở tầng 16 phòng 8. Tầng 16 tầng phòng 8 chẳng phải là phòng của anh Vu sao, chẳng lẽ có người dám mưu sát phó cục trưởng công an, chắc là không thể nào, vậy thì có ý gì? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh rồi cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám, đang định quay lại thang máy để nói cho anh Vu thì thấy ngoài cửa đột nhiên xông tới mười mấy cảnh sát vũ trang đầy đủ. Tên vừa rồi gọi điện thoại là một thanh niên mặc thường phục hô lớn. Mau lên tầng, chạy thẳng tới tầng 16 phòng 8. Lúc này có một người chịu trách nhiệm quản lý quán rượu vọt ra ngăn cản. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi kinh doanh hợp pháp, các anh đây là. Y chưa dứt lời đã bị một cảnh sát có khuôn mặt dài như ngựa thô bạo đẩy ra. Đặc biệt kiểm tra phòng, gần đây có một trọng phạm nghi chạy trốn tới thành phố Mặc Hương chúng ta. Lúc này có một người cảnh sát phía sau đem lệnh khám xét, những cảnh sát khác nhanh chóng chạy vào thang máy. Không xong rồi. Lúc này Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi Vu Kiến Thần lấy phòng còn ôm theo cô gái xinh đẹp ngồi uống rượu bên cạnh y, nghe ông chủ Ngô Kiến Hoa giới thiệu là tài vụ của công ty, chắc là vì muốn lôi kéo quan hệ với Vu Kiến Thần mà cả cháu họ Sa cũng dâng lên cho y. Những cảnh sát này chắc là muốn chạy lên phòng anh Vu để bắt gian. Giờ chính là lúc quan trọng để tranh đoạt cái ghế cục trưởng cục công an thành phố, chắc là do đối thủ của y bố trí. Đi thang máy thì không được, Diệp Phàm không còn cách nào khác là dùng nội kình chạy như bay theo cầu thang bộ lên tầng 16, trong đầu chỉ nghĩ là phải vượt được thang máy. Cuối cùng hắn cũng đã kịp tới trước, vừa thở hồng hộc vừa gõ cửa thật mạnh. Mở cửa nhanh lên, có cảnh sát kiểm tra phòng. Diệp Phàm ghé sát miệng hô lớn. Thằng danh này, đã khuya thế này. Cái gì? Vu Kiến Thần lúc đầu còn uể oải đáp, sau nghĩ đến ba chữ kiểm tra phòng, thì sợ toát mồ hôi vội vàng chạy ra mở cửa. Tuy nhiên đã không kịp chạy ra ngoài, đầu thang máy kia đã mở, mấy cảnh sát nhanh chóng vọt ra. Lúc này mà chạy ra ngoài sẽ bị nhìn thấy, hơn nữa bộ dạng của Vu Kiến Thần hết sức nhếch nhác. Vừa rồi y còn hăng say cầy bừa trên người của cô gái tên gọi là Ngô Mẫn, lúc nghe Diệp Phàm gọi mới vội vã chồm dậy mặc quần đùi. Luống cuống nên còn thò ra cả nửa khúc, Diệp Phàm lập tức kéo y vào phòng khóa trái cửa. Mẹ kiếp, cái thằng chó Chu Chính Dương này. Vu Kiến Thần mắng ầm nghĩ cách, nhưng thời gian đã không kịp nữa rồi. Anh Vu, anh chui vào giường đi,
mặc cho số phận, em ở ngoài chống đỡ. Diệp Phàm vận kình nâng cái nệm giường rất nặng lên, ẩy Vu Kiến Thần vào đó. Mình còn độc thân, dù có kiểm tra cũng có thể nói là yêu đương, vấn đề không lớn, nhưng Vu Kiến Thần thì còn có vợ, chuyện này nếu lộ ra thì ngay cả cái chức phó cục trưởng cũng còn khó giữ. Vu Kiến Thần không nói gì, nhìn thật sâu Diệp Phàm rồi nhanh chóng chui vào. Diệp Phàm bảo Ngô Mẫn đem hết các đồ vật của Vu Kiến Thần ném hết vào trong đó, xong xuôi thì đã nghe tiếng đập cửa bên ngoài thình thịch. Diệp Phàm cố ý cởi quần áo ngoài, đầu tóc cũng vuốt bù xù ra bộ đang làm chuyện kia thì bị cắt ngang, cứ thế quần đùi nghênh ngang ra mở cửa. Làm gì, hơn nửa đêm rồi mà còn ầm ĩ chết người. Diệp Phàm nói xong ngáp một cái như còn đang ngáy ngủ, tên thanh niên vừa gọi điện thoại thấy vậy thì ngây ra. Kiểm tra phòng. Tên cảnh sát có khuôn mặt dài như ngựa đẩy Diệp Phàm ra rồi vọt vào, phát hiện Ngô Mẫn đang nằm trong chăn thì hỏi. Xảy ra chuyện gì, hai người là vợ chồng sao? Không phải, chúng tôi đang nói chuyện chuẩn bị đính hôn. Diệp Phàm bình tĩnh. Mang đi cả. Tên cảnh sát mặt dài vung tay lên. Chờ tôi mặc quần áo vào, Ngô Mẫn, không phải sợ, chúng ta yêu thương không có phạm pháp. Mau mặc vào. Diệp Phàm vội vã kêu lên. Sau khi hai người mặc xong quần áo thì bị mấy cảnh sát dẫn ra cửa, không lâu sau thì đến cục cảnh sát thành phố. Tên cảnh sát có khuôn mặt dài như ngựa xem xét hết cả phòng, rồi lại mở tủ quần áo, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ ra đại cục trưởng Vu Kiến Thần lại nằm nấp dưới giường. Bởi vì gã không thể tin Vu Kiến Thần chịu cùng Diệp Phàm chơi trò nhị long nhất phượng. Mẹ kiếp, nói, mày ở đâu, tên là gì, tại sao ở đây? Tên thanh niên lúc nãy gọi điện thoại lúc này đã đổi trang phục cảnh sát chạy vào, vừa hỏi vừa đá cho Diệp Phàm một cái. Thái độ hung hăng của gã chắc là vì vừa rồi vồ hụt nên đem móng vuốt chụp lên người Diệp Phàm. Người này tên là Chu Căn Vượng, là một cảnh sát bình thường vẫn muốn vào đội hình sự. Tối nay gã rất oan uổng, lúc chập choạng tình cờ nhìn thấy Vu Kiến Thần ở Mặc Hương Đại Tử lâu nên âm thầm theo dõi rồi báo lên cho Chu Chính Dương. Chu Chính Dương lập tức bảo gã theo sát. Sau đó phát hiện thấy Vu Kiến Thần vào phòng cùng với một cô gái thì lập tức bảo đội phó đội cảnh sát hình sự Tôn Binh là đệ tử ruột của Chu Chính Dương dẫn theo mười mấy thân tín chạy tới. Những cảnh sát này dĩ nhiên là không biết Tôn Binh dẫn bọn họ đi bắt phó cục trưởng Vu Kiến Thần, nếu không cho bọn họ ăn gan trời cũng không dám. Ai ngờ cuối cùng cá lại biến thành người sống, Vu Kiến Thần lại biến thành Diệp Phàm. Ta là nhân viên của thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, các anh sao có thể tùy tiện đánh người? Tôi tới thành phố Mặc Hương thăm bạn gái. Diệp Phàm cố ý che cái bụng, gặp người nhăn nhó. Gặp cái con mẹ mày ấy, để tao đá chết mày. Tên cảnh sát có khuôn mặt dài như ngựa tên là Tôn Minh sau khi đi vào lại càng nổi điên đá liên tiếp Diệp Phàm mấy cái. Cũng may Diệp Phàm có thuật dưỡng sinh hộ thể, nếu không chắc lần này nằm bệnh viện rồi. Chương 140, thuật pháp và cảnh giới. Tôn Minh đang muốn tiếp tục đá người chút giận. Lúc này một cảnh sát oai vệ đầu ngẩng cao đẩy cửa bước vào, y liếc nhìn Diệp Phàm, cau mày hỏi. Tôn Binh, xảy ra chuyện gì vậy? Một khách làng chơi, mẹ kiếp, còn dám mắng chửi người, không dạy dỗ một chút thì đám cảnh sát chúng ta không còn mặt mũi nào nữa. Tôn Binh ấn cho Diệp Phàm tội danh khách làng chơi. Lúc này Diệp Phàm thấy tên cảnh sát vừa mới tới giống như là lén lút chớp mắt vài cái về phía hắn. Đoán chừng người này là thân tín của cục trưởng Vu, lập tức ngầm hiểu hét lớn. Tôi muốn kiện các anh, tôi và bạn gái đang nói chuyện yêu thương. Mặc dù nói đi thuê phòng có chút không đúng, là hơi sớm một chút, nhưng chúng tôi là nói chuyện tâm tình, người hiện đại nói chuyện yêu thương có chút hành động bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Cảnh sát các anh cũng không thể đá người như vậy, ai ra, đau chết tôi rồi. Diệp Phàm ngồi chồm hổm dưới đất, hừ hừ tức giận không thôi. Ồ. Nói thử xem một chút. Cảnh sát oai vệ giống như có hứng thú, sau khi nghe Diệp Phàm lại nhải một hồi lại nhìn giấy chứng minh nhân dân, lông mày nhíu lại càng sâu, trong lỗ mũi hừ một tiếng nói. Bắt loại người này làm cái gì, các anh thật sự ăn cơm không có cơm gì để làm có phải không? Hiện tại thanh niên người ta đều như vậy, nếu cứ tiếp tục đi quản lý như vậy thì đội cảnh sát hình sự chúng ta cục diện còn trở thành hỗn loạn như thế nào nữa? Hôm trước thị trấn Đông Câu xảy ra vụ án cướp bóc còn chưa phá án, quần chúng đang gây tiếng vang rất lớn. Nếu vậy mọi người có tinh thần đi điều tra xem. Chàng trai trẻ, sau này có nói chuyện tình yêu cũng phải chú ý phương pháp, còn chưa có giấy đăng ký kết hôn thì đừng có làm loạn cùng nhau. Mau đi đi,
ở đây chúng ta không có thừa cơm cho cậu ăn. Cảnh sát oai vệ giống như đuổi muỗi vội vàng đuổi Diệp Phàm đi. Quách, đội trưởng Quách, cứ như vậy mà thả hắn sao? Như vậy không phải là quá dễ dàng cho thằng nhãi này, dù thế nào cũng phải. Viên cảnh sát gọi điện thoại có vẻ hơi bất mãn. Vậy cậu nói phải xử lý chuyện này như thế nào, hừ. Nếu làm những chuyện nhỏ như bắt chó bắt chuột này, đội cảnh sát hình sự chúng ta không phải làm mệt muốn chết sao? Chu Căn Vượng, tôi phải nói với cậu mấy câu. Sao cậu không đi tuần tra đường phố cho tốt chạy đến đội cảnh sát hình sự làm cái gì? Tự ý bỏ chỗ làm, xảy ra chuyện gì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Đội trưởng Quách Dương lớn tiếng dạy dỗ nói, thấy ghi chép vụ án trên bàn, liền tiện tay xé thành mảnh nhỏ vứt vào trong thùng rác. Trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói. Tự nhiên lại lãng phí mất mấy tờ giấy, kinh phí của đội cảnh sát hình sự chúng ta cũng không dư giả. Sau này hãy biết tiết kiệm một chút, biết không hả phó đội trưởng Tôn? Quách Dương đem chữ phó đặc biệt nhấn mạnh một chút, một lời hai nghĩa. Kỳ thực là mơ hồ châm biếm hắn sau này phải chú ý một chút, đừng không có chuyện gì mà chạy đi chạy lại, phải chú ý thân phận của mình, cậu chẳng qua chỉ là một phó đội trưởng mà thôi, người quản lý ở đây chính là Quách Dương tôi. Vẻ mặt của Tôn Binh tối sầm đi, quay đầu nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Ra khỏi đội cảnh sát hình sự, Diệp Phàm trực tiếp quay về quán rượu ngủ, sang ngày hôm sau bị một trận chuông cửa dồn dập đánh thức. Mới vừa mở cửa đã nhìn thấy Vu Kiến Thần đang đứng ngoài cửa, một quyền đập nhẹ lên bả vai Diệp Phàm, nhìn một lúc lâu, hắn mới nói một câu. Người anh em, tối qua đã để cậu phải chịu khổ rồi. Đợi trận gió yêu ma này qua đi, anh Vu sẽ giúp cậu chút giận. Mẹ nó, dám đánh anh em của tôi, qua một thời gian ngắn nữa, kẻ nào đánh sẽ bắt bọn họ trả lại gấp đôi. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Diệp Phàm cảm giác rất ấm áp, mặc dù nói bị chút nỗi khổ về da thịt, nhưng lại giành được tín nhiệm và hữu nghị của Vu Kiến Thần. Đi, tôi và cậu cùng tới công ty Hải Thiên chọn điều hòa đi. Vu Kiến Thần vui tươi hớn hở nói. Thật ra không cần chọn, Ngô Kiến Hoa sớm đã đóng gói xong rồi. Diệp Phàm muốn 7 cái kiểu vách tường và 3 cái tủ kiểu đứng thẳng, chọn xong móc ra 5.000 đồng trong ví tiền khăng khăng muốn trả tiền. Chú Diệp, cậu thật khách khí rồi. Nói thật một cái 150 đồng, thêm một cái tôi cũng không cần. Máy này có thể bán được 150 đồng là đã có lãi nhiều rồi. Cả ngày cái đống này để ở đây nhìn mà chướng mắt, dọn sạch đi được thì tốt. Ngô Kiến Hoa vội vàng từ chối. Đếm đủ 1.500 đồng còn 35.000 đồng cũng khăng khăng không lấy. Cuối cùng Vu Kiến Thần cười nói. Nhận 3.000 đồng đi, viết hóa đơn, chú Diệp cũng không thiếu tiền. Đương nhiên, hóa đơn người ta làm càng tuyệt hơn rồi. Đem điều hòa mới tinh 80% viết thành cũ 20%, hơn nữa phía trên còn ghi chú rõ là điều hòa có nhiều chỗ hư hao, từ trên hóa đơn nhìn 10 cái máy cũ 3.000 đồng đã bán ra giá cao siêu cấp. Diệp Phàm không thể không than thở, đầu óc của người làm ăn đúng là đáng sợ, tặng đồ mà tặng như vậy đúng là không có dấu vết nào cả. Sau đó hắn đánh xe vòng qua thôn Hoa Nhân Diêu của huyện Hồng Mạch, lấy trong chiếc cối xay ra quyển, thiên âm lôi cương chỉ thuật, rồi chạy thẳng về thị trấn Lâm Tuyền. Bí thư Tần, xin chào, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm gọi điện thoại. À, ông Tần đang ở nhà vệ sinh, cậu đợi một lát. Vợ Tần Chí Minh là Lý Liên Chi nhận điện thoại. Dì Lý, chào dì, tôi mới từ thành phố Mạc Hương về. Vừa vặn thấy được một quán rượu lớn ở Mạc Hương đang bán điều hòa cũ, chỉ ít có 7-8 tầng mới, vừa vặn có một người bạn của tôi ở đấy, cho nên giảm giá 60%. Một cái chỉ có 300 đồng. Dì có cần không, nếu cần thì để tôi chuyển đến một cái. Diệp Phàm trong lòng vui mừng, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ, đây thực ra là một cơ hội tốt để báo đáp Tần Chí Minh. Tần Chí Minh đối với mình cũng xem như là có chiếu cố, cũng không có nhiều lòng dạ xấu. Diệp Phàm vẫn muốn tìm một cơ hội báo đáp chút gì đó nhưng chưa có, biếu thuốc lá, rượu cũng quá bình thường, đưa tiền nhất định là không nên. Điều hòa cũ thật sự là một cơ hội, tác dụng là không lộ liễu quá. Có, điều hòa cũ, có thể dùng được không, có hỏng hóc nhiều không, tiếng động có lớn không? Lý Liên Chi từ lâu đã muốn mua một cái nhưng đắt quá. Một cái máy mới cũng mất mấy ngàn đồng. Tiền lương một tháng của cô ta với Tần Chí Minh cộng lại cũng chỉ mới hơn được 700 đồng, món tiền này thật sự là không kiếm được. Lúc này nghe nói có máy cũ, trong lòng mừng rỡ vội vàng hỏi thăm. Dì à, nếu không dì đến xem
tôi tạm thời vẫn để ở tầng dưới quán cơm Xuân Hương. Diệp Phàm nói. Cuối cùng Lý Liên Chi chọn mang đi một cái kiểu vách tường, một cái kiểu tủ, Diệp Phàm cũng thu 600 đồng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng cho cô ta xem hóa đơn. Lý Liên Chi không ngốc, điều hòa cũng không khác gì mới, chỉ ít cũng phải mới 80%. Giống như hai cái máy chỉ ít cũng phải khoảng 6.000 đồng, cho dù là máy cũ. Vốn định mua một cái thoáng cái đã chọn hai cái, chọn ba cái thì xấu hổ quá. Sau khi chuyển về nhà, Tần Chí Minh sau khi ngây người sửng sốt liền hiểu ra, gọi Lý Liên Chi lấy thêm 2.000 đồng mang tới cho Diệp Phàm, hắn tưởng là Diệp Phàm cần tiền. Bí thư Tần, tôi còn mua 8 cái, đều là cái giá này. Chủ yếu là một người anh em giúp đỡ, giảm giá 60%. Không tin tôi đưa hóa đơn cho anh xem, tôi không làm ăn thua lỗ đâu, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành cười nói. Sau khi nhìn thấy hóa đơn chính quy, Tần Chí Minh suy nghĩ cũng đành cho qua. Thầm nghĩ, tiểu Diệp à, cậu thật đúng là hiểu chuyện. Tần Chí Minh cuộc sống đơn giản, không tham tiền, nhiều nhất là nhận chút rượu, thuốc. Ở chốn quan trường đã được xem là thanh quan rất tốt rồi. Nhưng không có nghĩa đầu óc của hắn cũ kỹ, có một số chuyện hắn vẫn biết thay đổi, nước quá trong ắt không có cá, người qua xét nét ắt không có ai chơi, mọi người ai cũng đều ích kỷ, đây là bản tính của con người, bằng không vị trí bí thư đảng ủy thị trấn sớm đã không ngồi yên rồi. Lý Liên Chi tâm tình cực tốt, thoáng cái có được tiện nghi hợp lý như vậy không vui mới là lạ nên khăng khăng kéo Diệp Phàm đến ăn cơm, trên bàn ăn cứ khen mãi. Còn nhắc tới cô Xuân Thủy, ý tứ Diệp Phàm nghe một chút cũng hiểu rõ. Nhưng hắn cứ giả vờ ngốc nghếch, vì đối với Xuân Thủy, hắn cũng không có cảm giác gì, cũng không phải nói Xuân Thủy không đẹp, chủ yếu là không hợp khẩu vị, thứ giống như tình yêu còn phải vừa lòng nữa. Trở về phòng hắn lại xếp chân trên giường, lấy ra quyển Thiên Âm Lôi Cương chỉ thuật, cẩn thận lật đọc, phát hiện cách thi triển thuật và giải thuật cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, có thể nói là tương đối phức tạp. Đầu tiên phải đem nội kình tập trung vào đầu ngón tay, điểm này thì tương đối khó làm. Vì nội kình là thứ vô hình, không nhìn thấy không sờ được, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng trong cảm giác và ý niệm đi khống chế, phải nắm bắt được loại đồ mơ hồ này trong tay. Trên thực tế võ lâm cao thủ và những người biểu diễn trong TV là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cao thủ tiên thiên biểu diễn trong TV có năng lực nhìn thấu vật, con mắt có thể giống như máy X-quang tiến hành quét hình. Khí lưu trong cơ thể có thể nhìn thấy được, đương nhiên, những cái này đều là năng lực nhảm nhí trải qua gia công khuyết đại lên N lần. Diệp Phàm là một cao thủ cấp khai nguyên thất đoạn, trong giới quốc thuật hoa hạ xem như đã chen chân vào trong top 100 người đứng đầu rồi. Đừng nói là nhìn thấu, nhìn thấy khí lưu nội kình chuyển động, chính là muốn cảm giác được một số cần phải có bão nguyên quy nhất, tinh thần tập trung cao độ mới được. Ví dụ như các phương diện dị động đường kinh lạc nào đó có chút lạnh, chút nóng. Có run sợ, đều phải dựa vào phán đoán để khống chế nội lực. Biểu diễn trong TV đều là chuyện giả dối lừa đảo. Cảm giác cường liệt, trực quan nhất của Diệp Phàm chính là bản thân có thể một cước đá vỡ đá, khi thi triển thuật khinh công, lực tung người nhảy cao cũng có bản lĩnh của vận động viên nhảy cao thế giới, leo tường trèo vách thân thể đều linh hoạt nhẹ nhàng. Còn về phần đỡ đạn, trốn đạn hắn cho rằng trước mắt mình làm chưa được, nhưng có thể dựa vào cảm giác bén nhạy tránh né trước khi đối thủ nổ súng vẫn là làm được. Suy nghĩ một chút rồi hắn thử theo Thiên Dương Lôi Cương chỉ thuật, tập trung toàn bộ nội kình ép lên đầu ngón tay, một ngón tay chỉ đến cái tủ đầu giường thô dày. Chương 141, chuyện tình ở Lam Nguyệt Lượng. Xoẹt, một tiếng khẽ, Diệp Phàm cảm giác đầu ngón tay của mình chạm vào mặt gỗ như chạm vào nước, hắn lùi lại thì đứng ngây cả ra. Mặt tủ đầu giường dày đến 3 phân đã bị đầu ngón tay xuyên vào như kỳ tích, Diệp Phàm mừng rỡ lại lần nữa dụng lực nhấn ngón tay xuống. Phập, lần này ngón tay thật sự đã xuyên thấu tấm gỗ. Lợi hại, hai ngón tay điểm liên tiếp thì có thể xuyên thấu tấm ván dày 3 phân, nếu đâm vào cổ người chắc chỉ cần một ngón, dĩ nhiên không thể so sánh với nhất dương chỉ của Nam Đế. Chỉ là nếu đột phá đến cảnh giới tiên thiên thì không biết có đạt tới một tầng uy lực của nhất dương chỉ hay không. Chỉ cần một ngón tay cũng có thể xuyên thấu tấm ván dày 3 phân. Diệp Phàm vừa lẩm bẩm vừa hào hứng tiếp tục thí nghiệm, tuy nhiên hắn thấy nội kình tổn hao rất lớn, lần đầu tiên chỉ cần hai ngón tay là có thể xuyên được, lần thứ hai phải dùng 3 ngón tay, lần thứ ba phải dùng đến cả 5 ngón tay điểm liên tiếp mới được. Điều này nói lên loại chỉ thuật này hết sức hao tổn nội kình, không nên dễ dàng sử dụng.
nếu như sử gia tuy chúng vào kẻ địch nhưng không phải là một kích chí mạng mà để đánh ngược lại. Lúc đó bản thân mình lúc đó lại kiệt sức thì chẳng phải trở thành dê béo cho người ta làm thịt rồi. Vì thế chỉ có thể lấy làm vũ khí bí mật, dùng lúc xuất kỳ vô ý. Tuy nhiên Diệp Phàm suy đoán số lần sử dụng chỉ thuật này có liên quan đến sự tinh thuần của nội kình và thủ pháp sử dụng. Nội kình càng tinh thuần thì càng có thể phát ra nhiều lần, thủ pháp thuần thục cũng giảm đi rất lớn những phiền phức. Đây là điều mà trong võ thuật thường nói, sự cao thấp của cảnh giới nội kình chiếm đến 7 phần trong thực lực một võ giả nhưng thuật kỹ cũng chiếm tới 3 phần, vì thế thường xuyên khổ luyện cũng rất quan trọng. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Phàm nhìn vào thì thấy là một số lạ. Người nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Anh Diệp, tôi, Tề Thiên. Tề Thiên cười khan trong điện thoại. À, là em Tề A, đại đội trưởng của chúng ta có gì dặn dò đây? Diệp Phàm thuận miệng đùa giỡn. Đại đội trưởng. Tề Thiên trầm ngâm một lát rồi cười nói. Tôi bây giờ không phải nữa rồi. Thăng chức rồi à, chúc mừng nhé. Diệp Phàm vui vẻ. Ha ha ha, cùng vui thôi, anh cũng thăng chức rồi đấy. Tề Thiên cười nói. Giờ tôi là thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Thật ra thì trong lời của Tề Thiên ẩn chứa sự đắc ý, mới gần 20 đã được thăng thiếu tá, lại là lính đặc nhiệm, trong quân đội Hoa Hạ cũng là hiếm thấy, có tới 8 phần quân nhân trung niên đều là cấp tá trở xuống, điều này nói lên muốn thăng lên cấp tá khó khăn như thế nào. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi, biết Tề Thiên nhất định là có chuyện nếu không đã chẳng gọi đến vì rất bận rộn. Là như vậy, muốn mời anh giúp một việc. Tề Thiên thôi không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc trở lại. Hỗ trợ, tôi chỉ là một phó chủ tịch thị trấn nho nhỏ, có thể giúp gì cho một tiểu đoàn trưởng bận rộn, anh làm khó tôi đấy à? Diệp Phàm hơi nghi ngờ, cảm giác sắp có một chuyện lớn gì. Là như vậy, thủ trưởng chúng tôi muốn gặp anh. Tề Thiên ấp a ấp úng một hồi rồi cuối cùng cũng nói ra. Tại sao, tôi đâu phải là quân nhân? Diệp Phàm hỏi ngược lại, trong lòng giật thót, đoán chắc là phiền toái mà tiểu lý đao đem lại. Cây cao chịu gió lớn. Ngày đó phi đao của mình vừa xuất ra thì làm Tề Thiên và mấy tên lính của Liệp Báo nhất thời choáng váng. Chẳng lẽ là thủ trưởng bộ đội đặc nhiệm định mời mình nhập ngũ? Tuy nhiên nếu có thể vào Liệp Báo cũng rất có phong cách, phong thẳng lên thiếu tá thì cũng không tệ, trong lòng Diệp Phàm cũng hơi khấp khởi. Ngày mai anh tới Thủy Châu, chúng ta gặp mặt bàn lại như thế nào nhé? Tề Thiên ra vẻ thần bí, còn đế thêm một câu rất hấp dẫn. Có việc cực tốt rơi vào đầu anh đấy. Chuyện cực tốt, chẳng lẽ là muốn mời mình nhập ngũ, huấn luyện cả ngày mệt chết, làm cán bộ tung hoàng quan trường tốt hơn. Cuộc sống căng thẳng đó vốn không phải là lý tưởng của mình. Diệp Phàm nhanh chóng suy nghĩ rồi vờ vịt. Ai, gần đây bề bộn quá, không rảnh à. Thật ra thì ngày mai Diệp Phàm sẽ đi Thủy Châu để thử nghiệm hiệu quả của thiên âm lôi cương chỉ thuật trên người Nam Cung Cẩm Thần. Hiện giờ thời gian cách ngày quyên tiền chỉ còn lại chưa đầy 3 ngày. Nếu như trước đó không thể giải quyết chuyện của Nam Cung Cẩm Thần thì chuyện lôi kéo tập đoàn Nam Cung là không thể. Bởi vì nhà máy giấy Ngư Dương hoàn toàn không có một chút ưu thế nào cả, đầu tư vào đó rất khó khăn. Nếu như chữa bệnh xong cho Nam Cung Cẩm Thần, nhà Nam Cung vất cho Diệp Phàm mấy trăm vạn đã coi như là trả xong nhân tình, tuy nhiên hắn còn muốn hơn thế. Thị trấn các anh thì có được bao nhiêu chuyện lớn? Tề Thiên nghe xong thì nóng nảy. Chuyện tốt này không nhỏ đâu anh Diệp. Thằng danh này sắp nhịn không được lộ tẩy ra rồi. Nói nghe chút đi đã, nghe xong biết đâu tôi lại có hứng tới Thủy Châu, ha ha. Dĩ nhiên nếu không đủ thì đành thôi vậy. Diệp Phàm cười nhẹ, đơn giản là muốn biết trước để hào hứng một chút. Lần trước bộ đội chúng tôi đến thôn đập Thiên Thủy vây bắt hung phạm thì rất có hứng thú với phía sau núi Thần Lĩnh. Nơi đó núi cao rừng rậm, rất thích hợp với huấn luyện dã ngoại. Thủ trưởng tập đoàn quân số 2 của quân khu lĩnh Nam đưa ra kế hoạch lấy một mảnh đất diện tích 20 hectare để làm thao trường huấn luyện. Anh nghĩ xem, muốn làm thao trường huấn luyện thì phải sửa đường đã, có quân đội hùn vốn sửa đường thì thôn đập Thiên Thủy sẽ nhanh chóng xong thôi. Thủ trưởng nói, ít nhất có thể cấp ra 200 vạn để sửa đường. Hơn nữa có thể cho thôn đập Thiên Thủy một chút trợ cấp, rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng có thể xây dựng doanh trại ở thôn đập Thiên Thủy để đóng quân thường trú. Tề Thiên nói đến vã nước bọt, ở đầu máy bên này Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được. Ha ha, sao không nói sớm, có 200 vạn sao tôi có thể không tới Thủy Châu chứ? 5 vạn cũng tới.
Diệp Phàm vui vẻ hàn huyên một lát rồi cúp điện thoại, lại cảm thấy đau lòng vì tiền điện thoại, thằng danh này, đừng mong nó nói chuyện phiếm, chỉ chăm chăm nhìn vào tuyệt kỹ phi đao của mình thôi, lại còn bắt mình trả tiền điện thoại, keo quá đi. Tuy nhiên hắn nghĩ đến việc nếu quả thật được quân đội đầu tư 200 vạn thêm vào sửa đường thôn đập thiên thủy thì có thể nâng cấp con đường lên thêm một bậc nên hưng phấn lên giường hát ư ư. Không lâu sau điện thoại lại vang lên. Thằng danh này, có biết sót tiền điện thoại của mình không chứ? Diệp Phàm thầm cằn nhằn rồi bất đắc dĩ nhận điện thoại. Diệp, Chủ tịch Diệp, ngài khỏe chứ? Tôi là Trịnh Lực Văn ở xã Khanh Hương, mời anh đến chỗ phòng hát một chút, khó lắm mới đến Lâm Tuyền một lần. Cho nên, Trịnh Lực Văn cung kính nói, được rồi, Diệp Phàm cũng muốn trao đổi với Trịnh Khinh Vượng về chuyện sửa đường, hơn nữa mục đích chủ yếu là điều tra cái chết của cha Nhược Mộng. Không lâu hắn đã đến phòng hát Lam Nguyệt Lượng. Trịnh Lực Văn đang đứng ở cửa cẩn thận nhìn ngó, thấy Diệp Phàm vừa tới thì cao hứng tiến lên đón, sau đó dẫn thẳng hắn vào phòng VIP rất lớn, diện tích chắc phải 10 mét dài, 7 mét ngang. Phía trước còn có một sàn nhảy nho nhỏ. Bên trong có một chiếc bàn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói bà chủ Tiếu Thải Vân ở đây là em gái của một trong tam bá Lâm Tuyền, Tiếu Hổ Thạch nên cũng không có ai dám đến đây gây sự. Nếu xảy ra đánh nhau thì cũng sẽ được mời ra ngoài tự giải quyết, không cho làm ảnh hưởng đến khách. Dĩ nhiên trang thiết bị thời đó nói là xa hoa thì cũng sẽ không thể so sánh như bây giờ. Cô gái Tiếu Thải Vân này nghe nói rất có khả năng, sau khi tốt nghiệp trường đại học nửa năm thì về mở phòng hát ở thị trấn Lâm Tuyền. Năm nay cô mới 25 tuổi, yểu điệu xinh đẹp nhưng tính cách rất mạnh mẽ. Nghe nói có lần một cục trưởng cấp phòng đến hát ở Lam Nguyệt Lượng, vừa thấy bà chủ Tiếu Thải thì giật nảy mình, trong lúc ngà ngà được cô tới mời rượu thì thuận tay sờ mông một cái. Kết quả, đương nhiên là rất thảm, đặc biệt thê thảm. Chương 142, giao phong trong phòng hát. Lúc đó Tiếu Thải Vân lấy ngay một bia rội từ cổ áo cục trưởng rội xuống làm vị cục trưởng kia dĩ nhiên là đùng đùng nổi giận. Ông mày đường đường là một đại cục trưởng lại không bằng một bà chủ nho nhỏ của một phòng karaoke nho nhỏ của thị trấn. Y làm ầm ĩ lên, người nào khuyên cũng không được, khiến cho mấy lãnh đạo thị trấn đi theo rất mất mặt. Tiếp đó còn gọi giám đốc sở công an Triệu Thiết Hải tới giải quyết, tuy nhiên khi lão đại của Lâm Tuyền tam bá Tiếu Hổ Thạch đột nhiên xuất hiện thay em gái mình mời một ly thì vị cục trưởng kia nhũn như con chi chi, ngay một cái giám cũng không dám đánh. Chỉ trong một thời gian ngắn. Danh tiếng của Tiếu Thải Vân đã vang dội, có mùi vị vũ mị nương chiều đường, mọi người trong Lâm Tuyền gọi cô là Tiểu Mỹ Nương. Thật ra thì cô còn chưa kết hôn, nhưng nghe đồn là tình nhân vô số, điều này thì có chút tương đồng với Vũ Tắc Thiên, cũng coi như là không uổng danh xưng A. Tuy nhiên cũng chỉ là lời đồn chưa ai từng thấy, nhưng thói đời không có lửa thì làm sao có khói. Diệp Phàm sau khi nghe xong cũng chỉ cười trừ, chỉ cảm thấy hơi tò mò, tuy nhiên không may mắn. Không phải cứ muốn gặp là gặp, mỗi khi nghĩ đến vị cục trưởng háo sắc kia nhất thời biến thành con gà nhúng nước thì đều cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm, xứng đáng. Phụ nữ vốn là con cọp mà người anh em không biết sao. Tuy nhiên anh mày cũng vậy, bệnh chung của đàn ông mà. Trong phòng đã có một dãy người ngồi, nữ cũng có chừng 5, 6 người, tuy nhiên giống như đang đợi người nên không ai lớn tiếng ồn ào, nhạc đang chơi một khúc nhẹ nhàng. Trên bức ảnh treo tường là hình mấy cô gái mặc bikini nhảy múa trên bờ biển. Thấy Diệp Phàm đi vào, Trịnh Khinh Vượng mỉm cười. Phó Chủ tịch Diệp là người bận rộn à? Ngồi đi, Lan Hinh, rót rượu. Phương Lan Hinh và Phương Nghê Muội đều đã đứng lên chào hỏi, Diệp Phàm được Phương Lan Hinh dẫn đến ngồi bên cạnh em gái. Phương Nghê Muội tối nay mặc một bộ váy màu trắng có hoa màu xanh, kiểu dáng tân thời, đường may rất tinh xảo làm lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần. Bầu ngực cao vút, cặp đùi bên dưới lộ da trắng nõn cực kỳ hấp dẫn, lại vừa có một vẻ thanh thuần khả ái. Một hương thơm nhẹ nhẹ bay vào mũi của Diệp Phàm làm trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch. Hắn biết hương thơm này phát ra từ người Phương Nghê Muội, cảm giác không giống mùi nước hoa mà giống như mùi phấn hoa trong tự nhiên. Tối nay Phương Nghê Muội bỏ công sức rất lớn, xài mất 500 tiền lương tháng đến thành phố Mặc Hương để mua bộ váy này. Lúc ở nhà còn đặc biệt dùng hoa dại hái trên núi thả vào bồn tắm để ngâm mình nên mới toát ra hương thơm mê người như vậy. Phương Nghê Muội giờ đúng như câu nói má hồng trang điểm vì ai, tuy nhiên thì cô cũng có tính toán riêng cho mình. Không có biện pháp, tình thế bức người a. Bốn cặp chân chen chúc nhau ở cùng một chỗ, không phải là do Diệp Phàm háo sắc mà là Phương Lan Hinh cố ý. Thật ra thì ghế sofa rất lớn, ngồi mấy người không vấn đề gì.
chủ yếu là Phương Lan Hinh và Phương Nghê Muội một trái một phải ép đồng chí Diệp Phàm ở giữa. Đầu bên kia của Phương Lan Hinh còn rộng nhưng cái mông của cô ả nhất quyết cứ hẩy vào đồng chí Diệp Phàm để hắn tránh qua bên em gái. Diệp Phàm cũng không thể ẩy cái mông gợi cảm của Phương Lan Hinh trở về vì sợ Trịnh Khinh Vượng ở bên cạnh Phương Lan Hinh sẽ có cái nhìn không hay, không có cách nào khác là đem chân gác lên đùi của Phương Nghê Muội. Tuy nhiên ánh đèn trong phòng mờ mờ, bắp chân của Phương Nghê Muội được bộ váy rộng che lại nên người bình thường cũng không nhìn thấy. Mà có nhìn thấy thì cũng chật lưỡi bỏ qua, chỉ cần có chị em dựa vào thì đàn ông ai chẳng lợi dụng tí chút, không người ta lại bảo là kẻ ngu. Không khí vì thế rất mập mờ làm lòng người rung động. Nếu không phải bận tâm bên cạnh có người, ánh đèn còn chưa đủ tối thì Diệp Phàm chắc đã thò tay qua chấm mút. Thái độ làm người của hắn chính là nhân lúc còn trẻ hãy tận lực phong lưu. Danh nhân tài tuấn trong lịch sử có ai không phải là vậy, mình giờ còn chưa kết hôn, cứ tận lực khoái hoạt có gì mà không được. Phó Chủ tịch Diệp, tôi là chủ nhiệm phân xưởng cổ lập hoa của nhà máy giấy Ngư Dương, giám đốc Hoàng chúng tôi muốn gọi anh uống một chén. Lúc này có một người đàn ông trung niên ngồi nơi ghế salon chỗ trong góc ưỡn cái bụng bia đi ra mời rượu. Diệp Phàm cùng với y một chén, theo tay y chỉ thì thấy một người đàn ông sắc mặt trắng trẻo, mặc thường phục màu đỏ, đeo kính trông khá nho nhã ngồi yên lặng một góc, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp bốc lửa. Diệp Phàm biết đó là Hoàng Hải Bình, giám đốc nhà máy giấy Ngư Dương, cán bộ cấp trưởng phòng. Sau này mình điều tra để cải tạo lại nhà máy thì chắc y sẽ là lực cản lớn nhất. Tự thuật xem tướng mà nói thì y là người rất thâm trầm, cực kỳ kiêu ngạo chứ không đơn giản như bề ngoài. Bởi vì Diệp Phàm cảm nhận được một ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cảm giác đây là một đối thủ khá khó chịu. Hoàng Hải Bình muốn mời rượu Diệp Phàm, theo lý phải tự mình tiến đến, nhưng y đến cái mông cũng không dịch chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, chén rượu trước mặt cũng lười dơ lên, chắc trong lòng định thử xem thế nào. Biết người biết ta trăm trận không nguy, điểm này ở trong quan trường tuyệt không thể khinh thị. Không biết nền tảng thì mạo muội hạ thủ sẽ chuốc lấy thảm bại, quan trường chính là một chiến trường không có mùi khói súng. Giống như tối qua không phải Diệp Phàm may mắn nghe được Chu Tuần Cảnh gọi điện thoại thì Vu Kiến Thần đã thua trên bụng đàn bà rồi, ít nhất lần đề bạt này cũng ngâm nước nóng. Cho nên tranh đấu trong quan trường vốn u u minh minh, Diệp Phàm từ chuyện tối qua cũng học được không ít. Quan trường nguy hiểm ở chỗ bị người khác đâm cho một dao mà không biết ai là địch, biết đâu còn chính là kẻ vừa xưng huynh gọi đệ hò hét uống rượu. Trên quan trường dù là đồng nghiệp vẫn tranh đấu kịch liệt, vì một cái ghế mà huynh đệ cũng trở mặt thành kẻ thù. Diệp Phàm thấy Hoàng Hải Bình đều không đến, dĩ nhiên hắn cũng nhìn chằm chằm trở lại không lên tiếng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, so khí thế, so định lực. Báo hại tên mập cổ lập hoa đứng trước Diệp Phàm khóc dở mếu dở. Trịnh Khinh Vượng chắc cũng nhìn ra chút manh mối nên quay sang cười nói. Làm sao vậy, Phó Chủ tịch Diệp, Giám đốc Hoàng, ba người chúng ta cùng cạn một chén. Vừa nói vừa giơ chén rượu lên. Ha ha. Chủ nhiệm Trịnh đã đề nghị thì nào dám không tuân, uống một chén nhỉ, giám đốc Hoàng. Diệp Phàm lên tiếng trước coi như nể mặt Trịnh Khinh Vượng, người khác nhìn vào cũng không cảm thấy mình thua, ngược lại sẽ cảm thấy Hoàng Hải Bình hẹp hòi. Hoàng Hải Bình dĩ nhiên cũng phải nặn ra một nụ cười rồi miễn cưỡng giơ chén. Giám đốc Hoàng, tôi mời anh một chén. Sau này công tác còn cần anh ra sức ủng hộ để làm tốt cho nhà máy giấy Lâm Tuyền của chúng ta, ha ha. Diệp Phàm cười rất thoải mái. Hoàng Hải Bình khẽ giật giật má, y sao không hiểu những lời này của Diệp Phàm. Ý tứ của nó chính là nói nhà máy giấy Ngư Dương của ngươi giờ đã không còn thuộc huyện mà thuộc về Lâm Tuyền rồi. Đã thuộc về thị trấn Lâm Tuyền thì phải tiếp nhận sự lãnh đạo của đảng ủy Lâm Tuyền, đảng lãnh đạo tất cả. Hoàng Hải Bình nhà anh có trâu bò đến đâu, mặc dù là giám đốc cấp trưởng phòng đi chăng nữa thì chỉ cần còn ở Lâm Tuyền này cũng phải chịu sự lãnh đạo của đảng ủy Lâm Tuyền. Hơn nữa huyện cũng đã đánh công văn, hai vị lão đại cũng đã ra mặt ủng hộ. Biết điều thì ngoan ngoãn đi. Hoàng Hải Bình lúc này tức giận đến cực điểm, ngẩng mặt khẽ cười. Phó Chủ tịch Diệp, sau này anh là lãnh đạo của tôi rồi, lúc nào đến nhà máy chỉ đạo công tác a? Hơn 1.000 người trong nhà máy đang đợi anh đấy. Ha ha! Nói xong y mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cuối cùng là hòa nhau. Chương 143, kích động. Diệp Phàm sửng sốt rồi hiểu ngay, ý tứ của Hoàng Hải Bình là dùng 1.000 người này để cho mình xuống ngựa. Đây quả thật là vấn đề lớn, gần đây bận rộn lôi kéo đầu tư,
nghe nói có một số công nhân nhà máy giấy Ngư Dương mấy tháng chưa nhận được tiền lương đang chuẩn bị làm loạn. Hiện giờ nhà máy giấy do Lâm Tuyền quản lý, có người gây chuyện thì thị trấn phải đứng ra giải quyết, mà Diệp Phàm lại quản lý chuyện này nên phải gánh trách nhiệm này. Hai người cứ vậy vô hình giao phong mấy hiệp, có thắng có bại, đều mơ hồ cảm giác đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu gì. Một khúc nhạc trầm chậm lại vang lên, đèn trong phòng càng mờ ảo, chỉ còn lại một ngọn đèn hồng yếu ớt căn bản không soi rõ mặt người. Có hai nam nữ tiến ra chỗ khoảng trống để nhảy bắt đầu dìu nhau vào điệu. Chủ tịch Diệp, tiểu muội, mời anh, một chén. Khuôn mặt trứng ngỗng của Phương Nghê muội đỏ ửng càng làm tôn thêm vẻ khả ái, rất giống một quả đào chín tới chờ người đến hái, người này đương nhiên chính là Diệp Phàm rồi. Tuy nhiên Phương Nghê muội còn rất ngượng ngùng, có chút né tránh. Diệp Phàm giơ chén uống một hơi cạn sạch, Nghê muội cũng chỉ nhấp một ngụm, xem ra tửu lượng cũng kém. Để nuôi cá a. Diệp Phàm trêu chọc. Nghê muội không uống được rượu, còn mong chủ tịch Diệp tha thứ. Phương Nghê muội sợ hãi, hai má càng đỏ hơn, khổ sở nâng cái chén, cuối cùng còn ngớ ngẩn buông một câu. Chủ tịch Diệp, hi hi, nghe nói anh có biệt danh gì mà anh chứ? Không uống cũng được, đã gọi anh là anh chứ thì có tiếng cũng phải có miếng chứ. Cánh tay của Diệp Phàm thọc luôn vào váy của Phương Nghê muội, vừa chạm vào đùi non thì cảm giác rõ ràng Phương Nghê muội theo phản xạ khép chặt hai chân lại làm tay hắn bị kẹp cứng vào giữa. Không được á. Điều này hình như là ra ám hiệu cho Diệp Phàm xung phong, sắc tâm của Diệp Phàm lúc này quả thật khó có thể khống chế. Đan điền bốc lên nóng rực rồi tỏa khắp người, xem ra quả thái tuế hồng lại bắt đầu không an phận rồi. Anh Trư nhẹ nhàng dùng lực, cây gậy thuận thế áp vào đùi Phương Nghê muội mơ hồ đụng phải chỗ tam giác mê người làm Phương Nghê muội sợ đến tái mặt, vội vàng giơ chén ngăn lại. Chủ tịch Diệp, em mời anh thêm lần nữa. Tốt. Diệp Phàm vừa trả lời giơ chén lên nhưng tay kia vẫn không ngừng nghỉ. Lúc chạm vào giải đất tam giác kia thì dừng lại, sau một lúc thì Phương Nghê muội đã không chịu được, thân thể mềm nhũn dựa vào vai, tuy nhiên vẫn cố giơ chén để che chở cho hành động của anh Trư phía dưới. Cánh tay của Diệp Phàm cứ thế thẳng tiến, nhẹ nhàng xoa lên giải đất thần bí, được một lúc thì Phương Nghê muội thở hắt ra, ngay cả cái chén cũng không giơ nổi nữa. Ngay vào lúc này, chiếc đèn đỏ cuối cùng cũng như hiểu ý tắt phụt đi, trong phòng tối om, chỉ còn vũ khúc kích động vẫn vang lên. Cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm đã phát hiện Trịnh Khinh Vượng bên kia cũng đã vật Phương Lan Hinh ra ghế, mồm miệng đang chơi trò gặm đầu heo. Ở đằng kia, Hoàng Hải Bình cũng quăng vẻ văn nhã, chắc là đang dương oai trên người cô gái bên cạnh. Mẹ kiếp, toàn bộ động thủ rồi. Ông mày cũng không thể lạc hậu sẽ phải bị đánh. Diệp Phàm thầm mắng một câu rồi kéo tuột Phương Nghê muội vào ngực hôn ngấu nghiến. Lúc đầu Phương Nghê muội còn mím chặt miệng lại, sau đó lại sợ hãi kêu khẽ nên hơi hé ra, Diệp Phàm chấp cơ hội nhẹ nhàng dùng lực, đầu lưỡi trơn trượt lách ngay vào chiếc miệng nhỏ thơm tho. Phương Nghê muội cứng đờ, chắc là nụ hôn đầu đời, lát sau dưới sự dạy dỗ của Diệp Phàm cũng đã bắt đầu hưởng ứng. Dùng cái lưỡi thơm tho của mình quấn lại, lĩnh ngộ của loài người về phương diện này quả thật siêu cường. Phương Nghê muội từ chỗ ngây ngô đã thành thục ôm cứng lấy Diệp Phàm hôn đến đất trời xoay chuyển, hận chỉ không hòa được vào nhau. Tuy nhiên bây giờ Diệp Phàm cũng có cảnh giác với năng lực tự khống chế của bản thân, hắn cũng không muốn biến mình thành con quỷ hiếu sắc mà chỉ là phong lưu mà thôi. Sau khi ra ngoài ăn điểm tâm, Trịnh Khinh Vượng cũng không nói chuyện của em trai y, hình như đúng là chỉ đến đây để tiêu khiển. Thật ra trong lòng của Diệp Phàm cũng hiểu, người ta lần này đến đây là cho em trai mình một con ngựa. Có khi không nói lại hay hơn, ít nhất trong lòng hắn đã quyết định nếu có cơ hội sẽ cho Trịnh Lực Văn ngồi lên cái ghế giám đốc sở tài chính, còn Phương Nghê muội thì đem vào ban đảng chính chắc là không khó, nếu như có thể giành được cái ghế phó chủ nhiệm thì tốt nhất. Phương Nghê muội cũng không quyết lấy mình, có vẻ vẫn còn ngượng ngùng, mấy lần khẽ liếc trộm Diệp Phàm làm hắn thấy rất thoải mái, thấy cô thật khác với chị gái. Đương nhiên, Diệp Phàm nghĩ chắc Trịnh Khinh Vượng cũng đoán được chuyện hắn và Phương Nghê muội. Tuy nhiên cũng là đồng bệnh tương liên, hai vưu vật của nhà họ Phương phân đều cho hai người, y cũng không cho là Diệp Phàm sẽ lấy Phương Nghê muội. Diệp Phàm mới 18 tuổi, chắc sẽ không ở mãi thị trấn Lâm Tuyền, đây là nguyên nhân chính để Trịnh Khinh Vượng quan hệ với Diệp Phàm. Trong quan trường nếu có giao hảo với người có tiềm năng chẳng khác đốt sẵn cho mình một ngọn đèn chỉ đường, nhiều lúc sẽ có tác dụng không ngờ. Nếu không thì Trịnh Khinh Vượng là một cán bộ cấp sở lại phải hạ mình giao hảo với Diệp Phàm.
cho dù là chuyện của em trai y thì cũng có rất nhiều cách. Y chỉ cần nói với Tần Chí Minh và Thái Đại Giang một tiếng, lấy danh nghĩa Lâm Trường Cảnh Dương quyên chừng 10 vạn cho Lâm Tuyền, chẳng lẽ không lấy được cái ghế tốt cho em mình. Trở về đến phòng thì đã sắp 11 giờ. Diệp Phàm vừa đi đến cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài hành lang có ý đợi, vừa thấy Diệp Phàm thì vội vàng bước tới nói khẽ. Là Phó Chủ tịch Diệp sao? Là tôi, anh là. Diệp Phàm liếc nhìn người đàn ông này một cái thấy y có vóc người vừa phải, trên má trái có một cái nốt ruồi to trông rất bắt mắt. Tôi là Phó Giám đốc Phí Trầm Tường của công ty Võ Thần, có chút việc tìm anh, chúng ta đi Bách Vị Các uống chén trà nhé. Trong giọng của Phí Trầm Tường có một chút kiêu ngạo, cũng không có vẻ khép nép. Công ty Võ Thần, hình như có nghe nói qua, là một trong mấy công ty xây dựng lớn của Ngư Dương, theo lời đồn là sau lưng rất mạnh. Công ty xây dựng tìm mình làm gì, mình đâu quản mảng này. Diệp Phàm nghĩ một lúc cũng không ra liền từ chối. Thật xin lỗi, tôi đã ăn rồi, để ngày mai tới phòng làm việc đi. Hơn nữa tôi cũng không quản bên xây dựng, lẽ ra anh phải tìm Phó Chủ tịch Tiếu chứ. Ha ha, chúng tôi tìm anh. Phí Trầm Tường cười nói. Diệp Phàm nhíu mày, đang muốn từ chối thì điện thoại chợt reo lên. Phó Chủ tịch Diệp, còn chưa ngủ à? Tôi là Lão Diệp à, đến Bách Vị Các uống vài chén nhé. Phó Chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài ở trong điện thoại cười nói. Tôi còn bận chút, có thể không tới được á. Diệp Phàm ngần ngại. Ha ha, có phải công ty Võ Thần mời uống trà phải không? Ha ha, chúng ta cùng một nhà mà, vừa rồi tôi gọi điện thoại không ai trả lời nên bảo y đến phòng anh chờ đấy. Diệp Mậu Tài giải thích.